Kính lạy Chúa, Lạy Đức Trời toàn năng, Cha chính thánh của chúng con. Danh Ngài là Giê-hô-va vạn quân, Đức của trời tốt lành. Trong danh của Đức Chúa Jesus đứng cứu chuộc chúng con, mà chúng con là dân của Chúa, là trên quyền đồ của Ngài, và con là kẻ tôi tớ được Chúa chỉ định để hầu việc trong hành lang nhà Chúa. Thì giờ quý giá này chúng con đừng ngồi dưới bệ chân của Ngài để được nghe lời hàng sớm của Ngài. Vì trong ngày thánh của Chúa, chúng con đừng ngồi dưới bệ chân của Chúa để được nghe lời hàng sớm của Chúa. Vì trong ngày này Chúa dùng nước trong của Ngài là lẽ thật, là luật pháp của thánh hình sống để làm sạch mọi tội lỗi chúng con và khiến cho tâm linh chúng con được điện thánh ở trước mặt Chúa. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, là thần của Đức Giê-hô-va toàn năng, cũng là thánh linh của Đấng Christ, làm thành điều Ngài đã hứa rằng sau ngày đó, Ngài sẽ đổ thần ở Ngài trên chúng con và Ngài khiến con biết các lời của Chúa. Để Chúa xin ý Chúa được nên. Để Chúa thắp sáng ngọn đèn nơi chúng con, mở trí cho, để chúng con là dân sự Chúa, là người nghe, cũng như chính con là kẻ tôi từ Ngài, là người giảng. Hết thảy được là chính Ngài ra dâng ở trong đã thật đời của Ngài. Hầu cho tâm linh chúng con được tăng trưởng lên theo tổ thức vóc dáng tròn vẹn của Đấng Christ. Chúa giao chìa khóa nước thiên đàng cho nên con, để nhân danh Chúa Christ mà chúng con rao giảng tin lành quyền phép của nước trời cho muôn dân. Con cầu xin Đức Thánh Linh, Thánh Tín Minh Thiên Sứ của Chúa đóng chạy quanh tất cả nơi nào hội thánh của Chúa nhóm lại, để thờ phượng Chúa cũng như được nghe lời sống của Chúa. Và tại lời cũng vậy, Chúa cũng cai trị hoàn cảnh không gian môi trường liên quan đến sự thờ phượng, sự công bố lời Chúa, để nguồn điện không bị gián đoạn và các thiết bị sử dụng điện như là âm thanh, ánh sáng, máy lạnh, máy ghi âm, máy hình để hoạt động hữu hiệu để hầu việc Ngài, quy vị và danh thánh Ngài. Thì Chúa ban ơn là chính con, thì giờ này con thắng hơn được sự yếu đuối của Satan này, để theo có thể được công bố điều Chúa cho con soạn xuống. Cũng sự mà khi con đang giảng những lời đất được soạn này, thì thần của Chúa sẽ tỏ cho con và giảng qua con, thì con cũng sẽ truyền lại ý như gì mà Chúa đã bày tỏ cho con, hầu cho chính con và dân sự của Chúa được dẫn dắt vào trong cái thật đời của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Sáng nay chúng ta tiếp tục lẽ thật về con tàu của Noe. Bài 2, cấu trúc của con tàu mà Giê-hô-va Đức Trời đã mặc lệnh cho Noe đóng. Phần thứ nhất, người đóng tàu và những vật liệu được dùng để đóng tàu. Trong bài trước chúng ta đã được biết lý do khiến cho Giê-hô-va Trời quyết định hủy diệt loài người hung ác ở trên đất này. Đó là sự hung ác cùng các ý tưởng của lòng loài người chỉ là xấu luôn. Như lời Chúa đã chép ở trong Sáng Thế Ký ở 6 là Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng lên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng lên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài trên trời, vì ta tự trách đã dựng lên các loài đó. Nếu ta đọc kỹ lời Đức Chúa Trời đã chép đây, thì sẽ thấy rằng Giê-hô-va Trời chỉ hủy diệt những người nào mà Giê-hô-va Trời biết đó là những người hung ác, và những tư tưởng của những người đó chỉ là xấu luôn. Cùng các tạo vật đã bị cớ tội lỗi của những người hung ác đó mà đã bị thoái hóa. Bởi vì khi người ta sở hữu đất đai, sở hữu cây cối của mình, ruộng vườn của mình, thì những kẻ hung ác đó sẽ bị sự rủa xả của nó giáng trên họ, và một người hợp pháp áp đặt sự rủa xả trên các loài đó. Nên con chó, con mèo cùng hung ác đánh nhau, hung ác. Từ đến bây giờ chúng ta thấy còn kinh khủng hơn ngày xưa. Người ta thường nói là con chim hải âu, nó chỉ bắt cá ngoài biển thôi. Nhưng bây giờ nó vào trong thành phố, nó ăn đồ ăn của loài người, nó cướp bánh trên tay loài người, nó ăn thịt con vật khác luôn. Hải âu bây giờ nuốt con thỏ, nuốt chim bồ câu. Con rùa là vật rất hiền lành ở dưới biển, ở dưới hồ, nó bò lên bờ, nó đớp chim bồ câu, nó lôi xuống hồ nó ăn. Nó trở nên hung ác, nó biến thái, nó mất cái bản tánh tự nhiên mà trời ban cho các loài. Vì cái gì? Vì tội ác của loài người. Kinh Thánh chép ở trong sách Giê-rê-mi này, vì cớ dân cư hung ác, loài chiên chóc bị diệt. Chúa quyết định hủy diệt loài người, không phải hết thảy loài người, mà chỉ là những người hung ác, vì những tư tưởng những kẻ đó là xấu luôn. Cùng các tàu vật vì cơ sự hung ác của những người đó mà tạo điều kiện cho ma quỷ nhập vào, khiến cho nó biến thái thoái hóa, mất đi bản tánh tự nhiên mà Đức Chúa đã ban cho sổ đồ ban đầu. Còn người nào mà Giê-hô-va Trời biết đó là người công bình thì Ngài sẽ để lại hầu cho những người đó được sống nơi này và sẽ có dòng dõi công bình ra từng những người đó. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 8 đến câu 13 chép: nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, nên là dòng dõi của Noe, vì trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Noe sanh 3 con trai: Xem, Cham và Gia-phết. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này, Đức Giê-hô-va nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường lối mình trên đất phải bại hoại. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Noe rằng: kỳ cuối cùng của một loài xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng, vậy ta đã diệt trừ họ cùng đất. Ngày hôm nay ta thấy những điều mà xảy ra ở bên Trung Quốc,
người ta gọi là thiên tai, nhưng mà Chúa đó là nhân tai. Mưa vẫn mưa, nhưng mà tại sao lụt, tại sao lũ? Vì Trung Quốc đã thay trời, chị đã thay trời làm mưa, thay trời không chế nước. Nó vô tín, nó ác, nó phá hủy môi trường sống mà Chúa tạo được trên đất này. Không những chỉ Trung Quốc mà thôi, nó còn làm rất nhiều nước cũng giống như nó. Các đập thủy điện đã được lập lên nhiều nơi và biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường. Chúa biết rõ Trung Quốc không chỉ làm công việc này cho chính họ mà thôi, mà làm những nước khác nữa. Bất cứ một nước nào mà để cho Trung Quốc xây đập lên là đều có mục đích của nó, dùng đập để khống chế nước đó. Trung Quốc chứa nước lại để khống chế Việt Nam, chứa nước lại để khống chế Ấn Độ, chứa nước lại để khống chế Campuchia rồi Lào. Khi đập xây dựng lên, nước thì dưới nguồn không có nữa, hạn hán. Ở trên thì dư nước, ở dưới thì khô hạn, nghịch lý. Người ta gọi là thiên tai, nhưng thực nó là nhân tai, tai họa bởi con người gây ra. Nó thay đổi môi trường sống và bởi cơ đó nên nó bị hư đi. Mưa cũng vậy thôi, vì nắng xuống mà không có cây thì đất sẽ bị nóng. Nóng thì bốc hơi tất cả gì mà có nước ở trên mặt đất đó bay lên, người ta không nhìn thấy, nhưng bay lên tụt thành mây. Và gặp gió lạnh thì nó sẽ lại mưa xuống. Nhưng mà chính người ta đã khiến mưa nhiều hơn và trái đất nóng lên, bởi đất băng tan là vì gió vần vũ. Do người thay đổi môi trường, tôi rất đơn cử một công việc người ta phá hủy cây cối, ngăn trở dòng nước mà khiến cho môi trường sống bị đảo lộn. Thì bây giờ chúng ta thấy là đất đai trên đất này, mọi thứ là thuộc về chủ quyền của Đức Chúa Trời. Họ không tôn trọng Đức Chúa Trời, họ thay đổi tất cả mọi chỗ đây là điều Chúa không bảo họ làm như vậy. Vì chính Chúa đã phán, nếu người ta cẩn thận làm theo luật pháp Đức Trời thì Chúa đã khiến mưa trên trời xuống đúng thì cho người ta, để cây cối được sinh trưởng hoa màu đầy đủ. Nó đủ. Chúa không bảo người ta nắn sông hay là đát đập, nó bảo làm thế này. Người ta không tin có Đức Chúa Trời, bởi nó thay đổi môi trường sống mà Chúa đã ban cho lại người. Trước khi người ta bước vào suy gẫm những sự mầu nhiệm được giấu kín trong các lời đã chép trên, chúng ta cần nhắc lại mạng lệnh mà Đức Chúa Jesus đã phán vì lý do Ngài đến thế gian này. Vì nhiều người mang danh người tin Chúa, nhưng lại không có được tin vào lời của Chúa đã chép trong Kinh Thánh. Nhưng người ta lại tin vào lời truyền khẩu, tức là giảng của con người qua môi miệng của những con người, không phải bởi Chúa chỉ định, không phải Chúa sức giàu, không phải Chúa sai đi. Mà người ta cho rằng cái phần Kinh Thánh gọi là cựu ước đó là dành cho dân Israel. Còn chúng ta ngày nay là thuộc về giáo ước mới của Đức Chúa Christ. Nhưng mà chúng ta làm theo điều gì mà thuộc về phần tân ước đã chép. Đấy, luận điệu của họ là vậy. Trong vòng khoảng 3 năm nay, cái tín lý này lan truyền khắp mọi nơi. Nhiều người là kỳ cựu, là trưởng lão trong người Thánh cũng tin vào cái đấy là sai lầm. Chúng ta xem lời Chúa trên này. Sách Ma-thiơ đoạn 5 câu 17-20 trên: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong điều ra này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị sức lực cực nhỏ trong nước thiên đàng. Có như ai giữ những điều đó đấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúng ta đừng tưởng rằng đây là nói về nước thiên đàng, tôi không cần vào nước thiên đàng, tôi cần được vào thiên đàng thôi. Nếu ta không được vào nước thiên đàng, miễn vào thiên đàng. Có bị hiểu không nào? Nước thiên đàng không phải là một chính phủ, không phải là một quốc gia. Nước thiên đàng là nền tảng của quyền phép, sự cai trị hoàng gia của vua. Điều này đã vốn thuộc của chúng ta từ lúc ban đầu ở trong Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chưa được sinh ra trên đất này, chúng ta còn ở trong Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã được định ở trong nước thiên đàng. Chúng ta được định hiểu biết được tất cả mọi sự quyền phép ở trong lời Đức Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời là quyền phép của nước thiên đàng. Khi Ngài công bố ra thì việc liền thành. Vì nước thiên đàng là nền tảng của quyền phép, sự cai trị hoàng gia của vua. Cái đèn kia là công cụ, là sản phẩm của quyền phép. Quyền phép ở đâu? Trong đầu. Đó là sự hiểu biết của con người. Từ sự biết đó mà nó biết sử dụng tất cả vật liệu trên đất này để chế tạo ra mọi thứ. Trong lòng Đức Chúa Trời, quyền phép của Đức Chúa Trời ở trong lòng này, nhưng mà được bày tỏ qua lời phán rằng, và chúng ta là con kế tự Đức Chúa Trời, chúng ta phải được phục hồi lấy quyền phép đó để nhận biết quyền phép trong lời Chúa, để khi chúng ta công bố ra thì việc liền thành. Ngắn như người mang danh là người hầu vị Chúa, người đứng giảng không chữa lành người ta được, không đuổi quỷ được, vì người đó chưa hề được hưởng nước thiên đàng, ta tất nhiên người đó chưa được phục hồi lại quyền kế tự lời Đức Chúa Trời, mà đó chỉ là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu vãn kẻ tin.
Nếu người ta không vào nước Thiên Đàng, tức là tâm linh đó chưa được phục hồi lại quyền ký tự lễ đấu trời là sao được cứu. Ngày hôm nay rất nhiều người cứ nói tôi tin Chúa là tôi được cứu rồi. Tôi bảo theo lý thuyết là dường như vậy, nhưng không phải vậy. Chứ tin đó là gì? Tin đó là động từ tiếp diễn, là tôi đồng ý với, tôi chấp nhận, tôi phân phục, tôi làm theo, tôi kết bạn với. Đây là động từ hành động tiếp diễn. Cả cuộc đời chúng ta là đức tin, tin vào Đức Chúa Trời, làm theo. Vậy ở đây Chúa cho rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng chôn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee thì chắc người không vào nước Thiên Đàng. Chúa nói như những người thuộc về dòng Pharisee đã bị Chúa rủa xả. Chúa nói là các ngươi không thoát khỏi ngửa địa ngục. Chúa rủa xả này, các ngươi đi trên bờ nước ruộng dụ người ta vào trong đạo mình rồi, mà khi ngưỡng ngó vào trong đạo ngươi rồi thì ngươi khiến người ta trở nên người địa ngục cấp hai các ngươi, thế các ngươi đã địa ngục rồi. Về những người tin theo người đó trở thành địa ngục cấp hai các ngươi, thấy chưa này? Chúng ta phải đọc để ý lời Chúa đã ở trong địa ngục rồi, đang sống đó mình bị phó trong địa ngục rồi. Ở trong Giăng đoạn 3, lời Chúa đã phán kẻ nào không tin danh của Đức Trời đã bị đoán xét rồi, dù người ta đang sống, lời ta sẽ phán xét kẻ đó nơi ngày sau đó. Ngày sau đó khi hồi thánh cất về thế nào rồi, kẻ đó bị bỏ lại rồi, bây giờ mình bị phán xét. Bây giờ ta không biết đâu, vì chính tôi được vào trong hoàng ngục, thấy được hai người, nhất những người bị ở đó, những hai người vừa chạy vào đó là một vị mục sư và một trưởng ban thanh niên. Hai người phạm tội tà dâm với nhau và phá thai. Họ đang sống bên ngoài, nhưng mà tôi vào thấy họ trong đó rồi, bị hành hình rồi. Tôi sẽ bị bố, họ đang sống với Chúa, phải đúng. Con đọc từ Giăng đoạn 3 đi. Người không tin vào danh, tôi không chấp nhận, tôi không đồng ý với, tôi không làm theo lời Đức Trời, thì đã bị phán xét rồi. Mà Chúa không chết đâu, nó vẫn sống. Để thử thách loài người mà. Chứ về người đó đứng giảng đó mà được chăm được sống đâu, có nhiều đứng giảng. Thì Chúa nói là nếu chúng ta bị không trói hơn sự của mình của người Pharisee. Người Pharisee được sự của mình không phải bởi công việc họ cả công bình đâu, mà bởi vì họ tin có Đức Chúa Trời. Họ vẫn tiếp tục tôn cao lời Đức Chúa Trời. Tiếp nữa, Giăng đoạn 5 câu 39 chép: các ngươi dò xem kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống một đời. Ấy là kinh thánh làm chứng người ta vậy. Tôi đang đọc cho quý vị biết, các đoạn kinh thánh là nền tảng, là những hòn đá, là những cái cọc, là cái nọc nêu giữ các cái cột trụ của hành lang nền tảng. Những gì mà tôi sẽ công bố ở đây nó rất là cao, người ta sẽ thắc mắc làm sao tôi tin được. Bởi đó chúng ta phải có những cây nọc. Trước khi nền tảng được dựng lên thì hành lang nền tảng phải làm trước. Hành lang nền tảng phải làm trước. Vậy thì tôi phải có hành lang nền tảng, và nó phải có các cái dây néo từ trên cái nguông trụ đấy kéo xuống hai bên ngoài bên trong. Mỗi một cây trụ thì có hai cái nọc và hai sợi dây nếu từ trên nó xuống để giữ, và 60 cái cọc creatine và bố bi, rồi 120 cái sợi dây và 120 cái nọc nó neo xuống. Thì đây là tôi đang cho quý vị những cái câu kinh thánh, những nền tảng là những cái néo, những cái nọc đó để níu nó xuống. Nếu gì mà tôi công bố lời Chúa đó chứ được néo xuống để không đổ, vì người ta sẽ dấy lên để bắt bớ. Nên trước khi người ta bắt bớ, tôi khiến họ không thể bắt bớ được, bằng cách là tôi cung cấp cho họ những thông tin tin tức bởi chính Chúa phán, bởi lời Chúa chép, không phải lời giải thích của tôi, để ta không thể chống được. Còn nếu như họ ta nhà tôi mà chống thì sập bẫy và bị bắt. Tiếp nữa, Giăng đoạn 10 câu 34 đến 38 chép: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trong luật pháp của ngươi há chẳng cho rằng ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu kinh thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói ta là con Đức Chúa Trời. Các ngươi cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc cha ta thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Khi Chúa Giêsu phán cái điều này, Ngài nhắc lại Thi Thiên 82 câu 6 có chép rằng: ta đã phán các ngươi là thần, hết thảy là con trai của Trời trên cao. Và dù đó là thi thiên, nhưng mà Chúa nói đó là luật pháp và đó là kinh thánh, đó là không thể bỏ được. Chúa Giêsu đến đã phán rõ ràng là những điều đó thuộc về phần người ta gọi là cựu ước đó, là kinh thánh, là lời Đức Trời và không thể bỏ được. Nhưng bây giờ những cái bọn mù thuộc linh đó vẫn giảng người ta: ôi vì chúng ta thực thể là đứa người, chúng ta không làm theo cựu ước nữa. Họ hiểu sai lời của Phaolô. Trong sách Hebrew, Phaolô có giảng cho người Hebrew, người Giuđa về ước cũ và ước mới, vì người Hebrew không tin Đấng Christ nên họ chẳng biết gì về giáo ước mới cả. Vậy thì ước cũ tức là người ta là cựu ước, nó không phải luật pháp, mà cựu ước nó là giáo ước cũ, giáo ước của Đức Ba Lạt phán. Ngài phán sau khi Ngài ban luật pháp cho dân Israel rồi, Ngài phán các ngươi tuân mạng Ngài ta,
Người là làm theo thì sẽ nhờ đó mà được sống. Ta là Đức Giê-va, đó là giao ước quý vị, đó là giao ước. Như vậy Chúa đã phán, Thi Thiên cũng là luật pháp, vì toàn bộ năm sách của Mô-xê là luật pháp, cùng các sách tiếp theo từ Giô-suê cho đến sách Ma-la-chi đều thuộc về luật pháp. Bởi vì năm sách của Mô-xê là nền tảng cột trụ của luật pháp, và các sách tiếp theo đó là Đức Giê-va phán dạy dẫn dắt dân Israel đi theo năm sách đó, và Ngài đối xử với dân Israel cũng như loài người căn cứ theo điều đã ban cho họ qua năm sách của Mô-xê. Năm sách của Mô-xê được gọi là nền tảng của luật pháp, năm sách của Mô-xê được gọi là nền tảng của tiền cửa thép. Tiếp nữa Giăng đoạn 15 câu 26 chép: khi nào đến như lùi sẽ đến, là đấng sẽ bởi cha sai xuống, tức là thật là thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng bể tàng. Ở đây chúng ta đã có ba câu Ma-thiêu đoạn 5, rồi Giăng đoạn 5, rồi Giăng đoạn 10 đã nói về lời Đức Trời để chép Kinh Thánh, phần cũ đó rất là luật pháp là không thể bỏ được. Nhưng mà chúng ta không thể tự hiểu được, mà chính thật là thật sẽ đến và khiến người ta hiểu được sự đa chép này. Nhưng điều đã được chép đây là con đường dẫn Đấng Christ, và thông qua Đấng Christ mà chúng ta được sự ban cho Đức Thánh Linh. Bây giờ thật là thật sẽ đến trên chúng ta, cũng giống như trước khi chúng ta được mặc cái áo mới để đi dự tiệc, thì chiếc áo chúng ta để lâu rồi, mặc đồ ấy, nó dơ bẩn, nó hôi rồi, chúng ta bỏ máy, ta giặt ra xong rồi, được ủi lên rồi thì chúng ta mới mặc nó. Thì Đức Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta để làm sạch tội lỗi chúng ta. Bây giờ chúng ta chưa được mặc lại, mà lại cái gì? Thần của Đức Chúa ở trong chúng ta, vì tên chúng ta xa bởi Ngài, mà ngọn đèn chúng ta chính là tâm linh chúng ta rồi. Vậy chúng ta được mặc lại thần của Chúa vào trong ta, bây giờ ngọn đèn ta mới sáng, là tâm linh mới sống lại được. Mà khi tâm linh sống lại rồi, chúng ta mới hiểu được sự bổ nhiệm mà Chúa dành cho tâm linh chúng ta. Tất cả các luật pháp được chết thành văn tự đó là dành cho tâm linh chúng ta. Nhưng mà trong quá khứ Ngài không mở chi cho. Nhưng mà bất cứ người nào tin vào lời Chúa và làm theo lời Chúa, họ phải trả một giá để làm theo luật pháp Đức Trời, làm theo 10 điều luật Đức Trời, vừa giữ tất cả các mệnh lệnh của Đức Chúa Ba, thì bây giờ chính người đó sẽ được cứu. Rõ ràng Noe hồi trước luật pháp là công bình được cứu, rồi Job và Daniel được cứu bởi sự công bình mình. Rõ ràng là họ có luật pháp, họ được cứu bởi vì họ tin Đức Chúa Trời và làm theo lời Đức Trời nên họ được cứu. Tiếp nữa Luca 24 câu 36 đến 45 chép: môn đồ đã nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng: bình an cho ngươi. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Ngài phán rằng: sao ngươi bối rối, và sao trong lòng ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chân ta thật chính ta, hãy rời đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân cho xem, nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng, Ngài nhận lấy và ăn trước mặt môn đồ. Đoạn Ngài phán rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Đây là điều vô cùng quan trọng trong luật pháp của Môi-se, bởi vì Chúa đã ban cho Môi-se và Môi-se chép nó xuống nên được gọi là của Môi-se. Môi-se biểu tượng của luật pháp. Vậy thì nếu ta bỏ phần cứu ước đi thì làm sao ta biết ta được chép về cái gì? Nếu ta bỏ luật pháp của Môi-se đi, bỏ các sách tiên tri đi, bỏ các thi thiên đi, thì ta lấy con đường nào mà đến với Đấng Christ? Bởi vì khi Chúa Giêsu đến thế gian để giảng tin lành, Ngài phán điều này, Ngài không phán với dân ngoại. Việt Nam chưa có tên, Mỹ chưa có, châu Âu chưa có. Ngài phán với dân Giu-đa, dân Israel. Hồi đó chưa có người nào nói từ Tân Ước cả, ngay cả Chúa Giêsu cũng không hề nói một tí mà nào về Tân Ước cả. Nhưng mà Tân Ước là cần phải có, bởi vì đó là sự làm chứng về chức vụ của Chúa Giêsu Christ, và thông qua sự đó mà người ta mới chú ý vào cái điều mà Chúa Giêsu đã đến để làm chứng cho. Bây giờ người ta mới tìm lại những điều gì mà Chúa Giêsu Đấng cứu chuộc mình đã đến để phán dạy. Và thông qua sự sống lại của Chúa Giêsu Christ mà chúng ta biết được điều gì đã khiến Chúa Giêsu sống lại thắng sự chết. Bởi vì Ngài có vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta phải tìm lại những điều mà chính Chúa Giêsu đã vâng giữ để nhờ đó mà Ngài được sống lại. Hầu cho chúng ta cũng vâng giữ như Ngài đã vâng giữ để được sống lại. Đúng chưa nào? Cùng một phương pháp. Chúng ta đang trở lại với lời Chúa là chép. Thông qua phần tân ước mà chúng ta biết rằng chúng ta được cứu
không phải ta nước, mà ta nước đến làm chúng ta là chúng ta được cứu nếu chúng ta làm theo lời Chúa. Bởi vì khi Đức Giê-hô-va ban luật pháp cho Israel, Ngài đã ký tên, Ngài phán là ta là Giê-hô-va Đức Trời của các người, ta đứng tự hữu hàng hữu, Ngài không qua đi, lời Chúa không bao giờ qua đi. Chính vì không có đi lên, Chúa Giê-hô-va phải đến để làm chứng cho cái điều mà Đức Giê-hô-va đã phán, là điều mà người ta đã bỏ luật pháp của trời, nên người ta vì cớ không có luật pháp của trời nên người ta buông lung phạm tội hử mật. Chúa đến để cứu họ thông qua việc chính Ngài làm chứng cho người ta biết rằng luật pháp và Giê-hô-va sẽ ban cho người đó là sự cứu chuộc cả người. Ta không chỉ làm chứng bằng mũi miệng đâu, làm chứng bằng chính ta thử luôn luật pháp đó. Cũng như là vị bác sĩ Anoven, cái người đầu tiên tìm ra cái chất để mà chữa bệnh sốt rét đó là ông Anoven, và ông dùng chính thân thể của mình để thí nghiệm con muỗi gây trùng sốt rét đó. Chính ông dùng thân thể mình để cho nó chích, để thí nghiệm thân thể của mình, và khi qua đời rồi người ta kỷ niệm đến ông đặt tên cho cái mũi đó là mũi Anoven. Và hôm nay cũng vậy, thế gian phải nhận biết của loại virus đặc biệt để khi người ta không làm tội đó là luật pháp Đức Chúa Trời, đó là cấu tạo của luật pháp Đức Chúa Trời. Nếu người ta tìm ra vaccine để biết được kết cấu khoa học của cái loại vaccine đó chế tạo như thế nào, để khi tiêm vào người ta thì người ta kích hoạt một loại kháng thể của cơ thể để chống lại được cái con vi trùng đó. Vi trùng khiến người ta hư mất linh hồn mình đó, đó là tội lỗi. Mà chỉ có luật pháp Đức Chúa Trời, mà luật pháp Đức Chúa Trời có cấu trúc của nó, có kết cấu của nó, có gốc, có ngọn, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, người ta phải hiểu nó, người ta có thể hiểu được. Mà chính Thánh Linh của Chúa sẽ đến trên tâm linh nào đang nghe lời của Chúa mà trôi dậy bắt sát tim mình phục luật pháp ban tự của Đức Trời đó, thì bây giờ khi tội lỗi của người đó không còn cai trị xác thịt người đó nữa, bây giờ tâm linh đó sẽ được hưởng phần thưởng là Thánh Linh sẽ đến trên người đó. Nếu không có Thánh Linh của Chúa ở trên người đó, người đó không thể theo Chúa được, không thể thắng tội lỗi được, bởi vì chính Chúa Giê-xu đã đến thế gian này là một mẫu mực cho chúng ta biết làm thế nào Ngài được hưởng sự ban cho Đức Thánh Linh. Ngài vẫn giữ các mệnh lệnh của các điều răn của Đức Chúa Trời từ khi Ngài còn nhỏ. Bởi cái đó, dù Ngài là con Đức Chúa Trời, nhưng vì chức vụ Ngài được giao cho là kẻ tôi tớ, nên Ngài đã đến với Giang Bất Tiết tại sông Giô-đanh. Giang Bất Tiết nhận biết Ngài là con Đức Chúa Trời, nên ông sợ bảo, ủa, chính tôi phải đến với Ngài mà Ngài cũng đến cùng tôi sao? Chúa Giê-xu nói với Giang Bất Tiết này, bây giờ hãy làm chọn phần công việc chúng ta đi. Ngươi được Đức Cha giao phó nhiệm vụ gì hãy làm được đó, cũng như ta vậy. Ta nhận được mệnh lệnh của Đức Cha, ta đến đây không phải để làm vua, ta đến đây để làm tôi tớ, ta đây là người làm chứng. Ngươi có làm chứng cho ta làm chứng cho Đức Cha. Vậy thì hãy làm tròn phần việc Đức Cha đã giao cho. Và Giáo Hội Tiết bắp tên Ngài, Ngài vâng phục trong sự hiểu biết. Thì ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta phải có sự hiểu biết luật pháp của trời, hầu ra vâng phục. Vậy chúng ta vâng phục Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ được thắng tội lỗi. Và bây giờ Thánh Linh của Chúa sẽ trên chúng ta, bắt đầu mở trí chúng ta và chính Ngài dẫn chúng ta vào trong lẽ thật đời ngoài. Cái phần quan trọng là sự hiểu biết. Trong thời gian hội thánh của Đấng Christ mới được thành lập bởi Đức Thánh Linh, không có người nào nói được cụm từ kinh thánh từ nữa cả. Mà khi người ta nói kinh thánh là nói năm sách của Môi-se cùng các sách tiếp theo cho đến sách Ma-la-chi. Các sách thuộc về phần chúng ta có ngày nay được gọi là kinh thánh từ nước, là thư tín của các sứ đồ, cùng sách cải huyền là các lời được Thánh Linh cảm động mà người ta chép xuống để làm chứng về Chúa Jesus Christ và để gây dựng đức tin của người tin Chúa, cho nhận biết ý nghĩa của kinh thánh cùng giá trị của sự cứu chuộc mà Đức Chúa Jesus đã đến thế gian này để cứu chuộc hết thảy những người nào sẽ tin đến danh Ngài và vâng phục các mệnh lệnh của Ngài. Nếu người ta bỏ kinh thánh cứu đi, người ta không thể có được con đường dẫn họ đến với Đấng Christ, và người ta sẽ không thể hiểu được các lời được chép trong phần Đức đã nói về cái gì. Cũng là đó, nếu người ta chỉ giữ phần kinh thánh cứu ước mà không có kinh thánh phần tân ước, thì người ta sẽ không thể nhận được giá cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, cũng không thể nào có sức lực để làm theo luật pháp của Đức Trời là phần ở chép trong phần cựu ước. Tân ước nó giống như một cái mô hình mẫu. Khi người ta lên một dự án, người ta bắt đầu tập trung đầu tư tiền bạc về xây dự án. Ví dụ là cả khu chung cư đó, mỗi nhà sẽ được xây dựng lên và người ta sẽ bán mỗi một cái căn hộ đó là bao nhiêu tiền. Vậy người ta sẽ đến, người ta nhìn thấy bản vẽ rồi, nhưng mà ta nhìn thấy mô hình, cái nhà nhỏ mô hình này và kết cấu của nhà rộng bao nhiêu, các phòng như thế nào, để cho những người nào thích kiểu nhà đó thì bỏ tiền đầu tư. Như vậy thông qua mô hình có bóng mà người ta sẽ đặt đầu tư vào. Chúa Giê-xu là hình, còn luật pháp của Đức Trời là bóng. Luật pháp của Trời là thiết kế, bản vẽ thiết kế vì sự cứu chuộc. Chúa Giê-xu đến là hình của cái bản vẽ đó. Phải thông qua Đức Chúa Christ mà chúng ta biết là nếu ta không có cái bản vẽ đó thì làm sao ta có thể có được ngôi nhà. Chúng ta là các thợ xây nhà, nếu không có bản vẽ thiết kế
làm sao ta có thể xây dựng được ngôi nhà theo ý của chủ? Nếu ta không có luật pháp của trời, lấy gì chúng ta làm theo tiêu chuẩn để biết rằng mình sai tội? Tất đức vô cùng quan trọng, nhưng mà cái phần quan trọng nhất đó là phần kinh thánh, đó là luật pháp Đức Chúa ban cho dân Israel qua Môi-se. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng mọi sự được chết trong phần kinh thánh cựu ước là bóng về Chúa Christ, còn về phần kinh thánh tân ước là hình của sự đã được chép trong phần cựu ước. Như vậy người ta không có phép loại bỏ hay là coi thường những sự đã được chép trong phần kinh thánh, cả cựu ước và tân ước. Và nếu người ta không có bản vẽ thiết kế thì đương nhiên người ta không thể xây được nhà. Mà bây giờ người ta nói cái nhà này xây đúng bản thiết kế, anh cho tôi xem bản thiết kế đi, không có à? Như vậy anh nói dối rồi, bản này bản giả. Chúng ta phải có cả cái thánh toàn bộ để biết được gì mà Chúa đã làm, đó là làm chứng về đã điều đã được ban cho, như đã có chết, như đã có chết, như đã có chết. Chúa thắng Satan không phải bằng quyền phép của chính Ngài, mà bằng quyền phép của lời Đức Chúa Trời. Ngài dùng lời Chúa công bố ta sẽ làm phải lui. Ngài làm mẫu, chúng ta phải học theo, phải hiểu. Cô-lô-se đoạn 2 câu 16 đến 17 chép: vì vậy chưa có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc là ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Tiếp nữa, Hebrew đoạn 10 câu 1 đến câu 18 chép: và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tổ nữa, nhưng đó há chẳng thôi dân của tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi, vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhận của lễ thiêu, cũng chẳng nhận của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói: hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Chúa đã nói Chúa chẳng muốn, chẳng nhận những hy sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy. Sau lại nói: đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì Chúa đã bỏ điều trước, đặt lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được đến thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năm dâng của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này, tại vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ nay về sau đang đợi những kẻ thuộc Ngài bị để làm dưới bệ chân Ngài. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng Chúa phán: này là giao ước ta lập với chúng nó sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán: ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi có sự tha thứ thì không cần dâng của tế lễ vì tội lỗi nữa. Đây là thư của Phao-lô gửi cho người Hebrew. Bởi người Hebrew có luật pháp của Môi-se, ông giải nghĩa cho họ biết rằng những gì mà Chúa Giêsu đã đến ấy là điều đã được nói trước bởi Môi-se. Nếu ta tin Môi-se thì biết Môi-se đã nói về Đấng Christ là Đấng Tiên Tri như Môi-se, và Chúa đã phán rằng các người hãy nghe theo lời người đó, ai không nghe đó sẽ bị phế bỏ, ta chốt người đó đi. Như vậy đây là thư tín của Phao-lô gửi cho người Hebrew rất cao. Vậy người ta không thể dùng lời của Phao-lô để thay lời Chúa Giêsu được, mà biết mục đích của thư tín Hebrew đó để giải nghĩa cho dân Israel. Vậy thì nếu người ta dùng lời của Phao-lô trong Hebrew để dạy người ta mà bỏ cũng đi thì bọn đó là kẻ mù. Vì Đức Chúa Christ đã phán được con tàu lê có liên quan đến ngày tận thế, thì một người tin Chúa cần phải nhận biết rằng lời Đức Chúa Giêsu đã phán đó là mạng lệnh, là sự bách bảo cho mọi người tin Chúa phải hiểu biết về mạng lệnh của Ngài và làm theo. Và những người giữ chức vụ rao rằng tin lành của Đức Chúa Trời sẽ phải giảng dạy cho dân sự của Đức Chúa Trời biết ý nghĩa cùng sự mầu nhiệm của các lời đó. Chúng ta đến nhất toàn bộ Kinh Thánh này là chép lời của Đức Chúa Trời, mà là lời của Đức Chúa Trời hay lời Chúa Christ là một. Để mà Chúa nói một chấm, một nét chuẩn văn không qua đi được trước khi một sự lựa chọn. Vì người ta xem lời Chúa, Giêsu phán gì về con tàu lê này. Ma-thi-ơ 24 câu 1 đến câu 51 chép: khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ đang đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: các ngươi có thấy điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng của Ngài và nói rằng: xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy giữ
kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến và nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tin tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, tại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền trí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức của Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cùng sẽ đến, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà Đấng tiên tri Daniel đã nói. Ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Giu-đê hay trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cải trong nhà, và ai ở ngoài đồng ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày sa bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các ngươi được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên và làm dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo cho các ngươi, vì nếu người ta nói với các ngươi rằng này ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến, này ngài ở trong nhà thì đừng tin. Vì như chớp nhoáng từ phương đông nhoáng đến phương tây thì sự con người đến sẽ cũng như vậy. Nên là có xác chết thì những chim ó sẽ ở nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, khi mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không còn sáng, các ngôi sao từ trên trời xa xuống và thế lực của các tầng trời rung động. Khi ấy điểm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai tiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ được chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến phương trời kia. Hãy lấy lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết rằng mùa gần tới. Cũng vậy, khi ngươi thấy mọi điều ấy, khái biết rằng con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi, vì ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thế nào, khi con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước lỡ lụt, người ta ăn, uống, cưới gà như thường, cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết, cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng. Một người được đem đi, một người bị để lại. Và có hai người nữ đang xây cối. Một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà hay là canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức không để cho đào bạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho ăn đúng giờ, phước cho đầy tớ đó. Khi chủ đến thấy làm như vậy, quả thật tôi đã cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kế coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường xe rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ ra hình. Đó là lời sẽ có khâu lóc và nghiến răng. Chúng ta chú ý câu này. Trong đời nuôi thể nào thì có người đến cũng thể ấy. Nhưng gì đã chép về Noe cũng sẽ chép về cái thời kỳ Chúa sẽ đến. Bởi đó mình phải để ý vào những gì mà Chúa đã phán với Noe, thì đó là sự mầu nhiệm dục kín trong đó. Thì thời kỳ Chúa xuống đến cũng như vậy. Chúa nói ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho ăn đúng giờ, phước cho đầy tớ đó. Khi Chúa đến thế làm như vậy, cho ăn đúng giờ này, đúng thực phẩm, đúng thực đơn của cái ngày đó. Chúng ta đang được Chúa bày tỏ cho ta biết những điều này.
Bởi vì những điều này thuộc về sự sáng cho lòng ta, để tỉnh thức tâm linh chúng ta biết trách nhiệm của nó trước cái giờ nó được đón trở về thiên đàng. Còn nếu nó không tỉnh thức, nó sẽ bị bỏ lại trên đất này. Bởi vì chúng ta hiểu rõ cái gì mà Chúa đã phán, Ngài bách bảo cho những người tin cậy Ngài hiểu được đó. Nghĩa vụ của người tin Chúa và trách nhiệm của người giao giảng tin lành của Đức Trời là phải có sự hiểu biết đúng và trọn vẹn hết thảy các lời của Đức Trời mà ngay được đối diện và phải tuân theo. Chứ không phải là sự thuộc lòng các lời văn tự được chép cho Kinh Thánh. Vì nếu người tin Chúa mà không hiểu biết lời Đức Trời, thì thế thể xác định của người đó cùng tâm linh của đó sẽ không nhận được sự giải cứu, giải phóng, giải thoát ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Chúng ta biết rõ là sứ đồ Phao-lô là một ví dụ điển hình về việc Chúa để cho người đó kinh nghiệm được người đó khó hiểu biết luật pháp của Môi-se, sốt sáng ngầu biết Đức Trời theo cách của xác thịt, và ông chống lại công việc của Đức Chúa Christ, chống lại thánh của Ngài, cho đến khi Chúa mở mắt con lòng bên trong của ông ta. Bây giờ ông mới hiểu được cái điều ông đã làm đó là sai. Và bây giờ ông mới hiểu được cái sự mầu nhiệm ở trong luật pháp của Môi-se nó quý như thế nào. Bởi đó thì ông công viên là tôi cầu Đức Trời của Đức Chúa Christ ban thần trí của sự thông sáng tỏ ra để mở cái mắt của lòng chúng ta để nhận biết được bề dài, bề rộng, bề cao, bề sâu mà Chúa định cho chúng ta thế nào. Mở con mắt của lòng chúng ta để hiểu được đó. Thì nghe đây vậy, trường thần học đang tiếp đi vào con đường của các thầy tế lễ Genesian khi xưa. Họ làm theo thủ tục của tôn giáo. Và tưởng như vậy là hầu biệt Đức Chúa Trời. Bởi chúng ta phải hiểu lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Mà làm theo chúng ta hiểu được lời Đức Chúa Trời. Ai sẽ được Chúa bày tỏ lẽ thật cho? Chúa không bày tỏ lẽ thật cho người chưa biết gì. Chúa và các môn đồ của Chúa, họ trung tín đi theo Chúa và bày lòng theo Chúa trong bộ thử thách của Ngài. Bây giờ Ngài với bảo lãnh cho được giáo ước mới. Ngài bảo lãnh cho được biết của báo Đức Thiên Đàng, được báo Đức Thiên Đàng. Cũng như Phao-lô vậy, ông sốt sáng hầu việc Đức Chúa Trời. Ông rất giỏi luật pháp của Môi-se. Bởi đó là Chúa cho Phao-lô. Ông sốt sáng, nhưng bởi vì ông bị cầm buộc, nếu bị lừa dối, nên Chúa mở trước cho người. Bây giờ những điều mà đã có trong ông rồi sẽ được khai phá ra và hiểu cảnh mới của Đức Thánh Linh. Chúa nói như này: nếu cái hằng ở trong đạo ta, người bạn là nếu cái hằng ở trong lời của ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết là thật. Và sẽ buông tha người, cho rằng là Chúa sẽ tìm kiếm kẻ nào yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì người yêu mến lời Đức Chúa Trời là khi Chúa đổ thân Ngài rồi, thì bây giờ họ sẽ làm được ra. Cũng như là ngày hôm nay, các cái nhà máy ở nước ngoài, khi người ta đầu tư vào quốc gia nào đó, người ta không đầu tư vào quốc gia rộng mà không có người. Người ta đầu tư vào quốc gia có nhiều người, nhiều nhân công. Tại sao? Sản phẩm sẽ làm ra nhiều hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Bây giờ đầu tư vào châu Phi vô tác dụng, vì dân trí thiếu thốn, đất thì rộng, những người thì ít và dân trí kém, vì họ thì thiệt hại. Bởi đó là họ đưa vào Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đông dân. Nhưng bây giờ phát hiện rõ ràng Trung Quốc là chơi gian dối. Họ đưa sang Việt Nam, rồi họ đưa sang Ấn Độ, bởi vì họ đông dân. Và đông dân thì nhiều người và tiền công sẽ rẻ đi và sản phẩm sẽ làm ra nhiều hơn và nhanh hơn, bởi vì nhiều người làm. Bởi vậy Chúa đầu tư của nước Ngài và cho người có sự hiểu biết. Các môn đồ của Chúa là dân đánh cá, họ biết về việc đánh lưới cá. Thì Chúa khi nào đến để đánh lưới người, mà Chúa biết là họ yêu mến luật pháp của Môi-se. Bằng chứng là khi người ta đến với Giang Báp-tít và khi Báp-tít chỉ cho người ta biết Chúa Giêsu là Chúa con được trời trí cao, bởi họ đến với Ngài, họ trở về nói với lại Phi-rơ ơi, Chúa tôi đã gặp cái đấng mà Môi-se có chép đến. Rõ ràng là những người đó biết luật pháp Môi-se, họ đang trông đợi những gì mà lời Chúa sẽ ứng nghiệm. Chúa Giêsu đến bên chính đức của Gia-cốp, Ngài gặp người đàn bà Sa-ma-ri, Ngài biết giờ đó người đàn bà Sa-ma-ri sẽ đến đó. Bởi Chúa biết là dân Sa-ma-ri yêu mấy luật pháp của trời. Sa-ma-ri chưa là Israel, mà người Giu-đa gọi Giê-ru-sa-lem là người Sa-ma-ri. Bằng chứng là người này bảo nói, chúng tôi biết rằng khi nào Đấng Christ đến thì Ngài sẽ đưa tôi vào như sự mà lời Chúa đã chép. Rõ ràng người đàn bà đó là người Israel, có biết luật pháp của trời, nhưng bị bán cho tội lỗi như bà buồn bực, nhưng mà trong lòng bà vẫn biết có Đấng Christ. Bởi vậy Chúa gặp người ta không phải tình cờ ngẫu nhiên, Chúa gặp những người mà họ đã có lời của Chúa nhưng chưa được soi sáng. Nên sự sáng phải soi đầy tối tăm. Bởi đó Chúa đến để dạy chúng ta biết được sự biểu của lời Ngài. Lời Chúa chết như này: ấy vậy luật pháp như thầy giáo đang dẫn ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Galatia đoạn 3 câu 4. Ngày nay người ta không thể gặp được Chúa Giêsu trong thân thể xác thịt như khi Chúa đã sống với các môn đồ của Chúa tại thành Giu-sem, nhưng mà Thánh Linh của Đấng Christ đã đến trên đất này để lập hội thánh của Ngài, và Đức Thánh Linh đang thi hành công việc của Ngài trong các hội thánh nào vâng phục mang lệnh cùng các điều răn của Ngài. Vì Đức Thánh Linh chính là Đức của Cha và cũng là Thánh Linh của Đấng Christ nữa. Vì Đức Chúa Giêsu Christ với Đức của Cha là một, mà chính
Thánh Linh đang dẫn dắt hội thánh của Ngài vào trong các lời thật được giấu trong luật pháp văn tự mà Đức Trời đã ban cho người chúng ta qua Môi-se cùng các lời tiên tri của Ngài. Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 4 chép: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Trời đã làm rồi. Ngài là vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn cho chúng ta, là kẻ chẳng nói theo xác thịt nhưng nói theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăn sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăn sự thuộc về Thánh Linh. Và chăn về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăn về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăn về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, là cũng không thể phục được. Và nếu kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Sau nay không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vì nếu Đấng Christ ở trong anh em thì Thánh thể chết nhân cớ tội lỗi, mà Thánh Linh sống nhân cớ sự công bình. Tại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến Thánh thể chết của anh em lại sống. Về anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đang sống theo xác thịt. Thật thế, nếu nghe sống theo xác thịt thì phải chết, xong nên nhờ Thánh Linh là đoạn chết các điều của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Trời ra dẫn để là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa điểm qua các cái giường mối, các nguyên tắc thánh, các bằng chứng mà Kinh Thánh phần Tân Ước đã nói về những sự đã chép trong các sách của Môi-se. Nếu nhớ là trong năm sách của Môi-se, sách Sáng Thế Ký là sách đặc biệt nhất của cả loài người, đó là của Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà Chúa Giêsu đã khao khát cầu xin Đức Chúa Cha mở trí, mở lòng và ban thần của Ngài trên các tôi tớ của Chúa, là người Chúa chọn từ trước sân khế, để cho hiểu được sự mầu nhiệm, sự vinh hiển mà Đức Trời đã đặt ở trong lời của Chúa từ lúc ban đầu. Nếu ta đọc kỹ Giăng đoạn 17 mà được thần của Chúa soi dẫn cho, chúng ta mới thấy rõ rằng là Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Nhưng mà trong lời cầu nguyện đó là mách bảo cho người ta biết rằng nếu không phải bởi Đức Trời chọn từ trước sang thế, và nếu không bởi Chúa Giêsu bảo lãnh cho được Chúa Ban Thánh Linh, không có người nào hiểu được sách Sáng Thế Ký cả. Vì đó là sự yêu thương của Đức Trời ở trong đó, tình yêu của Đức Trời ở trong đó, ở trong đời của Ngài. Và Chúa Giêsu đã phán rằng chính Đức Thánh sẽ đến làm sáng danh Ngài. Sáng danh có nghĩa là gì? Làm vinh hiển lời của Đức Trời. Ngày hôm nay ta mua cuốn thánh này rất rẻ, rất là rẻ. Ta mua bởi vì tôn giáo cần phải có nó thôi. Nhưng mà lời Chúa là bách bảo là gì? Đó là của báu nước thiên đàng được chôn trong đám ruộng đó. Trong cuốn kinh thánh đó có chôn của báu nước thiên đàng trong đó. Chúng ta mua nó không phải là bằng trả bằng tiền để được nó đâu, mà bằng chính sự sống của xác thịt mình. Chúng ta có thể mua nó, sở hữu nó bằng cuốn sách thuộc thể đó. Nó là của mình, ai lấy của mình thuộc là ăn cắp không có được. Nhưng mà chúng ta phải mua nó bằng sự sống của xác thịt mình. Tức là chúng ta phải bỏ tất cả mọi thứ thuộc về xác thịt, nhục dục, ô uế, tội lỗi đi, bỏ đi mới thực tế là mua được, tức là sở hữu được lời đó, mua được nó, sở hữu đấy. Ngày nay ta sở hữu trong thực thể, nhưng mà chúng ta sở hữu được giá trị của cái lời chép trong đó mới là Kinh Thánh thật. Có người bên trong này phải chỉ xác thịt, bây giờ cái sự trả giá của tâm linh này bắt sao thì phải phục luật pháp đó. Bây giờ tâm linh đó mới thực sự hiểu được cái cuốn đó, còn không cuốn đó vẫn thuộc về xác thịt, nó chưa vào trong lòng chúng ta đâu. Cho khi chúng ta bắt sao thì phải phục luật pháp được chép trong cuốn sách đó, bây giờ con người bên trong chúng ta thực sự sở hữu được Kinh Thánh thật của Chúa cho lòng chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng đến với đề tài mà chúng ta sẽ học hôm nay. Và trước hết chúng ta phải cầu xin Thánh Linh mở trí cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của lời Chúa. Vì ngoài Ngài ra chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm của lời Chúa được giấu trong văn tự này. Vì Đức Chúa Giêsu đã phán như này: ta còn có nhiều chuyện nói với các người nữa, nhưng bây giờ như điều đó cao quá sức của người. Lúc nào thần là thật sẽ đến thì Ngài dẫn đến ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói từ mình, nhưng nói về điều mình đã nghe và tỏ bày cho ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng lên ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho ngươi vậy. Một sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho ngươi vậy. Giăng đoạn 16 câu 12 đến 15.
tôi cầu nguyện. Cái này Đức Chúa Thánh Linh là thật hay thật? Chính Ngài là thần của Đức Giê-hô-va và chính Ngài là Đức Giê-hô-va. Chính Ngài là Đức Trời toàn năng đấng tạo nên của chúng con. Ngài là thần linh, cả cái vũ trụ mênh mông này ở trong Ngài, và Ngài là thần linh ở trong tất cả muôn vật, kể cả dưới đáy biển cũng có Ngài, cái thánh chết biển, kể cả nơi âm phủ sâu đó cũng có Ngài. Vì Ngài là thần nên không có ai có thể ví Ngài là một thân thể, một thân vị được. Không, Ngài là thần linh tối cao. Nhưng để người ta hiểu được nên Ngài phán cho người biết là danh của Ngài là Giê-hô-va, thần đức của trời toàn năng. Con cảm ơn Chúa vì chính Ngài đã sai lời của Ngài đến thế gian này để bày tỏ cho những con đường của sự cứu chuộc thông qua Đức Chúa Jesus Christ, mà chúng con nhận biết được giá trị quan trọng của luật pháp mà Ngài đã ban cho dân sen, tức là Ngài ban cho tâm linh của loài người, mà tất cả tâm linh của loài người đã ra từ Ngài, bởi Ngài mà được dựng nên, có một mục đích để cho nên một dòng tôi thánh, một đức thể tế lễ. Như vì cớ tội lỗi của Adam mà sự chết là vào trong loài người hết thảy, tức là vào trong xác thịt người ta, và vì cớ tội lỗi của Adam mà tất cả tâm linh được sinh ra trong thời gian sinh đó đều ngồi trong bóng sự chết nên không hiểu lời Đức Trời. Con cảm ơn Chúa thì Chúa đã bày tỏ cho con biết rằng linh tánh là người vẫn ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, ta tâm linh chúng con được tới bởi hơi thở của Ngài là ngọn đèn của Ngài ở trong chúng con, và chính Ngài phán rằng chính Ngài sẽ thắp ngọn đèn của Ngài để chúng con khi Ngài ban lời của Ngài cho chúng con, và khi chúng con chọn lời của Chúa yêu mến và vẫn giữ lời của Ngài thì chính Ngài sẽ thắp ngọn đèn của Ngài nơi chúng con. Chính Ngài đã dùng lời hàng sống của Chúa để khiến cho ngọn đèn của Ngài được thắp sáng trở lại. Hỡi Chúa, con biết rằng nếu không bởi Ngài thì không có người nào có thể hiểu được lẽ thật mầu nhiệm của lời Chúa. Và con cảm ơn Chúa với chính Ngài đã mách bảo cho tâm linh của chúng con biết những sự giấu kín trong lời văn tự, mấy cả lời cầu nguyện của Chúa Giêsu khi Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Cha được chép sách Giăng đoạn 17, mách bảo cho con biết rằng tâm linh chúng con được Chúa chọn từ trước khi sáng thế, và bây giờ chúng con đến trước mặt Chúa. Chúa biết rõ rằng thân thể xác thịt chúng con không biết Đức Chúa Trời, và trí khôn của người đều là những sự mà người ta kinh nghiệm của cuộc đời mình, học lại của con người xác thịt, không phải bởi Đức Chúa Trời. Bởi cái đó chúng con không thể nào tự hiểu được ý nghĩa của lời Chúa, và nếu chúng con không hiểu được ý nghĩa của lời Chúa, chúng con không có sức làm theo lời Chúa, thậm chí chúng con có thể vi phạm lời của Đức Chúa Trời mà không biết chăng. Hỡi Chúa, bởi lòng thương xót của Chúa đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng con, thì giờ này chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa mở trí mở lòng cho chúng con, vì Chúa đã hứa rằng sớm ngày đó Ngài sẽ để luật pháp của Ngài trong lòng chúng con và trong trí khôn con, và Ngài khiến chúng con biết cái lời của Chúa. Thầy Chúa, nguyện xin lời Chúa đã phán ứng nghiệm cho chúng con là kẻ có lòng tin. Hầu cho thì giờ này chính bản thân con được Chúa mở trí cho để soạn xuất cái lời này, con sẽ hiểu được lời của Đức Chúa Trời đã ban cho con và đã được giảng ra cho sự của Chúa. Hầu cho những người trực tiếp đang nghe đây, của những người sẽ được nghe gián tiếp qua các bài giảng xong rồi được ghi lại và đăng lên tải lên, hầu cho những người đó sẽ được nghe nữa, cũng như khi xưa chính Ngài đã cảm động Môi-se mà dạy cho dân sen biết rằng ấy chẳng phải vì cớ dân sen đã có mặt tại nơi đồng vắng đó mà Môi-se lập giấu ước lời thề này mà thôi, mà cho Israel tương lai. Chúng con chính là Israel tương lai. Hỡi Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã bảo lãnh cho con để đến con được nhận ra ông mới, và thì giờ này chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là thật là thật, là đấng là sức dầu cho Chúa Giêsu Christ, cái vua trường mực tại sông Giô-đanh, vốn có là thần khiến cho Đức Chúa sống lại từ chân kẻ chết, thì cũng sẽ làm điều đó cho chúng con vậy. Hầu cho thì giờ quý giá này nhớ ơn của Chúa ban cho tâm linh chúng con, mà chúng con được mở trí ra hiểu được sự mầu nhiệm giúp kín từ cái đời trước, và bây giờ Chúa cho chúng con được hiểu ra, hỏi chúng con sẽ tiếp nhận lấy có năng lực để làm từ Chúa và tôn cao lời Chúa cho những người khác nữa. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa làm trọn điều Chúa được hứa cho chúng con. Thì giờ quý giá này con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ, amen. Theo sự bích bảo của Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta phải nhận biết cấu trúc của lời Đức Chúa Trời được chép trong văn tự để có sự hiểu biết về vật liệu thật để xây nhà thuộc linh, để dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, để lập lại các nền của nhiều đời trước. Vì chúng ta được lời Chúa gọi là kẻ tu bổ sự hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở, như đã chép ở trong Ê-sai 58 câu 12. Tức là chúng ta phải trở lại với cội rễ của lời Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giê-xu đã bách bảo chúng ta biết quyền phép của lời Đức Chúa Trời là ở trong gốc của lời Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 13 câu 44 chép: nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kiềm, một cái kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Để không bị lạc khi suy gẫm ý nghĩa lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã phán rằng cả cái thánh làm chứng về Ngài và cái thánh làm chép về chúng ta vậy. Tức là chép về những người đã được Giê-hô-va Đức Trời định trước cho sự cứu chuộc của đời Ngài. Như vậy toàn bộ cái thánh từ chữ đầu tiên ban đầu trong sáng ký đoạn 1, từ câu 1 đầu tiên cho đến cuối cùng của sách Khải Huyền là làm chứng về Chúa Giêsu, là làm chứng về Giê-hô-va Trời dùng lời của Ngài để cứu cho chúng ta. Giê-hô-va Trời dùng lời của Ngài để chu chúng ta lại, mặc lại cho chúng ta, biến đổi chúng ta, hầu cho ta được phục hồi là quyền làm con kế tự được của Trời.
và Kinh Thánh chép về chúng ta. Như vậy toàn bộ các lời được chép trong Thánh này từ sáng tới khi cũng chép về chúng ta nữa, và thuộc về chúng ta, tức là cấu tạo của chúng ta vậy. Vì những lời này là chép lại để trang bị lại cho tâm linh chúng ta, mặc lại cho tâm linh chúng ta, mặc lại chiếc áo làm con kế tự được rồi trời. Vậy chúng ta phải hiểu thì mới mặc là đại. Bởi vì khi ta hiểu, ta trân trọng nó, ta mới cầu xin Chúa trang bị đó cho chúng ta vậy. Rất là năm câu 39 chứ, các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời. Đây là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Thi Thiên đoạn 40 câu 1 đến câu 8 chứ nhé. Tôi nhìn được nguyên là tôi bền lòng trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấp. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm chúc bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó mà sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng để vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các vị ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đến được. Chúa không muốn của lễ thiêu hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tay tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi đã làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Câu 6 trên chép như này, Chúa không thích đẹp hy sinh. Nguyên văn là Chúa không muốn của lễ thiêu hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tay tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Đây là bản tiếng Việt. Bản kia trên version chép như sau: Sacrifice and offering thou did not desire. Mine ears had thou opened. Burnt offering and sin offering had thou not required. Có nghĩa là Chúa không muốn, không thích của lễ thiêu hay là lễ vật dâng hiến. Chúa đã xỏ tai, mở tai, khai thông tai tôi. Ngài không đòi hỏi, Ngài không yêu cầu của lễ thiêu và của lễ chuộc tội. Chúng ta đã làm ngạc nhiên, ôi lạy Chúa, bọn có nhầm không? Hay là người ta in nhầm? Bởi vì trong luật pháp mà Giê-hô-va Trời đã ban cho Môi-se để truyền dạy cho Giê-hô-va là tùy thân của Ngài có chép về các của tế lễ cùng các của lễ chuộc tội. Đó là những con sinh tế như là con chiên, con dê, con bò, hoặc đực, hoặc cái, tùy theo quy định. Phải chịu giết đổ huyết ra làm giá chuộc tội cho kẻ phạm tội. Vì cái thánh có chép như này này, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không sự tha thứ. Hebrew 9 câu 2. Vậy thì tại sao Thi Thiên 40 câu 6 lại chép rằng Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay? Chúa xỏ tay tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Ủa, Thi Thiên cũng là lời Đức Trời. Không nói đến nghịch lại luật pháp sao? Chúa rất thích ta biện luận với Đức Trời. Chúng ta hỏi Ngài về điều cảm thấy mâu thuẫn. Chúa này không mâu thuẫn thế nào cả. Lời Chúa đã chép trong Thi Thiên, trong đó có Thi Thiên 40 được gọi, lời Chúa gọi là luật pháp, là lời Đức Trời thuộc về Kinh Thánh và không thể vượt được. Nhưng chúng ta phải hiểu lẽ thật của lời Đức Trời. Vì lời Đức Trời là nguyên tắc, là sắc lệnh. Trong lời Đức Trời có lẽ thật, là sự sống và sự sáng cho tâm linh của người. Vì nên người tin Chúa phải hiểu biết lẽ thật, thì tâm linh đó sẽ được giải cứu, giải phóng và giải thoát khỏi quyền lực của sự tội và trời chết. Và đó là điều kiện bắt buộc người tin Chúa phải đạt được. Chúng ta phải đọc, phải suy gẫm, đừng chỉ đọc cho thuộc, đọc cho qua rồi cho xong. Không, phải suy gẫm nó. Chúng ta nhai, chúng ta phải xem đó, cái lưỡi ta là, răng ta là nhai, xem nó ngon, nó ngọt, nó bùi như thế nào đó, để chúng ta thưởng thức được cái điều ngon Chúa ban cho ta, đồng thời nó có dinh dưỡng cho chúng ta chứ. Vì nếu ta không thấy ngon, không biết thích tiêu hóa, thì gì bị tiết ra không hết. Và như vậy chúng ta không thấy ngon và không lấy được cái dinh dưỡng của cái chất đó. Lời Chúa cũng vậy. Nếu ta không suy gẫm lời Chúa, chúng ta không thể thể hiểu được sự mầu nhiệm lời Chúa, sự hoan của Đức Chúa Trời và tình yêu của Chúa ban cho chúng ta đâu. Câu 6 trên đã cho ta biết rằng Đức Trời ban luật pháp Ngài cho chúng ta để làm gì? Chúa là thần linh chí cao. Ngài không ăn thịt, không uống huyết các con sinh tế. Ngài không có mùi, ngửi cái mùi của người ta là vì Ngài là thần. Vậy thì Chúa ban luật pháp của là người cho chúng ta. Ấy không phải để xua cho các người cứ phạm tội đi, rồi các con kia nó chết thay ra. Không, mà luật pháp của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta không phạm tội. Cái chính luật pháp của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta không phạm tội. Cũng như ngày hôm nay, ở trong các thành phố, các đường giao thông, có các biển điều khiển giao thông. Chính phủ lập ra các luật đó không phải để thu tiền phạt người ta, mà để người ta không vi phạm luật pháp, hầu cho người ta an toàn mạng sống khi lưu thông trên con đường đó.
Mục đích của các cái biển báo đó là dấu hiệu của luật pháp đó, không phải để thu tiền, không phải để bấy phạt người ta để có tiền đâu, không. Cái chính là để giữ mạng sống người ta khi lưu thông trên đường đó không quá tốc độ, không chạy ẩu và biết nhường đường, hầu cho không có tai nạn xảy ra. Vì không có tiền nào có thể mua được mạng sống con người. Thì trên ban luật pháp chúng ta cũng vậy, không phải để người ta phạm tội dân của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Chú không muốn của lễ thiêu, chú của lễ sinh, Ngài không muốn cái của lễ đó, Ngài muốn người ta không phạm tội. Vì cớ đó nên Chúa ban luật pháp để người ta không phạm tội. Phải hiểu điều này. Nếu người nào đứng giả mà không giả luật pháp cho là sự của Chúa đó, người đó đang muốn người ta phạm tội. Dù người ta không bao giờ nghĩ là như vậy, nhưng mà quả thật Satan đang muốn như vậy. Satan đang muốn người ta không biết luật pháp để người ta phạm tội. Mà khi ta phạm tội mà không biết mình phạm tội, vẫn bị ma quỷ nó áp chế, nó vẫn cầm buộc người ta được. Dù người ta không biết đó là tội lỗi, nó vẫn cầm buộc người ta được. Bởi vì câu luật, câu 6 trên được ứng nghiệm với Chúa Jesus Christ, và cũng sẽ ứng nghiệm cho hết thảy những người nào tin đến danh Ngài, mang lấy của Ngài, học theo Ngài. Vì khi Đức Chúa Jesus bị người ta bắt, không có người nào trong các môn đồ của Chúa cầu thay cho Chúa Jesus, và không có một người nào dâng của tế lễ chuộc tội cho Ngài, để như đó mà Ngài thoát chết như dân Israel. Khi người nào phạm tội thì có của tế lễ chuộc tội để người ta nhờ có sinh tế chuộc cho mình mà thoát chết. Không ai làm điều này, ta chạy hết, bỏ trốn hết. Nhưng mà Chúa Jesus đã có của lễ cho Ngài, của lễ mà Đức Chúa đã ban cho dân Israel đó. Mặc dù có quy định, ấy là bởi vì sự đức bất toàn của loài người nên phải có cái luật về các con sinh tế phải chịu giết thay để chuộc tội cho người ta. Nhưng đối với Chúa Giêsu, Ngài làm cái đúng ý muốn Đức Cha, Ngài vâng phục các mệnh lệnh của cái điều răn của Đức Cha và Ngài không phạm tội. Và đó chính là mục tiêu mà Đức Giê-hô-va ban luật pháp của Ngài cho loài người, không phải để người ta phạm tội để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, không phải như vậy đâu. Nhưng đó là ân điển. Thì người lại còn yêu đứa bất toàn, chưa biết là thật đó, thì có con sinh tế chết thay cho. Nhưng khi biết là thật rồi, là không được phép ý lại của tế chuộc tội nữa. Chúng ta đã học cái điều mầu nhiệm ở đây. Của tế lễ mà Đức Giê-hô-va đã sắm sẵn cho loài người không phải để chuộc tội, mà để loài người nhờ quyền phép của luật pháp đó mà không phạm tội. Đức Giê-su Christ đã có của lễ đó, đó là lời hàng sống của Đức Trời mà Ngài đã vâng giữ, và chính Ngài đã tỏ điều đó cho môn đồ của Ngài. Giăng đoạn 15 câu 10 đến câu 11 chép: Các ngươi, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ cái điều răn của cha ta và có ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự mừng các ngươi được trọn vẹn. Khi Chúa ban luật pháp cho dân xem, các điều răn các mạng lệnh đó hoàn toàn không có ý để người ta ỷ lại và không có của lễ chuộc tội trong đó. Nhưng sau đó rồi, Chúa về ban mạng lệnh riêng cho Môi-se dạy cho Israel về các của lễ thiêu, các của lễ chuộc tội. Nhưng mà luật pháp đưa ra trong 10 điều răn đó không hề nói đến của chuộc tội. Vì Chúa nói người nào làm theo thì như đó mà được sống. Nhưng vì cớ người ta chưa có sức lực nên Chúa có ban cho các của lễ đó để từng bước một người ta sẽ nhìn thấy được hậu quả của tội lỗi sẽ khiến người ta thiệt hại. Và khi tội lỗi đã nặng quá rồi, người ta sẽ chết. Cái chính của luật pháp không phải để là cái bẫy để người ta phạm tội rồi dâng của tế lễ đâu, mà cái chính để người ta không phạm tội. Rõ ràng Chúa đã phán là người nào làm theo nhớ đó mà được sống. Giê-hô-va chưa là thần linh, Ngài không ăn không uống như loài người, và Ngài cũng không cần các của lễ của loài người dâng lên cho Ngài, như chính Ngài đã phán qua tiên tri Ê-sai như sau. Ê-sai đoạn 1 câu 11 đến 20 chép: Đức Giê-hô-va phán: Mua vàng của lễ các ngươi nào có quan hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dè đặt hành lang ta? Thôi đừng dâng của lễ chay vũ ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và các kỳ lễ của các ngươi là nặng nề cho ta. Ta nên làm mệt mà gây lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi ngươi cầu nguyện rườm ra, ta chẳng thèm nghe. Tay ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm giữ nước, hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đưa lần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá buộc. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẽ lòng vâng lời, sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Nhiều bạn các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Mặc dù các mệnh lệnh về sự thờ phượng cùng những quy định về các kỳ lễ và các của lễ mà dân gian phải tuân theo đó
là bởi Đức Giê-hô-va mang lệnh cho. Nhưng mà Giê-hô-va trời dùng những số để nhắc cho Israel nhớ và để biết tội lỗi mình, cũng như biết hậu quả của tội lỗi sẽ đem thế giới sẽ người ta vào sự xóa và sự chết sẽ vào trong tâm linh người ta như thế nào. Ngay cả khi những người phạm tội trong dân Israel đã có của lễ chủ tội lỗi mình rồi và các của tế lễ đã được dâng lên rồi, thì trong thuộc thể người ta nói tội lỗi được tha là tha cho xác thịt. Thế nhưng mà hậu quả của sự đổ xả vẫn đến trên đất đai của họ và linh hồn họ vẫn chết. Chúng ta vừa đọc sách Hebrew và ta đọc lại cho anh em xem. Thư tín của Phaolô gửi cho người Hebrew, tức là người Judah đó, để cho thấy biết luật pháp văn tự đã chết, nhưng mà cái chính đó có tác dụng như thế nào. Hebrew 10 câu 1 câu 8 chết này: và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không hình thật của các vật, nên không bao giờ cày tế lễ mỗi năm hàng dâng như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhưng đó há chẳng thôi dâng của tế lễ sao? Trái lại, những của tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc lại cho nhớ lại tội lỗi, vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn của lễ thiêu, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhận của lễ thiêu, cũng chẳng nhận của lễ chuộc tội. Tôi phải nói hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Chúa đã nói Chúa chẳng muốn chẳng nhận những của lễ thiêu, lễ vật hay là của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là luật pháp dạy. Sau để nói đây này, tôi đến là theo ý muốn Chúa. Ở đây Chúa cho chúng ta biết tất cả đó là bóng còn hình để trong Đấng Christ. Giê-hô-va Đức Trời không muốn là người phạm tội, Ngài không muốn là người vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Vì khi người ta phạm luật pháp thì người ta phạm tội và hậu quả của tội là sự chết. Vậy nên Giê-hô-va Trời đã ban luật pháp của Ngài cho loài người, để người nhận biết luật pháp của Đức Trời là tốt lành. Vì nhờ quyền phép của luật pháp mà thân thể xác thịt của người ta được giải thoát khỏi quyền lực của sự tội và sự chết, còn tâm linh người ta được hồi lại quyền làm con kế tự Đức Trời. Ngay cả khi người ta nhờ của lễ chuộc tội mà dâng lên rồi, nhưng mà cái tội lỗi đã mở cửa cho mọi người xâm nhập vào, buộc thân thể xác thịt trong sự giả, còn tâm linh thì ở trong bóng sự chết. Bởi cái đó là chúng ta phải hiểu được cấu tạo của lời Đức Chúa Trời. Nó liên quan đến con tàu mà Đức Chúa Trời đã mang lại cho Noe đóng. Chúng ta phải hiểu giá trị quan trọng của lời Đức Chúa Trời, kết cấu của lời Chúa. Bởi vì chúng ta hết thảy được Đức Chúa Trời tạo nên, không phải chỉ để hưởng sự sống ở đời mà thôi, không, mà là trở nên một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ. Điều đó có nghĩa tất cả mọi người tin Chúa phải là thầy tế lễ, phải được đào tạo theo chương trình của thầy tế lễ, phải được đào tạo theo cấu trúc ban đầu ABC là văn tự rồi lẽ thật, để ta trở nên thầy tế lễ. Tất cả người tin Chúa phải hiểu cấu trúc của kinh thánh, cấu trúc của luật pháp, cấu trúc của các từ và liên kết của các lời của Chúa trong kinh thánh đó trở lại là một, cũng như là hành lang nền tảng. Chúng ta lấy biết hành lang nền tảng là bao gồm 6 bức tường bằng cây sitim, phía đông, phía tây, phía bắc và phía nam. Các bốn vi của nền tảng đó cùng một chất liệu vây kín xung quanh đó để bảo vệ nền tảng bên trong. Hành lang nền tảng được pháp Chúa ban cho chúng ta có nhiệm vụ để ngăn trở tội lỗi, bởi vì nó ở nơi đồng bằng, gió từ biển nó vào, sa mạc thổi vào, nó đuổi cát vào, nó sẽ phủ luôn cái nền tảng. Cũng như ngày hôm nay, lời độc ác, đường lối của thế gian này, nó như là cát sa mạc, không có sự sống, nó thổi cho chúng ta, chúng ta ra cho nhìn thấy, ta nghe, ta cảm nhận được, ta đối diện với tiếp xúc hàng ngày. Và nếu chúng có hành lang nền tảng bao phủ chúng ta, nếu có được pháp ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ bị tràn ngập bởi tư tưởng của thế gian và tâm linh ta sẽ chết đời đời. Thì cấu trúc nền tảng nó phải có trước, rồi sau đó người ta mới làm nền tảng, là hình bóng của thân thể của chúng ta. Và trong thể đó có nơi thánh và có nơi thánh, nơi thánh, nơi chi thánh trong chúng ta. Vậy thì chúng ta phải hiểu cấu trúc này trước khi chúng ta đến cấu trúc của con tàu của Nê. Chúng ta phải cứu biết cấu trúc giá trị quan trọng của lời Chúa, một chút chỗ này, một chỗ kia, giềng mối, thiên đường mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, để chúng ta có nơi trông cậy. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng khi ta đang giảng ở đây, ma quỷ đang ngồi dình bên ngoài và sẽ bao tất cả mọi thứ thuộc về cái bài giảng này để tìm xem cơ hở nào để tự lừa dối những người nghe đó, để khi ta không hiểu được lời này, hầu cho khi người ta không hiểu, người ta sẽ phạm tội và làm tôi mọi chuyện đó. Bởi vì nếu người ta hiểu, người ta sẽ trà đạp đầu con rắn, nó sẽ chết. Đây là một trường chiến thuộc linh. Bài giảng này phải được kỹ lưỡng bằng thần của Chúa trang bị, người ta có giềng mối, có đầu, có cuối, có đông, có tây, có nam, có bắc, tất cả một số nơi để chúng ta hiểu biết lời của Đức Trời. Bởi đó tôi giảng rồi, tôi có lời để cho nghe về đọc lại, suy cơm lại để mà nghe. Vì là cấu tạo của chúng ta, Chúa không ban cho ta điều gì ta đã có,
mà cái ban điều gì mà chúng ta đã bị mất bởi tổ chức của đảng. Chúng ta phải hiểu rõ cấu tạo của luật pháp, tác dụng của luật pháp ấy là để ta không phạm tội, không phải để cho ta biết là bác ơi tôi phạm tội tôi ăn năn với Chúa không thích cái sự ăn năn, nhưng ăn năn phải có, cũng như hàng ngày chúng ta cần phải tắm, nhưng mà chúng cảm ơn Chúa là trên thế này không phải tắm, trên đó không có bồi, không có bồi, nhưng mà trên đất này chúng ta phải có, nó phải có. Nhưng cái chính là Chúa muốn ta có luật pháp của Đức Trời ở cùng chúng ta. Vì cái thế có nghĩa là này tôi đến để theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Đấy, mình muốn Chúa làm cái gì? Chúa bảo ta làm được gì cho Ngài cả. Không, chúng ta làm cho chính chúng ta là luật pháp của Chúa ở trong ta. Khi luật pháp của Chúa trong ta rồi, tâm lý nó sáng lên rồi. Nó biết tất cả mọi sự xác định làm gì, nó sẽ tranh đấu xác định để xác định không vi phạm luật pháp Đức Trời. Hầu chỗ được an toàn. Thế là thật thì luật pháp của Đức Trời là dành cho tâm linh. Thế là thật thì luật pháp của Đức Trời dành cho tâm linh của người nào sẽ tin đến uy quyền bổn tánh sự tôn trọng của lời đấu trần. Vì chữ danh trong thế Hebrew cũng như là uy quyền bổn tánh sự tôn trọng, đây là điều vô cùng quan trọng mà chúng ta không biết, không nói đến, không giảng ra vì nó có thuộc về thánh linh đâu. Uy quyền bổn tánh của danh Chúa Jesus Christ, nghe đến danh Chúa là sợ, nhưng cái chính là Chúa muốn ta hiểu được ý nghĩa của lời đấu trời. Vì danh Chúa Jesus được xưng là lời đấu trời, với chúng ta hiểu giá trị của lời Chúa như vậy thì một chấm một nét cũng có uy quyền bổn tánh sự tôn trọng của lời đó. Các lời của Chúa đều có giá trị cả. Trong bài hôm nay chúng ta liên kết một số lẽ thật mầu nhiệm về con tàu này, nó là cấu tạo của lời Chúa và là cấu tạo của cuộc đời chúng ta vậy. Như vậy để có được một thân thể mới, nghĩa là thân thể được cứu chuộc khỏi sự giả của luật pháp và được trở nên mới bởi quyền phép của lời đấu trời, thì luật pháp của đấu trời phải có và hang ở trong người tin Chúa, cả nơi tâm linh và nơi tâm trí người đó. Nhưng mà tự là người chúng ta không thể làm được điều này, mà Đức Thánh Linh sẽ làm cho những người nào thật sự yêu mến luật pháp của Đức Trời mà vâng giữ lấy và làm theo luật pháp đó. Jeremy đoạn 31 câu 33 chép: Đức Giê-hô-va phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, ta sẽ lập luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng, ta sẽ làm Đức Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Lời được chép lại trong sách Hebrew đoạn 8 câu 10 chép này: Chúa lại phán, này là ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng, ta sẽ làm Đức Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Đây là tiêu chuẩn lời Chúa đã chép. Như vậy nếu bỏ câu đi, chúng ta chẳng biết câu này ở đâu cả, thì Hebrew lấy câu này ở đâu ra? Nếu Hebrew đã chép rằng Chúa lại phán, vậy thì Chúa lại phán ở đâu? Không có cựu ước là sao biết Chúa phán được câu nào? Vậy thì nếu có cựu ước thì người ta sẽ bịa ra Chúa phán và bịa ra, và không ai có thể kiểm tra được nó ở đâu. Nhưng vì có chép, có ghi, có còn, đây không nào có thêm được vào. Bởi vì những điều đã chép đó, chép sách nào? Hebrew 8 câu 10 chép lại lời Chúa chép bằng Jeremy đoạn 31 câu 33: chẳng phải từ khi có thi thiên 40 để chép xuống thì Đức Trời mới sẵn sàng cho lời người ta một thân thể, mà ngay khi Giê-hô-va trời quyết định hủy diệt loài người hung ác trên đất này, Ngài đã sắm sửa một thân thể mới cho thấy những người nào sẽ tin đến danh Ngài và yêu mến luật pháp của Ngài. Bằng chứng là Giê-hô-va trời đã mang lệnh cho Noe đóng chiếc tàu để cứu cả nhà người, hầu cho từ gia đình Noe gồm 8 người mà Giê-hô-va trời có một dòng dõi công bình được xây ra trên đất này. Và ý nghĩa mầu nhiệm của chiếc tàu này chính là sự sửa soạn của Ngài vậy. Năm 1999, tôi sang bên Houston, tôi giảng về con tàu Noe. Một vị mục sư tốt nghiệp ở trường thần học Đà Lạt, thể Mỹ, ông xem cái đó rồi, ông nói với tôi: làm sao mục sư nói được tàu Noe hội thánh của Chúa được, nó không đúng. 2 năm sau thì chúng tôi biết là ông lấy sách đó để ông giảng lại cho người ta. Chúng ta phải hiểu lời Đức Chúa Trời. Cái sự mầu nhiệm này vô cùng quan trọng. Sách Sáng Thế Ký là sách quan trọng nhất trong tất cả các sách. Vì nếu ta không hiểu sách Sáng Thế Ký thì cũng như là ta không có cái nền tảng. Người ta luôn luôn vừa đi vừa sợ, vừa làm công việc, vừa tính toán, vừa đoán mò để mà làm mà thôi. Ngày nay rất nhiều vị mang danh là người mục sư không phải là bởi Chúa trên đâu, đoán mò dùng trí khôn mình giảng sai lời Chúa rất nguy hiểm. Chúng ta phải nhận biết Noe là ai, con tàu Noe này nghĩa gì. Vì Chúa sơ ban một chấm một nét trong luật pháp không qua đi được trước khi mọi sự được chọn. Điều Chúa có biết bảo chúng ta là các lời đó đều có giá trị cả, nên ta phải thật cẩn thận để ý. Vậy để có thể nhận biết được lẽ thật này, chúng ta cần phải nhớ rằng lời Đức Trời đã phán ra là hàng còn trải các đời, nhưng mà trời luôn soi sáng trên đất này, không hề ngừng, không hề giảm đi hay là tăng lên độ sáng đâu. Nó sáng liên tục cho đến khi muôn vật trong vũ trụ này, trên đất người không còn nữa, và bây giờ trời đất thì biến cả, không ai tìm thấy thế nữa. Còn nếu như lời vẫn còn, sự cứu chuộc vẫn còn thi hành, mà trời vẫn còn đó, cũng như lời Chúa vẫn còn vậy, không bao giờ qua đi. Hầu cho tất cả người nào sinh ra trên đất này đều có lời của Đức Trời soi dẫn đời này qua đời kia, vì cái giá trị cứu chuộc đó là dành cho loài người. Hễ còn qua đời người
thì luật pháp còn có, không thể qua đi được. Chỉ có bọn chống đối luật pháp trời, bọn tay sai của Satan, nó mới làm điều này mà thôi. Nó thay đổi đời Chúa đi, nó làm công giải đáp vậy. Chúa xuống nó nói điều này với dân Judah. Chúa biết này, cái gái mại dâm ấy, nó còn bỏ thân xác nó để được trả tiền. Còn ngươi thì tranh người ra cho nó chơi, nhưng mà không lấy tiền. Này còn cho tiền bạc của ta cho ngươi, nên cho nó nữa. Họ lấy đồ Chúa ban cho nó làm bánh, đời thờ Đức Vương trên trời. À, thấy chưa? Rõ ràng là người ta lấy của Chúa ban cho mình, nuôi sống mình, để thờ thần tượng. Thì chúng ta, cái người làm gái mại dâm đó, nó bán thân nó lấy tiền của khách. Còn ngươi là làm mại dâm cho của ba quỷ mà còn lấy tiền của mình cho nó nữa, vì có phải đừng ngu không? Bởi là Chúa nổi giận với cái kẻ gian ác đó là như vậy. Chúng ta đã biết cảnh thấy làm chứng vị Chúa Giêsu đứng trước chúng ta và cái thánh chết của chúng ta là chết về những người được cứu chuộc bởi Chúa Christ. Lời Chúa cũng chép rằng hội thánh là thân thể của Đấng Christ và lời Đức Trời cứu chuộc những người nào tin đến danh của Đức Chúa Christ, và như vậy thần của Đức Trời sẽ cứu chuộc những người nào tin đến danh của Đức Chúa Christ vào trong hội thánh của Ngài. Rõ ràng là con tàu đó để dành cho gia đình nội hoặc là loài người, nhưng vì họ là công bình, như vậy chính Chúa, chính thần của Ngài khiến nước dâng lên và diệt tất cả người hung ác trên đất này. Như vậy con tàu đó hình bóng về hội thánh của Đồng Rít. Về hội thánh của Chúa không phải là cái mô hình, không phải là cái nhà, không phải là cái biệt thự, mà hội thánh là những người đền thánh, những người được chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu, được cai trị bởi Đức Thánh Linh thì được gọi là hội thánh. Như vậy con tàu này nó hình bóng về hội thánh của Đồng Rít. Hội thánh là những người tin Chúa, nó là chúng ta. Vì chúng ta là thân thể của Đức và là nhà của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 37 42 này, trong đời Nô-ê thế nào khi con người đến cũng thế, vì trong những ngày trước lân lụt người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đến biến thảy. Khi con người đến cũng như vậy, Nô-ê sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, một người bị để lại, và có hai người nữ đang xây cối, một người được đem đi còn một người bị để lại. Vậy tỉnh thức, vì ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Vì khi suy gẫm lời Đức Trời trên Thiên Thánh, chúng ta phải đến từng chấm, từng nét của lời Đức Trời. Vì Chúa Giêsu đã cảnh báo, vì đó được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến câu 20 chúng ta đọc. Bây giờ ta xem, Nô-ê là ai mà Đức Giê-va đã chọn để đóng một chiếc tàu lớn đặc biệt này. Sáng đến cái đoạn 6 câu 8 câu 17. Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-va, nên là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Nuôi sanh ba con trai là Sem, Cham và Japheth. Bởi cái trên vừa dần chết, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generation of Noah. Noah was just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. And Noah begat three sons, Sem, Ham and Japheth. Chúa Nuôi được chép cho câu 8 trên trong Thi Thiên có nghĩa là sự yên nghỉ, sự nghỉ ngơi, sự thư thái tâm hồn. Hay là cái người được nghỉ ngơi, tâm hồn rồi, được nghỉ ngơi, được thư thái, tâm hồn mình, được yên nghỉ. Còn chữ phao, tức là được ơn, chữ được ở đây. Chép cho câu 8 trên trong tiếng Hebrew có nghĩa là tìm được, nhận được, đạt được, giành được. Hay có thể nói là ơn của Đức Giê-va vốn đã định ban cho được người, đã tìm được nơi hạ cánh, đã tìm được nơi để ban cho. Ơn của Đức Chúa Trời luôn luôn sẵn sàng ban cho được người, nhưng ban cho người công bình. Nhưng mà cuối cùng tìm ai? Tìm được Nô-ê là người công bình. Nên Nô-ê được ơn Chúa Ban Trời, tức là ơn Đức Chúa Ban đã tìm được nơi để được ban cho, để được trang bị cho. Chữ ơn được chép cho câu 8 trên trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự quý mến, sự chiếu cố, sự ban đặc ơn, sự khoan dung, sự ban ân huệ, sự được quan tâm, sự để ý đến, sự nhân từ. Chữ ơn đây nó là ân điển. Ân điển của Đức Chúa ban cho những người nào tin cậy lời Đức Chúa Trời, yêu mến lời Chúa Trời và đồng đi với lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã định làm sao thì đi như vậy. Hay nói chính xác là cái bổn tánh của Đức Chúa Trời ở trong tâm linh của loài người, khi được sanh ra khỏi miệng Đức Chúa Trời và trong loài người chúng ta, và được sinh ra trong thời này, nó vẫn giữ được cái bổn tánh đó, thì ơn của Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng người đó. Cũng như là trái đất này, khi Chúa đã dựng lên thì Chúa đã tạo lên mặt trời và trăng, cái vì sao bao quanh cho nó này, và nó được chiếu sáng bởi mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Đó là ân điển Chúa ban cho đất này. Nó quay liên tục từ khi nó dựng lên cho đến bây giờ là hơn 6.000 năm. Tính theo lịch mà đã được chép trong Kinh Thánh, cho đến ngày chúng ta ngày hôm nay này,
trên 6.000 năm. Vậy thì nó vẫn quay như vậy, và mặt trời vẫn ở đó, mà trăng ở đó, các vì sao vẫn ở đó để chiếu sáng cho nó. Bất cứ vật nào được xe trên đất này cũng được các vật đó chiếu đến. Vẫn có không khí, vẫn có nắng, có mưa được chiếu sáng. Được ơn Chúa ban cho. Ở trong tục linh cũng vậy. Khi ta sống của mình trước mặt mặt trời thì cái ơn của Chúa ban cho để duy trì sự sống ta thuộc linh cũng ở trong ta vậy. Nếu có mặt trăng, mặt trời và cái vì sao thế nào thì có luật pháp, có lẽ thật và có thánh linh của Chúa bao phủ chúng ta để dạy dỗ chúng ta vậy. Chữ người được chép ở trong câu 9 trên. Người của mình, chữ người đây là một người nam, một người đàn ông, một người chồng. Đây không nói là Adam mà nói là Isis. Chữ công bình được chép ở câu 9 trên có nghĩa là công bằng, hợp pháp, đúng luật, ngay thẳng, có đạo đức, được chứng minh là chính đáng, thành sạch. Chữ xem trong câu 10 có nghĩa là danh xưng, tên gọi, uy quyền, bổn tánh, sự tôn trọng, thành danh. Còn chữ cham ở trong câu 10 trên trong tiếng Hebrew có nghĩa là nóng, sôi nổi. Còn chữ gia phết ở trong câu 10 trên đó là trong tiếng Hebrew có nghĩa là mở rộng không hạn chế, làm cho trở nên rộng lớn, làm cho tin và thuyết phục. Sau này chúng ta sẽ học về các ý nghĩa của các người con của Noe. Nhưng hôm nay chúng ta đang chú ý về Noe là người Chúa dùng để đóng con tàu đặc biệt này. Đặc biệt là chữ người nam ở đây. Được chép trong câu 8 trên nói về Noe đó. Không chép là Adam, nhưng chép là một người đúng với tiêu chuẩn mà Giê-hô-va đã dựng lên tại vườn Ê-đen phải có. Đó là tâm linh của người ta phải quản trị thân thể xác thịt bằng một đất của mình. Mặc dù sự chết đã vào trong loài người, chúng ta nhớ là mặc dù sự chết đã bởi tội lỗi của Adam mà vào trong loài người hết thảy, nhưng mà tất cả mọi người sinh ra từ Adam đó đều bán mình cho tội lỗi. Bằng chứng là đứa con thứ hai của Adam đó là Abel vẫn giữ được sự công bình mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, và cuộc đó lên người dân của lễ cho Đức Chúa Trời và của lễ đó được Đức Chúa nhận. Và ngay cả khi đã bị anh mình là Cain giết thì huyết của Abel vẫn kêu thấu lên Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng khi loài người được dựng trên đất rồi thì Đức Trời đã là quan án công bình. Ngài luôn xét xử muôn dân. Muôn dân của Chúa là thiên sứ, ma quỷ và loài người. Ngài xét xử tất cả một đó trong sự công bình của Ngài. Nghĩa là khi nào người ta làm việc ác, nghĩa là bổn tánh và sự công bình của Đức Trời thì người đó bị phó cho quyền lực của ma quỷ ngầm buộc. Ở đây chúng ta phải biết rõ một điều. Ngay từ lúc ban đầu, khi Adam đã phạm tội rồi thì không phải vì cái đó mà tất cả người sinh trên đất này, tất cả tâm linh người ta đều bị ma quỷ cầm buộc trong quyền lực của nó đâu. Bởi vì có những cái tâm linh vẫn còn giữ được bổn tánh của Đức Trời hoặc phần nào. Bởi vì ta thấy có những người vẫn đạo đức trên đất này, mặc dù họ không tin Đức Trời, nhưng mà không thấy công việc ác ở trên cuộc đời của họ, nó bị bán cho tôi từ trong lòng mẹ. Thế nhưng mà cái tâm linh của người ta, chúng ta nên nhớ rằng tâm linh của người ta được sinh ra trong cái lúc mà người mẹ sinh người nó ra, tâm linh ở trong đứa bé nó, ở trong bụng. Thế thì xác thịt bị bán cho tội lỗi. Nhưng mà tâm linh thì không, tâm linh không bị bán. Bởi đó khi nó sinh ra rồi, nó còn tùy thuộc vào cái dòng dõi của cha ông của cái người đó, liên kết trên nó. Nếu cái dòng dõi đó có thể là luôn luôn được khôn ngoan, thông sáng. Tôi lấy bằng chứng như thế này, quê của mẹ tôi ở xã Phú Cường, Hà Đông. Thì cái xã đó có hai thôn, thôn bên ngoài là Văn Nội, thôn bên trong là Nhân Trạch. Hai thôn này, con gái bên này gáy bên kia biết, gáy bên này ho bên kia nghe. Thì qua con đường gạch thôi, qua bờ ao thôi. Nhưng mà cái thôn Văn Nội luôn luôn giàu có, luôn luôn là có ý thức khoa học. Vì chữ Văn Nội có nghĩa là ngay từ trong bụng mẹ đã học rồi. Nếu nó ở ngay đường số 6 thời Pháp thuộc làng Tề, lên giàu có, nhà ngói kỳ mít. Nhưng mà là Nhân Trạch thì cái chữ Nhân Trạch đó là người nhà nông. Trạch là đất mà nhân là người. Người đất tức là nhà nông, nghèo lắm. Theo cái mạng lên là nghèo vô cùng. Từ đến bây giờ hai cái làng đó vẫn như vậy. Những người ở thôn Văn Nội luôn luôn học cao, có tài, đi khắp mọi nơi làm ăn giàu có. Còn Nhân Trạch thì nghèo túng lắm. Cái thế dân tính nó cai trị, cái dòng dõi sinh ra từ khu vực đó nó cai trị. Thì đây tôi đang nói về cái điều này. Trong cái ngay cái đời của Adam sau đó rồi thì Cain thì để cho quyền lực ma quỷ cám dỗ và phạm tội. Abel vẫn giữ được sự của mình. Cho đến đời của Hề Nóc cũng vậy. Đến đời thứ 8 ta thử Adam rồi thì Hề Nóc là người công bình, đồng đi với Đức Chúa Trời. Khi thấy chưa, người đồng đi với Đức Trời và Đức Trời tiếp giữ kẻ đi. Và đến đời thứ 11 tính từ Adam, Noe được sanh ra, người được xưng là công bình của chấp bát Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta tiếp tục giữ được cái sự công bình Đức Trời ở trong mình, mà sự công bình của Đức Trời trong mình thông qua việc chúng ta được luật pháp của Đức Trời ban cho và ta làm theo luật pháp đó, thì chúng ta có sự công bình của Đức Trời ở trong tâm linh mình và chúng ta được đồng đi với lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn tai họa, cơn hoạn nạn này.
Đây là Noe đời thứ 11 tính từ Adam. Và như vậy, Noe được hình bóng về Đức Chúa Jesus Christ và có hình bóng về hết thảy những người nào mà tâm linh của Đức Chúa được sống lại và được nhận sự ban cho của Đức Thánh Linh là thần thật. Và Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Đức Chúa Christ sẽ dùng những người đó để xây nên nhà thuộc linh. Như Đức Chúa Jesus đã phán với Phi-e-rơ, cũng là phán với những người nào được chọn là môn đồ của Ngài rằng: "Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa phủ sẽ chẳng thất được hội đó." Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Chúa đã chọn Noe thì chúng ta phải xem Noe là ai. Kinh Thánh chép đi về Noe, Kinh Thánh cũng chép về Aben, Kinh Thánh chép về Henoch, Kinh Thánh chép về Noe. Đó là người công bình đồng đi với Đức Trời. Chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus là tiếp nhận Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp nhận lời Đức Trời là tiếp nhận Đức Trời vậy. Đồng đi với lời Đức Trời là đồng đi với Đức Trời vậy. Vậy thì ngày nay chính chúng ta là những người mà Chúa đang đào tạo luyện, Ngài đang trang bị sự công bình của Ngài cho chúng ta. Chúng ta phải trở nên con cái của Đấng công bình để trở nên người công bình của Đức Trời. Và Chúa dùng người công bình để đóng con tàu để cứu chuộc những người nào được cứu bởi lời Đức Chúa Trời vậy. Tâm linh hay là linh hồn của những người nào mang ách của Chúa Jesus Christ, học theo Đức Chúa Jesus Christ và làm theo các lệnh cùng các điều răn của Chúa Bầu Trời thì người đó sẽ được yên nghỉ. Tức là linh hồn, tâm linh người đó sẽ được yên nghỉ và những người đó sẽ được làm môn đồ của Đấng Chúa Sư Giọng, làm môn đồ của Chúa Jesus Christ. Và qua với miệng của những người đó mà lời Đức Trời được tôn cao và Đức Thánh Linh sẽ dùng lời của Ngài mà lập công hội thánh của Ngài trên đất này để cứu chuộc những người nào sẽ tin đến danh Đức Chúa Jesus Christ. Và chính Đức Thánh Linh sẽ cất đầu thánh của Ngài về thiên đàng. Mà chiếc tàu mà Giê-hô-va mang lệnh cho nuôi đóng đó là bóng. Con tàu đó là bóng của hội thánh của Đấng Christ. Hội thánh đó được đóng bởi những người công bình mà nuôi là hình bóng về Chúa Jesus Christ. Chính Chúa Jesus là đầu hội thánh và các môn đồ của Chúa là các môn đồ của Chúa là các chi thể của Ngài sẽ thông qua Đức Linh mà giảng lời Chúa để cứu người ta vào trong lời của Chúa và những người đó được gọi là hội thánh của Đấng Christ. Hội thánh của Đấng Christ sẽ được Chúa dùng để cứu người ta vào trong kỳ sau đó. Qua cái lời của Chúa được chép trong thánh mà chúng ta suy gẫm đây, chúng ta sẽ thấy lời Đức Trời được ví là cây sự sống, hoặc là cây gophê, hoặc là cây sitim, hoặc là cây hương nam ở Liban, hoặc là cây olive, hoặc là gốc nho thật, hoặc là vầng đá, hoặc là hòn đá góc nhàn, tùy theo thời điểm, tùy theo mục đích mà Chúa dùng cái vật đó để ví về lời của Đức Chúa Trời. Mà cái vật đó là bóng của lời Đức Trời, hoặc là luật pháp văn tự, hoặc là lẽ thật, là luật pháp của Thánh Sự Sống. Chúng ta bây giờ cùng đến với các vật liệu mà Giê-hô-va mạng lệnh cho Noe phải dùng để đóng chiếc tàu này. Không có một vật dụng nào khác ngoài gỗ phè, cũng như là trong đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi đường vắng, tất cả các vật bằng gỗ để tạo nên đền tạm đó phải là cây sitim, nó không phải là gỗ phè mà là cây sitim. Nhưng mà đền thờ của Đức Giê-hô-va được dựng lên trong thời của Sa-lô-môn lại là cây hương nam, không phải là sitim, không phải là gỗ phè. Vì từng thời kỳ một, cho từng bước của đức tin của người tin Chúa mà lời Đức Trời được ví là hoặc là gỗ phè, hoặc là sitim, hoặc là cây hương nam. Có lẽ thật đặc biệt là Chúa Giê-xu phán đó là gốc nhỏ thật. Sa-đơ-ki đoạn 6 câu 13 đến 16 chép: Đức Trời bèn phán cùng Noe rằng: "Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy rẫy điều hung hăng, vậy ta đã diệt trừ họ cùng đất. Ngươi đóng một chiếc tàu bằng cây gỗ phè, đóng có từng phòng, rồi chét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy hãy làm theo thế này: bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ bề cao 1 thước và chừa một cửa bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa và một tầng trên." Thì chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa từng câu. Theo nguyên bản tiếng Hebrew được chuyển dịch sang tiếng Anh có từ điển tra cứu thì lời Chúa chép cho câu 14 trên có nghĩa là: "Ngươi hãy làm, tức là hãy tạo nên, hãy đóng thành, hãy chế thành một chiếc tàu lớn bằng gỗ cây gỗ phè. Ngươi hãy tạo lên các phòng liền nhau trong chiếc tàu và phải chét nhựa chai bên trong và bên ngoài." Tức là nhựa chai bên trong, bên ngoài các phòng đó và con tàu, thân tàu. Chúng ta không biết chính xác thời gian cùng nơi chiếc tàu mà Noe đã đóng, nhưng Kinh Thánh chúng ta biết rằng còn Noe khi đến 500 tuổi sanh Xem, Cham và Gia-phết. Sáng-đê-ki đoạn 5 câu 32. Nếu ta tính kể từ khi Adam được tạo nên trên đất này cho tới khi Noe được sanh ra
Và khi Noe sanh Xem, cha mẹ David thì đó là khoảng 1700 năm. Kinh Thánh chép không phải tôi đoán, Kinh Thánh chép. Và khi nước lụt xảy đến trên đất này là khoảng 1800 năm kể từ Adam. Tính thời gian từ khi Đức Chúa Jesus được sinh ra trên đất này trở về với khi cơn nước lụt là khoảng 2525 năm. Chúng ta biết rằng một mình Noe không thể đóng con tàu, nhưng mà đến năm 500 tuổi thì Noe sanh Xem, Cham và Japheth. Chúng ta không biết là đây sanh ba hay sanh thứ tự, chúng ta không biết cái số năm, nhưng mà đó là cái sự mầu nhiệm Chúa cho ta biết. Chúng ta biết chắc chắn rằng chỉ đến khi nào ba con trai của Noe có thể 15, 16, 17 hoặc 20 tuổi có thể phụ giúp cha mình được, thì bây giờ Chúa mới mang lệnh cho Noe đóng con tàu này, không thể đóng một mình được. Như vậy theo các nhà sử học về Kinh Thánh, tính ngược thời gian thì cơn nước lụt có thể xảy ra vào khoảng năm 2630 trước khi Đức Chúa Jesus Christ giáng sinh. Nơi Noe đóng con tàu này có thể ở trong vùng thuộc về vườn Eden, tức là trong xứ Mesopotamia, là quê hương của Laban, được hình bóng về Đức Thánh Linh như chúng ta đã học theo lời thật. Trong Kinh Thánh có một lần duy nhất Kinh Thánh chép về vật liệu này, đó là gô phê. Một lần duy nhất mà thôi chép về chữ gô phê này. Mà cái loại cây này Giê-hô-va mang lệnh cho Noe dùng để làm vật liệu duy nhất bằng gỗ để đóng chiếc tàu này. Và cho đến tận sau rốt này, không có người nào được biết cái cây đó hình thù ra sao, chưa thấy nó và không thấy sử dụng ở đâu cả. Một lần duy nhất mà thôi. Mà chúng ta tin rằng cái gô phê là bóng về lời đâu trần. Sáng đến khi đoạn 6 tôi muốn chết, người đóng một chiếc tàu bằng cây gô phê, đóng có từng phòng, rồi chép chai bề trong của mình ngài. Chứ đóng được chép cho câu 14 trên, trong tia hê đều có nghĩa là làm nên hình ảnh, tạo nên hình dáng, hoặc sửa soạn cho việc tạo hình dáng đó, hoặc chế tạo thành hình dáng như đúc, tạc, chạm chỗ, hoặc ban hành luật lệ, thi hành nghi lễ, hoặc duy trì, hoặc bảo vệ, xác nhận hình tượng đó, hoặc trình diễn công việc đó. Còn chiếc tàu trong câu 14 trên, trong tia hê đều có nghĩa là một chiếc thuyền lớn, một cái hòm hay là một cái hộp lớn. Còn chiếc cây được chép cho con bốn trên đó thì trong tiếng Hebrew có nghĩa là cây gỗ để che chở, để bao bọc, để giam giữ, để nhốt lại. Chúng ta biết là tiếng Hebrew có gốc và ngọn. Cái ngọn là chúng ta nhìn thấy và được đặt tên, được chép trong Kinh Thánh thì nó là cây gỗ. Nhưng mà cái gốc của nó có nghĩa là để che chở, để bao bọc, để giam giữ, để nhốt lại. Lời Chúa cho thấy là Kinh Thánh chép, cái Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi người trong tội lỗi để thưa cái thảy nhốt, tức là chúng ta đã phạm tội bởi tội lỗi của Adam rồi. Như vậy khi mà Kinh Thánh được ban ra rồi, tất cả đều bị nhốt hết, tức là giam giữ. Hành lang nền tạm là cái hàng rào mà bao bọc lại. Chúng ta ở trong hành lang nền tạm, chúng ta có một cái hàng rào vô hình, đó là quyền phép của lời Đức Trời tác động đến tâm linh ta, khiến ta sợ hãi, không dám vi phạm mạng lệnh của Đức Trời. Mà luật pháp của Đức Trời chính là mạng lệnh và là hàng rào, là biên giới để ngăn trở chúng ta trước tội ác. Như vậy ở đây chiếc cây đây bóng là gỗ, nhưng mà cái gốc của nó có nghĩa là để che chở, để bao bọc, để giam giữ, để nhốt lại. Như vậy nếu ta không biết gốc của nó, không biết là thật, thì không thể đoán được gỗ đó là cái gì. Ở đây chúng ta biết là đó là lời của Đức Trời. Vật liệu cũng như là cây suy tim, gốc của nó là một người bị đánh bởi roi gai, một người bị trừng phạt bởi luật pháp, người tử bị đạo. Mà cái ngọn nó là cây sinh tình. Thì qua đó chúng ta mới biết được trong từng thời kỳ một nói về luật pháp, trong thời kỳ nói về lẽ thật, trong thời kỳ nói về Chúa Giêsu là nói về con người thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vì luật pháp mà chịu tổn thương, tức là chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Còn chữ gô phê, gô phê được chép trong tiếng Hebrew có nghĩa là vào trong nhà. Đây là động từ vào trong nhà, rồi đem vào trong nhà, đến nhà ở. Tiếng Anh chép bằng câu này, con tìm ra được trong từ điển đâu. To house in, không phải to into the house, mà to house in, hoặc to go, phải tìm về ngôn ngữ cổ, nó nghĩa là đem vào trong nhà, vào nhà, house in, không nói là go into the house, không, ngôn ngữ bây giờ là go into the house, nhưng mà trong từ cổ là to house in. Chúng ta phải tra về gốc cổ, có cái từ điển đặc biệt tra về gốc cổ của ngôn ngữ này, mới biết là động từ vào trong nhà, đem vào trong nhà, đến nhà ở. Ngày hôm nay, ai bắt chúng ta phải trông vào trong nhà của Chúa? Ai? Lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Trời. Gỗ cây xì tim, gỗ cây hương nam, gỗ cây bách, hoặc là gỗ cây gỗ phè, đều hình bóng về lời của Đức Trời trong từng thời kỳ Chúa áp dụng cho tuyển dân của Ngài. Chúng ta xem lời Chúa chép gì liên quan đến ý nghĩa của chữ gỗ phè này.
Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 32 đến câu 41 chép: Đức Chúa Giêsu này đây là lời Phi-e-rơ giảng tin lành cho những người đến dự lễ ngũ tuần tại thành Jerusalem. Lời Chúa chép: Đức Chúa Giêsu này được Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức của Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ tùy ngươi dưới chân ngươi đã làm bệ cho ngươi. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lớn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. To house in, lời của Chúa qua miệng Phi-e-rơ đã đem người ta vào trong hội thánh của Đấng Christ. Lời của Chúa đem người ta vào trong hội thánh của Đức, người ta được cứu vào trong con tàu cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Con tàu của Đức là hình bóng về con tàu cứu chuộc. Hội thánh của Chúa được gọi là con tàu cứu chuộc, mà thế gian được gọi là biển cả. Edito hình bóng của thế gian. Dưới mặt trời đã dùng chiếc tàu mà Ngài đã mang lệnh cho nuôi đóng để cứu cả nhà người gồm 8 người, mà số 8 được coi là con số của sự sống lại, được làm lại qua lời Chúa chép về ngày Giê-hô-va Trời khiến các nguồn nước đổ ra, và ngày chiếc tàu nuôi tấp trên núi Ararat đều là 17, tổng của nó là 8, mà số 8 là hình bóng về thời gian, về quá trình sự sống lại của tâm linh người tin Chúa phải trải qua. Con số 8 là con số mà người ta phải trải qua. Ngay cả ghi đến một con trai sinh ra sau 8 ngày phải cắt đi cho nó. Tức là hình bóng về tâm linh của người khi nhận sự ban cho Đức Thánh Linh thì phải có một thời gian nhất định phải cắt bị lòng. Con số 8 này có thể là 8 ngày hoặc 8 tuần, là cái số thời gian này mà người tin Chúa phải nhờ quyền phép của lẽ thật để cắt bị lòng mình. Mà Noe đã làm cắt bị cho dân xem tại ghinh danh đó bằng dao bằng đá lửa, hình bóng vì sắc sắc bén của lời Đức Trời. Lời Chúa là đá, bá lửa hình bóng của lại đá, cái đá đá củi, đá sỏi đấy, cứng, người ta dùng đá kỳ đấy đó. Và đập bể ra nó sắc lắm, nó sắc như là mảnh thủy tinh ấy, thì lấy cái mảnh đó làm dao cắt vì nó vô trùng cắt bị. Thế đây là con số ngày đó là quan trọng như vậy. Vật liệu để đóng chiếc tàu bằng gỗ phe này, mà ý nghĩa của việc đem những người tin Chúa vào trong nhà của sự cứu chuộc mà Giê-hô-va Trời đã bí mật mách bảo cho người yêu mến lời của Ngài được biết ngay từ khi Ngài mang lệnh cho nuôi dùng loại vật liệu mang tên gô-phe này để đóng chiếc tàu để cứu cả nhà của nuôi là người công bình ở trước mặt Ngài. Như vậy gô-phe là bóng về lời của Đức Chúa Trời, cả là pháp văn tư và là pháp của Thánh Linh sự sống, được những người mà Giê-hô-va Trời đã chọn dùng để ban sự cứu chuộc cho những người nào sẽ tin vào quyền phép của con một ngày là Đức Chúa Christ, mà danh của con một ngày được xưng là lời Đức Chúa Trời. Như vậy Noe hình bóng về tất cả người được xưng lực công bình, nhưng không phải là mới tin Chúa đâu, mà là hàng ở trong đạo Chúa. Vì kinh thánh nói Noe đồng đi với Đức Chúa Trời, tiêu chuẩn của Noe được chọn người công bình trọn vẹn đồng đi với Đức Chúa Trời, hình bóng về như Chúa Giêsu rằng nếu ngươi hàng ở trong đạo ta, cái ngươi quả là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết là thật và là sẽ buông tha các ngươi. Tất cả đều liên quan đến nhau hết. Như vậy Noe là người hình bóng về những người nào mà linh hồn người đó biết mình mệt mỏi mà đến cùng lời của Đức Trời, là đến với Chúa Jesus Christ, mang ách của Ngài và học theo Ngài, thì linh hồn đó sẽ được yên nghỉ. Như vậy Noe hình bóng về những người tin Chúa đã được tái sanh bởi quyền phép của Đức Thánh Linh và của lẽ thật, và Chúa Jesus Christ dùng những người đó để lập hội thánh của Ngài, và Chúa cứu những người được chuộc bởi huyết của Ngài thông qua các tôi tớ của Chúa, mà các tôi tớ của Chúa được lập hội thánh bởi Đức Thánh Linh. Và bây giờ
hồi thánh sẽ Chúa dùng như con tàu đó để đem người ta vào trong nhà của Ngài để được cứu rỗi vậy. Sứ đồ Phi-rô là dùng lời của Đức Trời, cả luật pháp văn tự và luật pháp của thánh sự sống để giảng về sự yêu thương của Đức Trời cho thấy những người nào đến thành Jerusalem để dự lễ ngũ tuần của Đức Trời và quyền phép của Đức Thánh Linh đã khiến cho khoảng 3.000 người thêm vào hội thánh, cũng nghĩa là khoảng 3.000 người đã được đem vào trong nhà của Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta tiếp tục suy gẫm về vật liệu dùng để đóng chiếc tàu cùng kết cấu của chiếc tàu này, hay có thể nói là kết cấu thuộc linh về hội thánh của Đấng Christ là nhà của Đức Chúa Trời. Như lời Chúa có chép, chúng ta phải nhớ một điều là thân thể của người tin Chúa được ví, tức là chúng ta có thân thể thuộc thể và thân thể thuộc linh. Thân thể của chúng ta được gọi là đồ dùng của người công bình và tâm linh chúng ta cai trị thân thể xác thịt này. Vậy thì hội thánh của Đức Trời là những người được cứu bởi huyết của Chúa Christ hiệp lại thì thành hội thánh của Chúa, gọi là thân thể của Đấng Christ. Thi Thiên 122 câu 1 chép: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng tay đi đến nhà được rượu vào. Thi Thiên 135 câu 1 đến khoa chép: Hallelujah, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà Đức Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài. Thi Thiên thứ nhất đoạn 3 câu 13 đến 15 chép: vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất rạn rĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jesus Christ. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng biết thư này phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, trụ bàn nền của lẽ thật. Hội thánh không phải là cái nhà, hội thánh là những người tin Chúa được hiệp lại bởi Thánh Linh thì được gọi là hội thánh, còn luật pháp Đức Chúa Trời được gọi là hành lang của nhà Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta đã biết lời Đức Chúa Trời sẽ đem người ta vào trong nhà của Ngài, nhưng mà lời Chúa khi nào công bố những người công bình như Phi-rô, môn đồ của Đấng Christ mà nuôi là bóng. Sáng-đức-ít lần 6 công bố chết này: ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng vào từng phòng, rồi chép chai bề trong của bề ngoài. Chữ bên trong, bản tiếng Việt không có chữ bên trong, bản tiếng Việt dịch đại ý nhiều hơn. Chữ bên trong đây tiếng Anh là in, chép là từ bốn trên, trong tiếng Hebrew có nghĩa tựa vào nhau, dựa vào nhau, gặp nhau, đối đầu nhau, đấu với nhau, dẫn đến với nhau, gần giống như nhau, hợp với nhau, thích hợp với nhau. Tôi cảm ơn Chúa là Đức Trời mù luận. Ngay từ khi còn nhỏ, 15, 16, 17 tuổi là tôi đã kinh nghiệm được việc đóng tàu rồi. Tôi biết người ta xẻ gỗ như thế nào. Quý vị có tin rằng một người có thể xẻ được cả cây gỗ to không? À, tôi nói ví dụ như thế này. Người ta có một cái đá rất cao tại đây và có một cây thẳng lên. Thì cây gỗ đó sẽ được chắp xéo từ đây thẳng tới đầu bên kia. Và như vậy, cái người đứng cưa đó, cái cây dài đó, cái gọi là cưa dọc, nó cong thế này. Nó thẳng bên trên, cong bên dưới này, rất là dài, có thể dài từ đây đến đây. Thì khi người ta bước lên cao trên đây rồi thì người ta để cái cưa xuống này, người ta buộc một cái dây của hòn đá ở đầu bên kia là sức nặng. Nhưng khi người ta kéo lên này, xe này đó, thì hòn đá sẽ thay đổi bên kia, kéo trở lại bên kia. Người ta đun lên thì cái hòn đá nặng ấy kéo cứ cưa xuống. Như vậy là cái gỗ thẳng lên đây như thế này thì cái cưa cắt xuống đây này, à, cứ thế thôi, dài cứ thế này, tức là cái cây gỗ là nó đánh bực rồi thì người trên này đứng ở trên cây gỗ cao này, này cứ thế kéo cưa lừa xẻ kéo lại bằng sức mình mà đẩy ra thì cái sức nặng hòn đá kéo xuống, như vậy thành một người kéo dùng lại một người thôi xẻ gỗ ra. Để nói về xẻ gỗ thì các cái tấm ván nó khi nối một cái tàu nó đối đầu nhau, ở đối đầu nhau nó thành kết nối của cái chiếc tàu. Chiếc tàu nó được gấp đôi lại, giống như chúng ta thấy cái loại ván mà ván nối gỗ đấy ép nhau đấy, thì đóng tàu cũng như vậy. Nhưng mà đặc biệt là cái chiều ngang của nó bao giờ cũng bằng nhau, tức là độ dày và độ ngang. Ví dụ là 30 phân là tất cả các tấm ván đều là 30 phân, nhưng mà độ dài có thể khác nhau, tại vì khi nó dài từ đuôi đến đây nó hụt thì một miếng khác đối đầu vào đây, người ta sẽ cắt ở đầu đường kia. Nhưng mà cái chiều ngang của nó bao giờ cũng bằng nhau, chiều dày phải bằng nhau, ví dụ 5cm hay là 30 nó là phải bằng nhau, dài có thể là nối nhau được. Bởi con tàu có thể nối nhau khác, nó không bao giờ bằng nhau hoàn toàn đâu, nó phải đan vào nhau để nó được kết cấu nặng. Thì các cái phòng đây hình bóng về lời của Đức Chúa Trời. Ví dụ trong bài giảng của tôi đây, chúng ta có thể thấy rất nhiều đoạn kinh thánh đối đầu nhau, kết nối với nhau, nơi kết nối với nhau. Thì đây là lời của Đức Chúa Trời trong cái bài giảng để đóng một con tàu. Thì lời của Chúa bị giảng ra để gia tăng sự kiến thức, dạy dỗ, trang bị, mặc lại cho người tin Chúa để họ trở nên cây gỗ, trở nên hoặc là cây si tim, hoặc là trở nên gỗ phẻ. Thì nó phải cùng kịch trược, thì nó sẽ đối đầu nhau. Mà các cái phòng ở đây được ở bên trong con tàu. Và như vậy, con tàu đó có thể ví là toàn bộ quý thánh này. Nhưng mà trong quý thánh này có rất nhiều sách,
Tôi thấy đọc thế thôi, 60 sách, nếu tôi lý là chính xác là 60 sách chứ không phải là 66, 60 sách. Nhưng mà các sách này đều đối đầu nhau hết, được dùng đoạn này với đoạn kia, dìa mối thì dìa mối, hàng thế này, như là đối vậy. Và nó đối lại với nhau như vậy thì tạo lên một cái bài giảng liên tục, để người ta một chút này một chút kia người ta hiểu lời Đức Trời. Thì khi hiểu được rồi thì nó được gây dựng bởi quyền năng của lời Chúa, biến đổi của người đó trở nên gỗ hoặc là gô phe hoặc là cây suy tim để dùng cho đền tạm, hay là để dùng để đóng con tàu, hay là gây dựng cho nhà của Chúa vậy. Còn trước phòng được chết cho cái bốn trên trong tư heo đều có nghĩa tổ chim, ngọn của nó là tổ chim, gốc của nó là chỗ ẩn náu để đặt vào, để làm tổ, để lắp ghép lại với nhau, phòng để làm việc, để ở, để xây dựng, để làm cho đứng thẳng, để dựng nên, để chiếm giữ, để ghi chặt lấy, để ôm chặt lấy. Chứ các phòng đây là nói về kết cấu, giá trị, tác dụng, nguyên tắc của lời Đức Trời được ghép trong toàn bộ Kinh Thánh đều gần như là giống nhau về mục đích, về chất liệu và về nguyên tắc, về giá trị của lời Đức Trời được ghép trong toàn bộ Kinh Thánh đó. Nó có tác dụng, có cùng mục đích để bảo vệ, để bao bọc, để che đậy, để giữ giữ các tờ vật của trời đã định cho được cứu khỏi sự trừng phạt của Ngài. Và con tàu có thể được ví là một cái hội thánh, nhưng mà trong con tàu đó có các phòng để cho người ở và các con vật ở. Nhưng mà các cái phòng này nó đều cùng kích thước như nhau. Các cái phòng này hình bóng là các bài giảng, các lời được giảng ra. Mục đích của lời Chúa phải được giảng ra để bảo vệ, để bao bọc, để gìn giữ, có mục đích dạy người trong sự công bình. Người ta đã vào trong con tàu đó rồi, vậy thì khi con tàu đi trên biển thì sao? Quý vị chưa đi thuyền, tôi đi thuyền đi biển qua rồi, có nhiều phút lên như là tòa nhà 3 tầng luôn, hụt một phát xuống thấy như quả này nó sụp sóng xuống là tiêu đời luôn, như cái hố này này là lên này, bao nhiêu đồ ăn trong bụng nó có thể ra tiêu hết, nếu mà không quen là ra hết, nó xuống như cái thang máy bị đứt cáp vậy, hú lên này. Ta, nó sóng nó lệch thế này lệch thế kia, nếu mà nước chảy ra mà sóng chảy vào, nước chảy ra mà gió thổi ngược vào, nó sẽ sóng lừng. Vậy thì con tàu phải đối diện với sóng, đi ngang là chìm, phải đối diện với sóng lên thế này. Vậy thì tất cả đồ đạc ở bên trong là gì? Nó lắc vào nhau, xô đẩy nhau, tất cả mọi thứ như là đồ thủy tinh, chai lọ là đập nhau bể hết. Nên trong con tàu đó là phải được chế tạo cái nơi để cái trang bộ, dù sóng gió kiểu nào nó không lật bảy được. Thì con người ở trong như vậy phải được bảo vệ. Thế thì lời của Chúa như vậy, khi người tin Chúa bởi lời của Chúa mà tin đến Chúa Jesus Christ mà vào trong hội thánh của Chúa rồi, thì ở trong hội thánh của Chúa thì các ngày Chúa nhận lâm, các tôi tớ của Chúa được gọi là người đóng tàu, sẽ phải có những cái bài giảng mà cái chữ đóng cũng có nghĩa là nhiệm vụ của cái chữ đóng có nghĩa là gì. Thì tôi đọc lại cho anh em nghe. Người làm tạo nên đóng thành, cái chữ đóng nó nghĩa là làm nên hình ảnh, tạo nên hình dáng, hoặc sửa soạn cho công việc tạo hình dáng đó, hoặc chế tạo hình dáng đó, như đúc, tạc, chạm chỗ, hoặc ban hành luật lệ, hoặc thi hành nghi lễ, hoặc duy trì, hoặc bảo vệ, hoặc xác nhận hình tượng đó, hoặc trình diễn công việc đó. Nhiệm vụ của tôi là thợ đóng tàu hay là thợ xây nhà, tôi xây cái phòng cho ai ở? Cho người ở. Ở như lưu trữ lại, bảo vệ, gìn giữ ở trong đó để không đi ra nữa. Hoặc là trong khi đang ở trong con tàu này bị sóng đánh liên tục đó, trước khi đến cập cảng đó, nó không bị chết, không bị va đập, không bị quăng xuống biển, thì cái phòng này hình bóng cái bài giảng của lời Chúa Trời. Cái bài giảng này phải làm nên hình ảnh, tạo nên hình dáng, sửa soạn công việc hình tạo dáng đó, chưa tạo hình dáng như đúng. Nhiệm vụ của bài giảng là phải khiến cho người ta nhận biết họ ra từ Đức Chúa Trời, họ phải trở nên giống như Đức Chúa Trời trong ảnh tượng của Đức Trời, sự công bình và sự thánh của lẽ thật, hầu cho được cứu trở về thế nào. Bài giảng để cho người ta nhận biết trách nhiệm của người ta phải trở nên giống Chúa theo như lời Chúa đã chép, không phải là giống hệt như hình dạng người này người kia, không. Bởi vì Chúa tạo nên người bằng lời của Ngài, và lời của Chúa là luật pháp thánh công bình và lẽ thật. Vậy thì phải có luật pháp và lẽ thật để giảng cho ta, để người ta nhận biết rằng như vậy tâm linh tôi nó vô hình trước mặt tôi nhưng nó có thật, và ảnh tượng của Đức Trời chính là bổn tánh của Đức Trời. Vậy thì tôi phải được giống như Đức Trời mới được cứu. Vậy thì giống như thế nào? Chúa ban luật pháp của Ngài cho tôi để tôi nhờ luật pháp đó giúp cho lòng tôi. Vậy thì điều gì Chúa đã bảo ta vâng dưới đấy, tôi làm theo, tôi yêu mến nó thì nó trở thành bổn tánh của tôi. Là thật không vậy? Như vậy tôi sẽ trở nên giống như lời Chúa đã định cho tôi. Lời Chúa định cho tôi chắc vào đâu? Trong Kinh Thánh. Luật pháp tự qua Môi-se, luật pháp của Chúa sống qua Thánh Linh của Đấng Christ. Như vậy bài giảng này phải được đóng
được chế ra đúng hệt như gì thì thành đa chiếc. Như vậy cả luật pháp văn tự và luật pháp tình dâm, cả cơ ước và cơ ước đều được giảng ra, tạo lên cho người ta cái ảnh tượng, hình tượng rõ ràng, hình ảnh của đấng đã tạo lên người đó. Người đó chấp nhận được rồi, người ta sẽ làm theo. Còn này cứ tin Chúa được cứu rồi, vậy làm sao tôi biết tôi dùng Chúa chỗ nào? Không biết. Môn đồ của Đức Christ đó là Matthew này, Giăng này, Phi-e-rơ này, họ không nói về ảnh tượng của Chúa, nhưng mà sư đồ Phao-lô lại bày tỏ ra công bình và sự thay sạch của Đức Christ. Như vậy Chúa dùng Phao-lô giảng cả cho dân ngoại và giảng cho cả người Hebrew. Có các môn đồ của Chúa hoặc Matthew hoặc Giăng không làm được điều này, bởi vì họ không có thân thế gì đối với người Hebrew cả. Nhưng mà Phao-lô thì có. Phao-lô vừa là người Roma, vừa là người Benjamin, vừa là người Hebrew, lại có chức vụ ở trong hàng giáo phẩm, là người Pharisee. Bởi đó là cái lời nói của ông ca có trí nhiệm. Ông hiểu luật pháp của Môi-se, ông hiểu tiếng Hebrew và ông hiểu cả tiếng Hy Lạp là người Roma dùng. Bởi cái đó Chúa dùng Phao-lô, bày tỏ cho Phao-lô, để qua Phao-lô mà các là tất nhiên là để cái điều xả qua Phao-lô, chung qua các môn đồ khác, hoặc cái sự bổ nhiệm về tiếng Hebrew là qua Phao-lô. Để chúng ta biết rằng đóng các phòng, không nói là bao nhiêu phòng, đóng các phòng nó giống hệt nhau về hình dáng, là về chất liệu, về mục đích, về giá trị. Như vậy tất cả các bài giảng này được chế tạo như vậy. Vậy chúng ta xem lời Chúa chép gì về những cái phòng này. Sách Tiên tri Ê-sai đoạn 28 từ câu 1 đến câu 19 như sau: Khôn thay cho mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm biểu Ephraim, khôn thay cho hoa chóng tàn làn đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi chúng mổ mỡ của những người xe rượu. Này từ nơi Chúa có một người mạnh và có quyền, giống như cơn bão mưa đá, như trận gió phá hại, như lớn vỡ bờ. Người ấy sẽ lấy tay ném cả xuống đất. Mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim sẽ bị dày đạp dưới chân. Hoa chóng tàn làn đồ trang sức đẹp nhất đến ấy, đóng tại nơi chúng mổ mỡ, sẽ giống như trái và chín trước mùa hè. Người ta thấy nó vừa bị mào tay thì đã nuốt. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mới miệng rực rỡ của dân xót ngài, sẽ trở nên thần công chánh cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. Xong những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu, siêu to vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và đấng tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, bị nuốt, bị rượu nuốt đi. Nhân các thứ rượu mạnh mà choáng váng. Xem sự hiện thấy thì các nghĩa sai, sự kiện thì bấp ngang. Bữa đã ô uế đầy bàn tiệc chẳng có chỗ nào sạch. Vậy người sẽ dạy khôn cho ai và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú mới lìa khỏi vú chăng? Vì với họ phải giềng mối thêm giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này. Ngài phán cùng nó rằng: Đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ bị nhọc được yên nghỉ, là lúc mát mẻ cho các ngươi. Thêm họ chẳng chịu nghe. Lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và giật nát, sập bẫy và bị bắt. Vậy nên hỡi các ngươi là những người ngạo mạn, cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói rằng chúng ta đã kết ước với sự chết và giữ ước cùng nơi êm phủ, khi tai nạn hủy diệt trải qua sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương náu, sự gian lận là nơi ẩn mình. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đặt tại Sion một hòn đá để làm nền, là đã thử nghiệm, là đá góc quý báu, là nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng gập rút. Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực. Mưa đá sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu. Bây giờ ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị giải đạp. Mỗi lần tai nạn trải qua sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mỗi buổi sớm mai, ngày và đêm. Chỉ có sự kính sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời giấy. Nếu ta chỉ nhìn vào Ê-san 8 theo điều chúng ta nghĩ rằng chỉ dành cho chúng ta ngày nay giải nghĩa mà thôi thì chưa đủ. Bởi vì đây là mô hình của con tàu của Noe đó. Giềng mối thêm mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng. Cái vỏ của con tàu đó được kết nối bởi các miếng ván mà nó có cùng một chất liệu. Giềng mối thêm mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng. Một chút chỗ này, một chút kia. Chúng ta nhìn vào cái con tàu vừa đóng khi chưa sơn, chưa chát gì đó thì chúng ta thấy nó nối với nhau, nó nối kết với nhau. Thế chúng ta nhìn vào cái miếng gỗ bán ở trong cái tường gỗ đây, có cái loại gỗ mà nó nối với nhau đấy, các miếng đấy nối với nhau, nó kết bằng keo.
nó kết bằng keo lên, nó rất là chắc chắn bởi keo. Thì ở đây lời của Chúa được giảng ra như thế nào? Chúa phán về các thầy tế lễ, cái người dạy đạo cho dân xem rằng là kẻ say rượu. Chúa hỏi chúng nó là các ngươi dạy khôn cho ai? Dịch cho con trẻ mới thôi bú à? Không, con trẻ không biết luật. Đây dạy cho dân Israel đủ các loại tuổi, đủ các loại thành phần, nó phức tạp lắm. Vậy thì đối với họ đó thì cách dạy phải như thế này, là thế nào có thể nhốt lại trong luật pháp được? Thì luật pháp phải có giềng mối, thì giềng mối hàn thêm hàn, hàn thêm một chút chỗ này, một chút chỗ kia để họ không thể ra được. Như đánh lưới đấy, nó không thể ra được. Lưới có nhiều loại cá, cá ăn nổi, cá ăn chìm, cá ăn sâu, cá ăn nông, tùy. Thì cá to cá nhỏ, cái lưới là khác nhau, loại lưới khác nhau. Anh có thể dùng lưới đánh cá đối mà đánh cá mè được, hoặc là lưới đánh cá mè đánh cá sâu được. Có loại cá anh phải dùng lưới bọc để kéo lên. Có loại cá là cái lưới là bằng ngón tay, cái sợi đó bằng ngón tay to. Có loại cá lưới thì cá không nhìn thấy, nó nhỏ, cực nhỏ. Thế tuy loại cá, nhưng mà chúng ta phải biết là cái lưới đó đang theo nguyên tắc của nó, họ cho cá không thể lọt ra được. Thì ở đây Chúa mặc lên này, đối với họ, tức đối với người đang bị hư mất đó, thì các ngươi phải có giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thế này, một chút kia, nó cái đôi chặt chẽ vào đó, nó không thoát ra được. Nhiệm vụ của cái tấm lưới đó để bắt được cá. Thì cũng có thể như vậy, hội thánh của Chúa là những người được nên thánh bởi lời hàng sống của Đức Chúa Trời. Vậy thì cái bài giảng của các tôi tôi chưa mà nuôi hình bóng đó, thì cái thợ xây nhà cũng như là thợ đóng con tàu phải nhận biết là cái con tàu này phải là nơi chắc chắn để những người được cứu đưa vào nó đó sẽ không chết bởi con tàu không an toàn. Ở đây Chúa nói là khi tai nạn hủy diệt qua sẽ chẳng chạm đến các ngươi sao? Không, vì các ngươi là lấy sự lừa dối làm nơi đứng đó mình, gian lận nơi ở mình. Vậy nên Chúa đã phán với họ rằng khi tai nạn hủy diệt qua thì các ngươi sẽ chết bởi vì các ngươi không làm đúng cái điều ta bảo cho. Các ngươi làm điều gian lận. Như vậy ngươi đóng con tàu mà không chết chai, nó ra khỏi bờ một chút xíu là nó chìm, bởi vì nước vào nó chìm chết đấy. Bởi đó đối với lời của trời để cứu người ta thì phải giềng mối thêm giềng mối, hàn thêm hàn. Đây là kết cấu của cái vỏ con tàu, nó kết cứng lại với nhau, cây ngắn cây dài mặc dầu nhưng là cùng mức cùng cỡ, tức là cùng độ dày, cùng độ ngang, độ dài có thể khác nhau nhưng mà nó cùng độ thẳng với nhau. À, nó theo đúng cái kết cấu đó, nó nối với nhau và được che chai bề trong và bề ngoài, có quyền phép của lời Chúa trong này. Như vậy khi con tàu được đóng đúng kỹ thuật rồi thì nó ra biển, như vậy nó không chìm. Chúng ta đang tiếp tục vào cái ý nghĩa của lời Chúa chép đây. Cái chữ giềng mối được chép trong cái câu 10, câu 13 trong hai Ê-xem 8 đó, chỉ trong chữ hê và đâu nghĩa lời giao huấn, sắc lệnh, mạng lệnh, quy định, lời tiên tri. Còn chữ hàng được chép trong câu 10, câu 3 trên đó là thước đo độ thẳng, ranh giới, giới hạn, sự trông cậy, sự hy vọng, sự chờ đợi, sự liên kết lại, sự buộc lại với nhau. Vậy cấu trúc của chiếc tàu cứu trục này mà nghĩ về cấu trúc của luật pháp với các nguyên tắc mà hết thầy 60 sách của Kinh Thánh, trong đó có 39 sách thuộc về phần cựu ước cùng 21 sách thuộc về phần tân ước, đều liên kết lắt léo với nhau, làm cho vững vàng đức tin cùng sự hiểu biết của những người được cứu chuộc bởi huyết của Đức Chúa Christ. Như lời Chúa có chép, 39 cộng 21 là 60 sách, tương ứng với 60 cộng bằng cây xi tim ở nơi đền tàng của Đức Chúa Trời. Mỗi một cây xi tim như vậy nó có kích thước ngang bằng nhau, to bằng nhau, cao bằng nhau, cùng loại gỗ. Ở dưới đó mỗi lỗ trụ đó đều có một cái lỗ bằng đồng, trên có lắp chuông của nó bằng bạc chụp trên đầu đó, và có cái móc để lắp lại với nhau. Như vậy 60 cái cộng một cây xi tim này đều cùng một chất liệu, cùng chiều cao, cùng chiều to, giống hệt nhau, không đánh số. Nhưng mà để các trụ này đứng vững được ở nơi sa mạc thì nó được kết nối với nhau theo chiều rộng, là các bố vi nó móc vào với nhau bằng vài cái miệng cùng một liệu, nó móc vào với nhau và được néo ở bên trong bên ngoài các sợi lông dê từ trên kéo xuống. Như vậy 120 sợi lông dê này đều dài bằng nhau, cùng một chất liệu là lông dê, và 120 cái nọc bằng đồng giống hệt nhau, để cắm bên trong có bên ngoài để néo cái trên cái luông bạc đó xuống, hầu cho cái cây nó đứng được vững được nhờ dây néo bên trong bên ngoài, và hai chiều ngang đều có bằng nhau. Như vậy có một cái bức tường được nối bằng các bố vi bằng vài cái đồ bị, như vậy suốt chiều đây được nối với nhau, nó đứng vững như vậy. Điều đó nghĩa dù 60 sách này hoặc cựu ước hoặc thứ đều có cùng mục đích, chuông bạc của nó là sự cứu chuộc, gốc của nó là bằng đồng, sự thương khó. Nhưng mà để có thể giữ vững được cái này thì phải có dây neo bằng
nông dây hình bóng về lẽ thật mầu nhiệm, và cái nọc bằng đồng đó sự thương khó đóng xuống nửa chìm nửa nổi hình bóng vậy. Tất cả mọi sự mà người đứng giảng đó có thể giảng ra đó không phải là bởi tài cán của người đó, không phải bởi diễn thuyết của lời đó đâu. Chính Phaolô nói những lời tôi giảng ra không phải bởi năng lực của xác thịt đâu, nhưng mà quyền phép của Đức Thánh Linh và của lòng tin quyết thương khó. Nửa phần của tôi nổi lên xác thịt bày tỏ bằng đồng tôi sự thương khó, nhưng mà phần dưới tôi chìm dưới rồi là tôi chết. Tôi có đang sống đây là tôi chết về phần bởi ngã xác thịt, nhưng mà nổi phần trên là sự thương khó của chính tôi. Vì cái đọc bằng đồng đó là đức tin của người đứng giảng. Nếu không có đức tin người đứng giảng và không có là thật, không thể giữ vững được cái trụ kỳ sự tìm mà. Cái sự tìm đó là các sách này, liên kết với nhau. Như vậy, hành năng nền tảng là mô hình sáu sách của Kinh Thánh. Chúng ta phải biết rằng, về phần nước sẽ có rằng là 39 sách. Nhưng phần tư nước thì cô tô thứ nhất, cô tô thứ hai là một. Tê-sa-lê-ca tô thứ hai là một. Phía tư nhất, phía thứ hai, răng 1, răng 2, răng 3 là một. Như vậy, cộng lại là 21 sách của phần tư nước. Tương ứng với 60 cộng gây suy tìm, 60 là trách nhiệm của loài người, số 6 là số con người, số 10 là số trách nhiệm, 60 là trách nhiệm của loài người đối với lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa ban ra lời hàng sống, mà 60 sách đây hình bóng về thân thể của Đấng Christ, thân thể của Đấng Christ. Và trách nhiệm của lời Đức Chúa Trời là gì? Bảo vệ thân thể xác thịt này không phạm tội, mà sa mạc hình bóng về thế gian. Như vậy, đền tạng ở trung tâm, thánh lan tạng ở bên ngoài, xung quanh là bão cát sa mạc không thể vào được vì nó vướng cái hàng rào bằng bức tường, bằng vài cái đổ mịn, tức là 60 cặp bằng cây xi tìm bao quanh đó rồi. Thì chúng ta biết ai là người làm công việc này? Môi-se. Môi-se ra lệnh cho những người Lê-vi. Người Lê-vi là ai? Được Chúa chọn, được Chúa chỉ định. Chính Chúa chỉ định người Lê-vi chọn ra từ giữa dân Israel. Như vậy là trong loài người, trong hàng ngũ người tin Chúa, thì Chúa chỉ định những người nào làm công việc của nơi đền tạm. Mà trong đền tạm đó có người Lê-vi chuyên phụ trách từ việc này việc kia, cũng như là trong chức vụ của hội thánh thì cũng có người giảng, chấp sự, thư ký, thủ quỹ, tức là những người giúp việc chung quanh cái chức vụ đó của các hội thánh lớn đều có cả để làm cái công việc này. Như vậy chúng ta đã nhìn thấy cấu trúc của con tàu cấu trúc này, mà ý nghĩa của cấu trúc của luật pháp và với quy tắc mà 60 sách của Kinh Thánh đó là liên kết với nhau để huấn luyện, đào tạo, trang bị đức tin cho người tin Chúa để vững vàng ở trong đường lối của Chúa vậy. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 8 đến câu 16 chép như thế này: vậy nên có chép, Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàn kẻ khu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã làm cho người này làm sứ đồ, để kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho nên trường chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà lên bậc thành nhân, được tưởng tượng vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, mà dao động, rời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, là có thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Liên quan đến các phòng ở trong con tàu của Noe, các bài giảng đó được ví như các phòng vô hình. Nhưng mà trong các phòng đó, nó liên kết với nhau. Có nhiệm vụ nó là gìn giữ, bảo vệ những người đã được cứu vào trong đó. Trải suốt cái thời gian con tàu thuộc linh này lênh đênh ở giữa biển thế gian này, cho đến khi nó được đến bến cảng cuối cùng, là vào thiên đàng. Cô-lô-se đoạn 2 câu 13 đến 19 chép: khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cất bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã dứt bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạng. Vì vậy, chớ có ai đón xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ.
Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình xác thịt nổi lên lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà thân cả thân thể sắp đặt kết cấu hiệp bởi các lát léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Thiên thư thứ 2 đoạn 3 câu 14 đến 17 chép: về phần con, hãy đứng vững trong sự mà con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả cái thánh đều là bởi Đức Trời soi dẫn, quyết cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Như vậy, các cái phòng thuộc linh ở trong con tàu Noe hay là con tàu cứu chuộc này, nó phải đủ tất cả các tính năng, mà tất cả 60 sách trong cái thánh này đều nói về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời cả, cũng như 60 kẹo bằng cái trái tim ở trên nó đều có trùng bản nói về sự cứu chuộc, đều sự thương khó của Đấng Christ là chân được bảo đồng. Và sau 10 cái cọc đó, nó không đánh số, các người đi sắp xếp lại rồi hành quân đến nơi mới rồi họ lại dừng lại, cứ theo thứ tự mà đưa số nữa, không có đánh số gì cả, cắm cọc nào cũng đúng cả, bởi vì tất cả đều có cùng một tác dụng, cùng một chất liệu, đều nói về sự cứu chuộc mà nói về Chúa Jesus Christ. Sách nào cũng nói Chúa cả, ngay cả sách Gia Ca, ngay cả sách Truyền Đạo cũng có nói đến, chứ không có sách nào mà không nói đến, ngay cả sách ECT có sự mầu nhiệm, chúng ta thấy đều nói về sự cứu chuộc của Đức Trời cả. Như vậy các chức vụ của những người hầu việc Chúa không thể thay thế lời Đức Trời, nhưng mà sự tôn cao luật pháp của Đức Trời thông qua quyền phép của Đức Thánh Linh, mà luật pháp của Đức Thánh Linh sự sống đó được giao giảng, hầu cho ngọn đèn của Đức Ban nơi tâm linh của người tin Chúa được thắp sáng. Mà khi người tin Chúa có được sự biết ý nghĩa của lời Đức Trời, Phaolô luận như thế này: người trồng kẻ tưới đều chẳng ăn gì cả, sao Đức Trời làm cho lớn lên. Các tôi tớ của Chúa có nhiệm vụ là giảng ra những gì mà được Đức Thánh Linh cảm động để soạn xuống để giảng ra, nhưng mà chính Thánh Linh sẽ khiến những điều đó được ghi tạc vào trong lòng người ta, giống như ta đình đóng vào lòng, găm vào đó, tạc vào đó lòng người ta vậy, khiến nó được lớn lên. Vậy thì các cái phòng của con tàu Noe này là hình bóng về các bài giảng được liên kết với nhau theo điều chúng ta vừa đọc trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 28. Thì lời Chúa cho ta biết một chút chỗ này, một chút chỗ kia, từ sáng đến khi chúng ta cải huyền, trong một bài giảng có thể đầu có, giữa có, cuối có, các cái lời đó được chép xuống hầu cho người ta hiểu biết rồi, nó lăn léo nhau, dìu mới với nhau, nó giằng lại với nhau. Có nhiều khi chúng ta thấy là cây gỗ dài đưa đó không được, phải đưa gỗ ngắn vào đó để nối cái gỗ dài hơn, người ta tùy theo cái lực sức mạnh của nó để nêm vào. Cho nên có đoạn Kinh Thánh có một câu ngắn thôi, có chỗ được đoạn dài câu dài để đủ ý. Như vậy tùy theo lực sức mạnh của từng phần mà để gây dựng thân thể của Đấng Christ vậy, tức là hội thánh của Đấng Christ. Nhưng sự lăn léo trong lời Đức Trời đó là trong sự biết trước và sự mưu luận khôn ngoan của Đức Trời mà Đức Giê-ba đã an bài, đã định vị các lẽ thật của Ngài trải qua từng thời kỳ mà Ngài sẽ tỏ ra với mục đích thử thách loài người để tìm một dòng nước thánh cho nước thầy tử lễ của Ngài. Bởi đó là người ta thường lại in chí rằng ô cái bài này nó có đúng đâu, ở trong trường thần đạo ta giảng như thế từ mấy lâu nay rồi, và đúng luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, nhưng mà ơn và lẽ thật đến bởi Chúa Jesus Christ. Nhưng mà trải từ khi Môi-se, tức là 1445 năm trước khi Chúa Jesus giáng sinh trên đất này, luật pháp đã ban cho nhưng mà không có ai biết lẽ thật. Mà ngay cả khi Chúa Jesus phục sinh trở về thiên đàng, Đức Thánh Linh đã ban xuống rồi, nhưng mà các môn đồ của Chúa Jesus ngoài sứ đồ Phao-lô ra không ai biết lẽ thật. Họ chỉ giảng ý nghĩa của lời Chúa mà thôi, nhưng mà Phao-lô thì bắt đầu biết lẽ thật, nhưng mà ông không được tỏ ra nhiều. Và có 1000 năm im lặng, dường như tên này không còn sống, im lặng, Chúa giấu đi, không ai biết ở đâu cả, không thể nhắc đến. Cho đến thế kỷ thứ 15-16 bây giờ bắt đầu mới có gọi là có hội thánh, có nhà thờ. Còn trước đó này, các môn đồ của Chúa tà là khắp nơi rồi, rồi người ta già và chết đi, và tin lành dường như là ngầm dưới, là gọi là underground, tức là ngầm dưới đất này để tránh sự bắt bớ. Có một kỳ đã đến, Chúa giấu đi, và đến kỳ Chúa phục hưng nó lại. Như vậy Chúa đã phán, luật pháp đã ban cho đến kỳ hoán cải, cho đến kỳ cải cách, cho đến kỳ mà Chúa Jesus đến để giảng ra. Như vậy Chúa Jesus đến phá vỡ một cái định luật người ta in chí rằng người pháp chỉ đến đó mà thôi. Nhưng mà Chúa không, bây giờ là lúc lẽ thật sẽ đến. Bởi vì đây là thời kỳ Chúa đó, chứ là đến thời kỳ hoán cải, sẽ đổi mới, thời kỳ được sửa chữa lại. Không phải là luật pháp của Chúa sai lầm, mà sửa chữa lại cái tiềm thức của con người, sửa chữa lại cái tư tưởng của loài người khi người ta nhìn nhận vào lời Chúa, ấn định đó và
hạ bẹp được Chúa. Thông qua Chúa Giêsu mà người ta mở mắt ra. Và bây giờ Chúa Thánh Linh bắt đầu tìm kiếm ai là người tin vào lời của Chúa Christ. Bởi vì khi xưa người ta tin Môi-se, nhưng mà Môi-se không có năng lực, các thầy tới đây không có năng lực. Nhưng mà thông qua Đấng Christ đã đến từ Đức Chúa Trời, vì ngoài Chúa Giêsu ra không ai biết được cha. Nhưng mà Chúa Giêsu là con nên có thể giải bày cha cho chúng ta. Cái phần quan trọng nhất là chúng ta biết lời đó là đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến bởi Môi-se mà đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hẳn còn. Và thông qua Đấng Christ mà chúng ta biết có đó là thời kỳ hoán cải. Mà thời kỳ hoán cải bắt đầu được bày tỏ ra, nhưng mà nước Đức Trời vẫn bị hãm ép bởi con người, bởi môi trường, bởi hoàn cảnh. Nên Chúa định có một kỳ, có một kỳ. Thế nên của Chúa bắt đầu hành động và lẽ thật của Chúa bắt đầu tái ra. Cho nên có những thời kỳ mà Chúa đã phán qua đây nên gây đóng ở nó lại đi. Cho nên kỳ cuối cùng. Cho nên kỳ cuối cùng chúng ta không biết kỳ của nó. Chúng ta biết là chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Có biết thời kỳ của nó bắt đầu từ đâu không? Trong sách nào? Chúng ta hãy gắng sức nhận đến ngày. À, đến ngày thứ ba, ngày dựng chúng ta dậy, chúng ta đã sống chết với Ngài và chúng ta sẽ biết Ngài nếu ta tiếp tục theo Ngài để nhận biết Ngài. Thế nào? Câu thứ 6, hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa Ba, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày, nguyên bản là sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống chết với Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Chúa Ba, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện giờ của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Sẽ có một kỳ sau hai ngày, chúng ta đang ở ngàn năm thứ bảy, tức là kể từ Adam đến Chúa Giêsu, và tính đến ngày chúng ta ngày nay là 6250 năm. Chúng ta đang ở trong ngày của 2020 này. Tính từ Adam đến chúng ta là 2650 năm. Và như vậy chúng ta sang ngày thứ ba chưa? Sang ngày thứ ba rồi, hơn 200 năm rồi. Như vậy Chúa đã phán được cái kỳ đó, Ngài sẽ mở cho người ta để người ta biết Ngài. Và chúng ta trong thời kỳ này, Chúa đã mở cho người ta biết lẽ thật mầu nhiệm này, nên người ta không thể bắt bớ chúng ta được. Nhưng mà cái kẻ không biết này bắt bớ, ông là ai mà tôi phải tin ông? Ủa, ngày xưa Chúa Giêsu nói Ngài là con Đức Trời, người ta có bắt bớ Ngài như tôi là con người, nhưng mà đấng ở trong tôi không phải là con người. Đấng trong tôi là Đức Thánh Linh. Ngài phán để nói, tôi nói ra. Và tôi biết rằng là nếu tôi nói ra để làm hại nước Đức Trời, Chúa diệt tôi. Tôi tin điều đó. Khi Chúa Giêsu khởi thi hành chức vụ trên đời này, Ngài đã gọi những người mà Giê-hô-va Trời đã chọn từ trước sáng thế để được làm môn đồ Ngài. Và Chúa sẽ phán với những người Ngài gọi ra như thế này: các người hãy theo ta sẽ cho người trở nên tay đánh lưới người. Đánh lưới người. Và cảm ơn Chúa gọi những người hồ Galilê đó, các môn đồ đầu tiên đó, Giăng-gia-cơ, Phi-e-rơ, Anh-rê là những người đánh cá, rồi Philip là những người đánh cá ở hồ Galilê. Mà Chúa khiến là đánh lưới người chứ không phải đánh lưới cá nữa. Loài người biết tạo nên các loại lưới để đánh các loại cá, hoặc sông, hoặc hồ, hoặc ao, hoặc biển. Và tôi từng thấy người ta đánh lưới, đan lưới tùy theo loại cá. Người ta muốn đánh to bằng nào thì người ta có cái miếng bằng tre đó, khuôn như này, là múc hai bên đầu này. Tùy theo to nhỏ người ta đánh lưới. Và có loại lưới đó, cá nhỏ thì cước rất nhỏ, thả xuống là con cá không thể nhìn thấy lưới, nó nhiễm vào cái màu của nước. Nhưng người ta đang thấy cái chiều là loại cá thường đi nổi trong mặt nước, thì người ta đánh lưới bao nhiêu, tốt nhất là nửa mét thôi. Thế này, đánh lưới nổi à, cái chì là nó chìm đến đó. Nó chì nhỏ, tương với cái phao bên trên. Nhưng bị thả xuống này, nó nhiễm với bức tường này, lửng lơ đấy, nó không chìm, nó vỡ lá lăng vào nước này. Như vậy, con cá đi nổi này sẽ vướng vào đó. Còn lại là cá sâu hơn thì nó sâu hơn và lưới to hơn, hoặc là cái lưới vùi là nó đánh dày hơn, nó trôi xuống đất rồi đến khi người ta mắc lên, trèo lên, nước lớn lên rồi ta mọc lên. Khi nước xuống thì cá không xuống nữa, bởi vì xuống là có bức tường lưới vây quanh rồi. Vậy là đây là lưới vây và nó phải mắc lại ở chân lưới. Khi nước cạn rồi, toàn bộ cái bãi đó cá bị mắc lại ở đó, tất cả các loại lưới đó. Như vậy thì người ta phải hiểu được cái cấu tạo của loại cá và cái cách sống của loài cá, để qua đó mà biết làm lưới như nào để bắt được loài cá đó. Đức Chúa Trời biết loài người, nên chỉ có lời của Chúa mới có thể bắt được họ mà thôi. Việc Chúa bắt không phải để trừng phạt, bắt để cứu, bắt để đem vào thuyền. Chúa Giêsu đã ví dụ về nước thiên đàng này, thả lưới cho bắt cá đấy. Thì khi kéo lên thuyền rồi, chọn con nào to bỏ vào thuyền, còn cái con nhỏ vứt ra xuống để cho nó sống trở lại để nó lớn lên bắt sau. Đó, thì chúng ta là người được Chúa bắt bằng lưới của Ngài, thì cũng như là lời của Chúa vô hình, nhưng mà giảng ra cách vô hình, cái lưới vô hình đó mà khiến chúng ta tin Ngài. Và bởi đó là đánh lưới người là như vậy.
Nhưng chúng ta xem lời Chúa phán trong sách Tiên tri Ê-sai 28 chúng ta vừa đọc đó là giường mối, thiên đường mối, giường mối, thiên đường mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, với các trang, các đoàn, các sách trong Kinh Thánh, dù khác về tên sách nhưng đều có cùng mục đích là để cứu chuộc loài người. Trong cấu trúc của hàng lá nền tảng là mô hình mô phỏng về cấu trúc của Kinh Thánh, bao gồm 60 cặp bằng cây chữ tin, cùng một loại gỗ, cùng một kích thước về chiều cao, cùng có các lô trụ, các đinh trụ bằng bạc, các lô trụ bằng đồng, và có 120 cây nọc để neo giữ các trụ đó đều làm bằng đồng giống hệt nhau về kích thước và hình dáng, với 120 sợi được dệt bằng lông dê để yếu kéo giữ cho 60 cây trụ của hành lang đền tạm đó được vững vàng bao quanh đền tạm, được chép trong Xuất Ê Tư Ký đoạn 38. Dù không đánh số thứ tự, nhưng khi di chuyển đến nơi mới để dựng đền trại thì những người Lê-vi chuyên trách việc dựng đền tạm dân dễ dàng dựng hành lang bảo vệ đền tạm mà không nhầm lẫn vị trí. Cả hành lang đền tạm đều được giữ vững bởi các tấm vải gai đổ mịn, ta gọi là bố bì, được dệt cùng chất liệu, được bóc vào các trụ của hành lang đền tạm liên kết với nhau và được chằng kéo bởi các dây néo từ các luông trụ bằng bạc xuống các cây nọc bằng đồng. Cả phía trong và bên ngoài bên trong hành lang này chỉ có bố bì dùng làm cửa và đền tạm được chế đặc biệt hơn, là được dệt với chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có thêu cực xảo, là bóng về bốn sách Ma-thiơ, Mác, Luca rằng là bốn sách nói về Đức Chúa Jesus Christ, còn lại đều giống nhau. Tất cả các bộ bi bóng hành tạm đều làm bằng vải gai độ mịn, là bóng về luật pháp thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời. Rất đặc biệt, các phòng được tạo nên bên trong tàu đó được giải nghĩa, đó là bóng về các nguyên tắc, các giường mối trong Kinh Thánh có tác dụng bảo vệ, duy trì sự sống cho những người được cứu chuộc bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ, danh Ngài được xưng là lời Đức Chúa Trời. Sáng thế ký đoạn 6 câu 14 chép: người hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gofe, đóng có từng phòng, rồi chép chai bề trong của bề ngoài. Bây giờ ta đến cái phần nữa là đóng xong rồi phải chép chai. Các cái phòng tắm ở bên Canada và Mỹ, tôi xây nhà bên đó, đó là cách phách của nó là các cái men đưa xong rồi phải có cái đường chỉ bằng cái loại keo đặc biệt, nó miết vào đó để nó giữ cho cái dính với nhau và nó không bị thấm nước vào bên trong. Vì bên trong nó không được xây bằng gạch như chúng ta đâu, mà nó bằng thạch cao. Mà thạch cao của phòng tắm và nhà bếp là thạch cao chịu được nước, bền hơn, có màu xám hơn. Thì người ta phải chết nó vào để nước không thấm vào. Thì đối với cái gỗ cũng vậy. Bởi vì các cái gỗ đó nó không khít đâu quý vị ơi. Các gỗ của con tàu ấy không bao giờ được vào. Nó được xẻ đúng kích thước mà để nhám với nhau. Vì tác dụng của cái nhám đó nó giúp cho các cái chai để người ta chen vào đó, nêm vào đó, nó có độ bám. Cũng như là nếu ta đánh bóng một cái thùng bị bong thâu rồi chúng ta chắc xi măng lên không tốt, nó quá trơn, nó rời để có độ nhám, độ ma sát lớn để nó bám cái độ dính của xi măng vào, thì cũng có thể như vậy. Các cái gỗ để đóng con tàu không được bào phẳng lì, đặc biệt là cái phần nối với nhau, nó sẽ bào phẳng ở hai mặt, nhưng mà cái phần gờ này là không có bào, nó chỉ làm cưa thẳng mà thôi, có vết cưa của nguyên si, thì khi đối với như vậy nó không khít. Nhất là khi nó được cong xuống này có độ vênh khác nhau, thì cái chỗ này sau khi người ta đã dùng đinh để đóng khép vào cái khung bên trong cái sườn của con tàu rồi, thì bây giờ người ta sẽ chẹt chặt trước chép, tức là hành động người ta nêm nó vào. Chúng ta có thể thấy là người ta dùng đục để đục gỗ thế nào, thì khi ta chép chai nó giống như cái đục, nhưng mà nó là không bén mà nó tù, nó giống như cái sống của con dao, nhưng mà nó hơi tròn. Nhưng người ta chàng nó vào, đánh nó vào, đánh đâu đục nó, đánh đâu chép vào nó, cho nên khi nó là thật chặt vào nhau liên tục, nó giống như cái con tàu vò đó, nó cứ nối tiếp với nhau để nó khít về, nó nối nhau khít về đó. Thì chết chai cũng vậy, tôi đã từng làm công việc này. Nó có cái búa riêng, có đục riêng, cái chàng riêng, tùy theo có loại gỗ, chỗ nhỏ chỗ to, cả bên trong bên ngoài nó chám vào nhau. Và người ta khi chám như vậy, người ta không dùng có loại chám bằng hoa học, mà tất cả các loại keo đó đều chế ra từ cây. Nó là tràm, hoặc là cái cây mà tôi gọi là cây sắn truyền đó, là nó có độ dính. Bởi vì các cái gỗ đó nó là cây, thì cái keo cũng phải là cây, từ cây mà ra. Thì khi mà ta ngâm nước thì cùng là nhựa cây, vì chính nhựa cây đã nuôi thân cây, nên khi nó kết vào nhau đó, nó bám với nhau, nó không nhảy ra. Còn nếu dùng hóa học, keo hóa học và dán vào, nó sẽ bong. Bởi vì khi đi xuống nước như vậy, nhiệt độ nó khác nhau, thì cái nhiệt độ giãn nở của gỗ khác, nhiệt độ giãn nở của hóa học khác nhau, nó sẽ bong. Bởi đó là các loại tàu thuyền làm bằng gỗ thì phải che chai bằng nhựa cây mà ra,
mới an toàn, mới được. À, nó cùng một cái chất liệu từ cây mà ra thì sẽ bám với nhau. Đó là cái nguyên tắc. Chữ chết được chép cho cùi bốn trên trong tiếng Hebrew nghĩa đầu từ che phủ, bao bọc, mặc quần áo, đội mũ, che giấu, che đậy, bảo vệ, để khống chế, để kiểm soát, để bù đắp lại những sự đã bị mất, để làm sạch, để thanh lọc, để chuộc tội, để can thiệp, để can thiệp chuộc tội, là một sự hòa giải, sự bao phủ lại bằng keo. Rõ ràng là cái chai này dùng để chết, nó là một cái vật dụng để chết cái miếng gỗ lại với nhau. Nhưng trong thuộc linh, chúng ta hiểu cái miếng gỗ này hình bóng về lời Đức Chúa Trời, và lời Đức Chúa Trời hình bóng về ai? Về thân thể của chúng ta. Như vậy để có thể các cái miếng gỗ này gặp với nhau, nhiệm vụ tác dụng của cái cơ kinh thánh này nó liên hệ đến cái việc này. Nhưng mà khi được nối về miếng gỗ này với cơ kinh thánh này, hai miếng gỗ này, hai lời này đều có tác dụng dạy người ta. Nhưng nó liên kết như thế nào được? Thông qua cái keo. Thông qua cái keo này. Mà cái keo này nó không phải là luật pháp văn tự, mà nó là lẽ thật. Nhờ có lẽ thật mà người ta mới chấp nhận được là nó liên kết với nhau. Thì cái keo này trong thuộc linh thì nó là che phủ, bao bọc, mặc quần áo, đội mũ, che giấu, che đậy, bảo vệ, khống chế, để kiểm soát, để bù đắp lại những sự đã bị mất, để làm sạch, để thanh lọc, để chuộc tội, sự can thiệp để chuộc tội, làm sự hòa giải, sự bao phủ lại bằng keo. Đây không nói về xác thịt, nói về tâm linh. Chúng ta bị mất cái gì? Chúng ta không biết. Bây giờ ông mục sư đứng giảng, ông giảng câu này câu kia, chúng ta thấy ok, thuộc thuộc mà. Nhưng mà có là thật tôi giảng ra, tôi sẽ nói với anh em tôi là thật sau này. Nhưng mà có là thật giảng ra, bây giờ có người bên trong, đó là của mình. Thông qua là thật mà có người bên trong nhận biết được, cũng như là khi ngọn đèn thắp sáng rồi, người ta cái này của tôi. Khi không có lẽ thật, tôi không biết đó là của tôi. Từ khi không có sự sáng, tôi không biết đó là của tôi. Nhưng sự sáng bật lên rồi, tôi biết đó là của tôi. Thông qua lẽ thật đó mà đưa tin, làm chứng cho con người bên trong đó nhận biết cái luật pháp đó là của nó. Cũng như ngày nay, rất nhiều hội thánh ở trên đất này, họ nói là lời cha là thật. Như vậy luật pháp đây là thật. Nhưng mà khi mình giảng lẽ thật một nhận ra, họ không chấp nhận. Ví dụ mình nói là Lê A là con gái lớn của La Bang, Phật. Ý nghĩa của chữ con gái lớn đó rất là thật, người ta không chấp nhận. Tờ ai chứng nhận đó là lẽ thật, cái này không chép. Nhưng mà chúng ta có lời Chúa cho này, Chúa Chúa đã phá cái lỗ của Chúa này. Ta còn có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, nhưng bây giờ những sự đó cao quá sức ngươi. Nhưng mà khi nào thật là thật sẽ đến, thì Ngài dẫn ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ cho ngươi sự sẽ đến. Rõ ràng là Đức Thánh Linh sẽ tỏ ra bên lẽ thật, là điều Ngài đã nghe chúng ta được nghe, chúng ta không hiểu. Bởi vì Ngài tỏ ra biết đó là lẽ thật, bây giờ ta mới tin. Nhưng Ngài nói rõ ràng Thánh Linh đã bày tỏ ra để qua cái tối tức của Chúa. Nhưng mà người mà kêu ngại đó, ông là con người mà sao ông dám nói lẽ thật được? Làm sao tôi tin rằng là Thánh Linh ở trong ông? Thấy chưa thật? Rõ ràng là người chúng ta đã bắt bớ Chúa Giêsu. Ngay cả khi Chúa Giêsu nói là nếu người không tin ta, hãy tin công việc ta làm đúng công việc lành bởi Cha. Người ta là khác, người là người mà người đang nói là người là con Chúa Trời, vì người phản ngược. Rõ ràng Chúa bày tỏ thật, nhưng mà người chúng ta không tin ngại. Bởi vì nó phải có quyền phép của lẽ thật để bày tỏ ra. Nhưng mà để chép chai, tức là để giữ vững được các khe hở này, đối với chữ là, bởi vì nếu không khe hở được không kết nối với nhau, nó thoát, nước nó vào, nó làm đắm. Cũng như là khi một người đạo không hiểu thì ma quỷ thông qua cái khe hở này, người ta không hiểu đâu, nó lừa người ta khi người ta không tin lời Chúa nữa. Nhưng mà thông qua keo thuộc linh, cái chết này, cái động tác chết này, tức là động tác giảng, nó một chất liệu mà là giảng ra thật ra bằng quyền phép của người ta được bày tỏ ra, mà khi người ta được bảo vệ hầu cho người ta tin các luật này của Chúa. Cũng như khi mà tôi giảng cho anh em buổi sáng hôm nay, đã giảng tới 9 đoạn hoàn toàn về tân ước, thỉnh thoảng có dính đến phần cựu ước. Ấy là vì tôi sẽ giảng cho quý vị các phần quan trọng của cựu ước, là sách Sáng Thế Ký, là sách mà Môi-se không hề biết, nhưng mà Chúa tỏ ra Môi-se vẫn tin chép xuống mà thôi. Như vậy nhờ các sách thuộc về phần tân ước, bởi vì người ta luôn luôn tôn trọng phần tân ước và bỏ qua phần cựu ước, nên tôi phải đưa ra những lời của Chúa phán, Chúa Giêsu phán, các tôi tớ của Chúa phán, những gì được Kinh Thánh đã chép, được lặp lại của Hebrew, để biết rằng cựu ước và tân ước đều làm chứng về Chúa Giêsu. Vậy thì khi người ta đã hiểu được rồi, qua 9 trang này rồi, thì bắt đầu từ trang thứ 10 trở đi, những gì tôi giảng về Sáng Thế Ký, nó liên quan đến luật pháp văn tự và lẽ thật, người ta mới tin. Đó là hành động chép, trắng nó vào, là nhét 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 trắng, nhét nhét trắng vào, nhét nhét trắng vào.
bằng quyền phép của Đức Thánh Linh khiến cho các lời đó dính vào đây, nó kết nối lại nhau thông qua quyền phép mà chúng ta hóa ra là cái này đã có từ trước rồi, bây giờ được nhắc lại mà thôi. Trong sách Trình Đạo nói chẳng có gì mới tránh mặt trời cả. Điều gì người ta tìm thấy mà nói mình thấy là có từ trước rồi, ta được đặt tên rồi. Như vậy, chiếc đây là động từ, hành động để chiếc chai. Mà chiếc chai đó trong tiếng Hebrew có nghĩa là chất keo dùng làm vỏ bọc bên ngoài một vật gì đó. Gốc của nó có nghĩa là giá của sự sống, giá của cuộc đời, giá chuộc, làm cho thỏa mãn, làm cho vừa lòng, sự làm xong nhiệm vụ, sự trả xong món nợ. Làm thế nào để môn đồ của Chúa có thể tin rằng những gì mà Chúa Jesus phán đó là lẽ thật? Bởi vì Ngài đã phán rằng chính Ngài đã vâng giữ các mệnh lệnh của các điều răn của Đức Chúa Trời và cho ở sự yêu thương Ngài. Ta nói cho ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong ngươi và sự vui mừng ngươi được trọn vẹn. Và Chúa phán rằng các ngươi sẽ buồn lòng. Thế ta không thấy ta nữa, nhưng mà các ngươi sẽ thấy ta. Nhưng mà các môn đồ Chúa nghe nói thì buồn lắm, không vui. Cho đến khi Chúa phục sinh, lời Chúa nghiệm rồi, bây giờ họ mới tin. Đây là cái chai, trả xong món nợ. Chúa đã phán trước rồi, Chúa đã chết rồi, Chúa chết chai rồi, dính vào rồi. Thông qua Chúa Jesus Christ mà luật pháp ban tự được Chúa bày tỏ ra còn quyền năng đến tận bây giờ. Và thông qua sự sống lại của Chúa Jesus, bây giờ các môn đồ của Chúa và người ta mới tin rằng ô cảm ơn Chúa, luật pháp ban tự đó là hàng còn. Trong đó có sự sống, có sự sáng, đó là lẽ thật. Thông qua Chúa Jesus, thông qua cái chai, nó tình yêu thương luôn trời ban cho chúng ta đó mà người ta tin. Bởi đó khi chúng ta đứng giảng lời Chúa mà chúng ta không có sự sống lại của thân thể, chúng ta không có sự phục sinh của tâm linh mình, chúng ta không giảng được. Bởi vì Chúa Jesus đã giảng môn đồ Chúa và Ngài đã biết rằng họ không tin Ngài, cho nên khi Ngài sống lại sẽ được ứng nghiệm. Chúa phải đi tìm môn đồ mà. Họ trở về nhà, Chúa đến tận nơi, Chúa gọi về. Họ đến cái, Chúa gọi họ trở lại. Thông qua sự sống lại của Chúa rồi, bây giờ họ mới tin lời Chúa nói là đúng. Như vậy hành động chép chai này chỉ có thể người ta chứng nhận khi con tàu đó hạ thủy rồi, nó lên đây, nó nổi lên, không chìm, bây giờ cái chai của ta dùng. Vậy nếu ta giảng lời Chúa mà ta để thân thế này không được Chúa ta khỏi chủ được còn pháp. Nếu ta giảng lời Chúa mà không có quyền phép của thánh để giải cứu ta khỏi lục của ma quỷ, đuổi quỷ, chữa bệnh, chữa lành người ta, thì người ta đâu tin gì chúng ta giảng là đúng. Nó phải có quyền phép, một quyền phép đó được thực nghiệm, bây giờ người ta mới tin. Chết chai đây rồi, nó được thực nghiệm khi con tàu đó được nổi lên này và nó không chìm, thì bây giờ người ta mới tin. Như vậy chúng ta vừa học được chưa, chết chai nó động từ che phủ, bó bọc, mặc quần áo, đội mũ, che dấu. Đây không phải là danh từ, không phải tính từ, là động từ. Tôi đội mũ cho con. Đội mũ thuộc linh nó là cái gì con? Tôi trả về sự cứu chuộc. Tôi trang bị cho tâm trí của con kiến thức, tri thức, sự hoan công sáng, bằng chứng về Chúa Jesus Christ, bằng chứng về chính chức vụ của tôi. Vậy tâm trí con được đội mũ cứu chuộc. Trong sách Ephesians đoạn 6 nói này, mạo cứu chuộc. Đầu tôi biết tôi được chuộc rồi. Và đây tiếp nữa là bao bọc, mặc quần áo. Mặc quần áo là cái gì? Nếu tôi chỉ trang bị cho con một phần của cái áo thôi, cánh tay, hoặc vào đám phía trước, hỏi cổ này, nó phải là cái áo. Cái bài giảng của tôi được Chúa ban ơn cho đó, tôi mặc cho con hoàn toàn chiếc áo, chính xác cả bên trước, bên sau, hai bên. Tức là sách này sẽ phải liên tục với nhau, kết nối với nhau, hoàn chỉnh. Như vậy, tôi mặc cho con, ví dụ như, xây lại Bách Thành, Jerusalem, xây lại thờ, Đức Giê-va. Ví dụ đấy, như vậy, cả sách đó, chúng ta được mặc lại về thế nào đền thờ, thế là Bạch Thành, thế là thân thể, thế là tâm linh. Nó là hai cái sách đó, rồi sách Sáng Thế Ký, rồi sách Quốc Đô Trời, rồi sách Răng, rồi sách Ma Thư. Tức là như chiếc áo được mặc lại hoàn chỉnh. Không phải như ngày nay người ta muốn giảng kiểu gì thì giảng. Người ta bỏ qua tất cả mọi nguyên tắc của Kinh Thánh. Họ thích giảng bài gì thì giảng. Như vậy là người ta tự vẽ lên. Hôm nay thì màu tím, ngày mai màu xanh, ngày kia màu hồng, tí nữa là màu đen. Chẳng biết ông vẽ cái gì. Đây phải là mặc lại, đây phải sửa lại đường lại cho người ta ở đâu. Bởi vì ta không hiểu nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Tiếp nữa là che giấu, che đậy, bảo vệ. Ủa, che giấu cái gì? Che giấu cái gì? Tình yêu thương khỏa lấp vô số tội. Sự khỏa lấp đây có nghĩa là gì? Khi con không phạm tội. Rõ ràng con có phạm tội. Mà quỷ định kiện con, nó vượt đến trước mặt Chúa trước khi kiện thì nó bảo, xong rồi con, người đó ăn năn rồi. Thông qua là thật người đó ăn năn rồi, mà quỷ không kịp kiện đó. Vừa đến trước mặt Chúa thì cái tờ khế đó bị phá hủy. Bởi vì không qua là thật người đó ăn năn tội lỗi. Qua chức vụ của người xây nhà thiêng liêng đóng chiếc tàu mà người tin Chúa được sạch tội lỗi mình, che đậy, tức là gì? Không còn tội nữa. Rõ ràng người đó có tội, tôi không bao che nó, tôi không giấu nó đâu, nhưng mà tôi khiến nó
như được giấu vậy. Rõ ràng là Satan tin thấy nó có tội mà sang ra đi kiện thì người báo là nó ăn năn rồi, mày ơi hết rồi, không còn gì nữa, trả xong món nợ rồi. Thế chứ là thông qua lời Đức Trời mà chính lời Chúa hàng ngày gánh cái nặng của chúng ta như vậy đó, che giấu chúng chết đây, hành động giảng lời Chúa để khiến người ta hiểu được lẽ thật mầu nhiệm, bảo vệ để khống chế, để kiểm soát. Khống chế bằng cái nào? Tôi không dùng lời đe dọa để bắt con sợ hãi phải đến điện thờ trong điện thờ của Đức Trời trong ngày Sa-bát, không, bằng lẽ thật. Mà con biết con là con cái Đức Trời, mà con biết rằng trong ngày này tôi được mặc lại, trong ngày này tôi được Chúa chỉ để tôi biết cái sai và nhờ đó tôi ăn năn để tôi được sạch tội, và trong ngày đó Chúa mặc lại cho tôi, Chúa khi tôi được thấy như vậy là chính ngày đó không ràng buộc tôi mà lôi kéo tôi đến với Ngài. Thế chứ chính tình yêu của Chúa kéo ta đến với Ngài, không phải bởi lời dọa dẫm mà tôi sợ không dám đến, mà chính là lời của Chúa và tình yêu của Chúa kéo ta lại với Ngài để khống chế, để kiểm soát. Rõ ràng là lời Chúa có quyền năng, vì lời Chúa chỉ chúng ta biết tội lỗi. Ở Việt Nam thì không có đề rõ giá tiền bị phạt đâu, như ở bên Canada hoặc Hồng Kông tôi đã từng ở đó, thì đến trước khi cầu thang máy đó, người ta để cái biển cấm bên ngoài là không hút thuốc lá, nếu hút thuốc lá bị phạt 5.000 hoặc là tù giam 10 ngày. Nó để rõ ngày đó luôn, người ta nhìn thấy rõ tiền đó, xót ruột quá, không dám hút thuốc lá. Rõ ràng là có một quyền năng siêu nhiên bởi luật pháp quy định, mà tự người ta để kiềm chế bản thân mình. Lời của Chúa có tác dụng để bù đắp lại những sự đã bị mất. Thông qua lời của Chúa bày tỏ ra mà chúng ta biết chúng ta đã bị mất cái gì, tức là tâm linh đã bị mất và chúng ta được nhận lại. Mình thông qua lẽ thật, chết đây là hành động mà ta dùng bằng tay, mà tay đó bằng cái một miệng của người ta được công bố rằng để làm sạch, để thanh lọc, để chuộc tội. Luật pháp chỉ của ta biết tội lỗi, bởi qua hành động giảng lời Chúa bằng luật pháp đôi trời cho người ta mà ta biết được hậu quả của tội lỗi như thế nào, và người ta bởi khả năng phi biệt thiện ác bắt đầu được thiên linh sử dụng nhắc nhở để người ta không phạm tội nữa bằng cách ăn năn tội lỗi mình và làm theo lời của Chúa. Sự can thiệp để chuộc tội, làm sự hòa giải, sự bao bọc lại bằng keo, thì rõ ràng là chúng ta thấy lời của Đức Trời mà lời Chúa hình bóng về Chúa Giêsu thân thể của Ngài, mà thông qua hành động chết, tức là hành động của tôi tới Chúa giảng lời Chúa rằng để khiến ta nhận biết luật pháp Đức Trời và nhận biết chúng ta ra từ Chúa, mà thông qua sự biết được ta ăn năn tội lỗi, chúng ta được làm hòa lại với Chúa Giêsu đã đấng tạo đến chúng ta, vì chúng ta ra từ Ngài và chúng ta được làm hòa lại với Ngài. Còn chữ chai chúng ta đã biết đó là ngọn của nó là chất keo dùng làm vỏ bọc bên ngoài và gì đó, nhưng mà lẽ thật đó là giá của sự sống, giá của cuộc đời, giá chuộc làm cho thỏa mãn, làm cho vừa lòng, làm xong nhiệm vụ, sự trả trong món nợ. Ví dụ khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta thắc mắc làm sao mà tôi biết được khi tôi ăn năn thì tôi được cứu, vì người ta căn cứ trong phần tân ước. Nhưng mà thông qua lời của Chúa trong phần cựu ước, khi người ta giảng người ta nghi ngờ, tôi dùng một đoạn kinh thánh là Lê Vị Ký 25, tôi giải nghĩa ra thì qua bài giảng của tôi đang chết chai, nhờ cái chai để được gắn kết lại giữa tân ước và cựu ước. Bây giờ người ta hiểu lẽ thật rồi, người ta được giải phóng rồi, không nghi ngờ nữa, và bây giờ người ta làm xong nhiệm vụ của mình là tôi trở lại cùng Chúa, tôi phục hồi là quyền làm con kế tự Đức Trời. Như vậy cái chất chai đây nó có cái tác dụng khiến ta được làm hòa lại với Đức Chúa Trời, trả xong món nợ. Rõ ràng đây nói về Chúa Jesus Christ, nhờ Ngài mà chúng ta được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Ngài đấng trung bảo giữa loài người với Đức Chúa Trời. Như vậy lời của Đức Chúa Trời, cả luật pháp văn tự và lẽ thật đó hiệp lại với nhau, sẽ ghép lại lời của cựu ước và lời tân ước thì là một lại, như các ván của con tàu được ghép lại với nhau vậy. Chứ bề trong chép cho câu 14 trên trong tiếng Hebrew nghĩa là nhà, chỗ ở, quán trọ, nhà thờ, nơi ở núp để xây dựng lại, để làm cho vững chắc, để được duy trì, để sửa chữa, để sinh sản con cái. Thì chữ bề trong này nó có hai từ bayit và bana, nó ghép lại với nhau là một, thì thuộc thể đó là nhà, chỗ ở, quán trọ, nhà thờ, nơi ở núp, nhưng mà gốc của nó là để xây dựng lại, để làm cho chắc chắn, để được duy trì, để sửa chữa, để sinh sản con cái. Bề trong con tàu đó, bề trong của nó là cái gì? Ví dụ tôi đọc cho anh em, đây là bản kinh thánh này, tôi đang đọc lời Chúa, đây là lời bề ngoài, đây bản tự bề ngoài. Nhưng khi tôi giải nghĩa bề trong, bản nào bề trong tức là lời Đức Trời, thì bây giờ khiến cho tâm linh ta được sanh trở lại và bắt đầu sanh sản con cái, không phải xác thịt mà tâm linh. Như vậy cái chức chiết chai bề trong và bề ngoài, tức là hành động tôi giảng lời Chúa, cả bên ngoài là văn tự
và bề trong là thuộc về sự giấu kín, đó là lẽ thật. Chết chai, cái chết chai này không phải là chỉ nói bình thường, mà cả bề trong bề ngoài các phòng đó cùng toàn bộ cái vỏ tàu, chết toàn bộ. Chứ bề ngoài là bên ngoài, phía ngoài ở ngoài là tiếng Hebrew. Như vậy, hành động chết chai đây là hành động công bố lời Đức Trời, cả luật pháp văn tự và luật pháp của Thánh Sự Sống. Bởi vì chính cái chất keo đó có cái tác dụng để khiến cho tất cả các cái vết nứt này đối nhau lên được kín trở lại, hầu cho khi mưa từ trên cao xuống nước tạt vào trong tàu, nó không thể ngấm vào trong được, nó chảy ra ngoài. Bởi vì con tàu bao giờ nóng cái chiều khung cao này, nó dốc ra bên ngoài, nó nghiêng kiểu nào cũng thế thôi, mà đứng thẳng cũng vậy, lúc nào cũng dốc, thì mưa xuống nó trào ra ngoài, trào ra ngoài thì biết là không tràn vào trong được. Như vậy khi con tàu được hạ thủy thì con tàu càng to chở càng nặng, thì sức ép của nước đối với vỏ con tàu càng lớn, nó tương ứng với trọng lượng của con tàu, tức là tỷ lệ thuận. Tàu càng to, sức ép của nước đối với con tàu càng lớn. Nhưng mà nhờ có chai bên ngoài và bên trong, nếu chiếc chai ở bên trong nó sẽ tẩy, nhưng mà bởi chiếc chai bên ngoài thì nó tẩy cái chai đó càng vào sâu hơn, để cái nêm của nó càng vào sâu hơn, càng chắc. Như vậy là con tàu luôn luôn vững vàng. Bởi cái đó là khi chúng ta giảng lời Chúa, chúng ta phải giảng thật kỹ lưỡng, thật chính xác, hầu cho không có kẽ hở nào để ma quỷ thể lên lỏi vào đó để gây sự dò dỉ, hay khi người ta nghi ngờ lời Đức Trời. Chết chai là như vậy. Theo nguyên tắc chế tạo tàu, thuyền hoặc tàu đi biển hay sông hồ, thì các khoang của tàu, thuyền, từ vỏ tàu, thuyền cho đến các khoang của chiếc tàu, chiếc thuyền đó đều phải được chết chai để ngăn cản sự dò dỉ nước từ bên ngoài vào, là sự gây nguy hiểm cho chiếc tàu, chiếc thuyền đó, vì sức ép của nước đối với vỏ con tàu tương thích tỷ lệ với trọng lượng của chiếc tàu đó. Trong nghĩa thuộc thể, chai được chép đây là một loại vật liệu đặc biệt. Trong các thời cổ đại cho đến tận kỳ cận đại này, khi người ta chế tạo các loại tàu, thuyền bằng gỗ, đều biết sử dụng các loại lá cây hoặc vỏ cây có nhựa dính để lấy nhựa từ các loại đó mà làm nhựa chai. Tùy theo chỗ của con tàu mà người ta dùng chai đặc hay lỏng hơn để chép vào các tấm gỗ ván đó được chép với nhau, cùng phủ lên các lỗ đinh đóng ghép vào các lỗ ván đó để bảo vệ gỗ cũng như bảo vệ cái đinh sắt không bị hoan gì bởi nước thấm. Ở trong đây không nói về cái đinh, nhưng mà chắc chắn phải có đinh. Các ván được đính với nhau như vậy đó, thì người ta khoan một cái lỗ ở đây, khoan lỗ ở đây, nhưng mà cái đinh nó là cong, nó cong như thế này này, quý vị. Nhưng mà khi tới đưa đóng ở đây thì nó theo chiều cong, ta khoan một lỗ, khoan tạm đến đây thôi. Thì khi đóng vậy thì đến đây sẽ xuyên vào bên dưới này, như vậy hai cây gỗ này nó xuyên vào đây, nó nới vào đây. Và khi đóng vào rồi, người ta đóng sâu lõm hẳn vào bên trong, không lồi ra ngoài đâu, và có lỗ bên trong để đút được cái nửa đầu ngón tay này. Bây giờ người ta phải chét chai phủ bên ngoài này, tôi thật kín đi, hầu cho nước không có thể làm dỉ cái đầu sắt này, bởi vì khi sắt đã dỉ nó phá bung gỗ ra. Như vậy thì tất cả cái sự kết dính của các tấm gỗ đó đều được chét chai, cũng có thể như vậy. Để giảng một bài giảng có tác dụng giữ vững đức tin của người tin Chúa, thì các đoạn kinh thánh, các lời của Chúa được chép trong kinh thánh, các đoạn khác nhau, các sách khác nhau được kết lại đều phải có tác dụng của sự chép trai thuộc linh bằng quyền phép của Thánh Linh và hiệp với là thật, tức là thước đo đồ thẳng, các chỉ mối cùng cỡ, cùng kích thước, cùng vật liệu, cùng mục đích, cùng giá trị, thì khiến người ta tin được. Bởi vì nếu mà con tàu chỉ đóng có một nửa con tàu, được đầu hoặc đuôi hoặc nửa thân rồi, đi nó sẽ chìm. Cũng thế đấy, bài giảng mà không đầy đủ ý nghĩa, nó sẽ hư, nó sẽ mất tác dụng. Bởi đây ngày nay rất nhiều bài giảng của vị mục sư giảng ra là tôi có thể bắt bẻ làm đổ luôn. Dù anh giảng đúng theo nghĩa của anh, nhưng mà tôi có thể dùng các câu hỏi, cái này không bảo vệ được, bởi vì anh không có các sự lăn léo để bảo vệ nó. Người ta dùng một câu kinh thánh thôi, đưa ra không được, nó phải có đoạn này, đoạn kia, giảng bối thì giảng bối, làm cho vững đạo là như vậy. Trong nghĩa của chữ chai, gốc của nó là vật liệu được dùng để chép cái nối gỗ, nghĩa của cái tấm ván chiếc tàu đó có nghĩa là chất keo dính dùng làm vỏ bọc bên ngoài gì đó, là giá của sự sống, là giá của cuộc đời, là giá chuộc, làm cho thỏa mãn, làm cho vừa lòng, làm xong nhiệm vụ, trả xong món nợ, là bóng về sự yêu thương của Đức Trời được tỏ ra qua sự con một ngài là Đức Chúa Jesus Christ, danh ngài được xưng là lời Đức Chúa Trời. Trong thực tế, những chiếc tàu hay là những chiếc thuyền được làm bằng gỗ là từ các tấm ván được xẻ ra từ cái gỗ mà người ta chọn để đóng thuyền, mà tiêu chuẩn của loại gỗ đó là phải chịu được nước, không bị mọt, không bị mối, tức là loại gỗ mà giống như ở Sài Gòn chúng ta là có loại gỗ dầu,
Nhưng mà loại đó không đóng thuyền được vì nó giòn hay gãy, mà có loại cứ thớ dọc, dai, dẻo và có nhựa. Đặc biệt đó, ít nhất là cái loại gỗ đó là phải được chìm trong nước. Nếu tàu đi biển phải được chôn dưới bùn của nước biển đấy, ít nhất là 2 năm. Nó khiến nó không có con mối con mọt nào hành động như nó cả. Và nó ngấm vào rồi thì khi đưa lên như vậy, họ để đất ra rồi xanh dơ để khô. Bây giờ người ta mới xẻ ra là đóng luôn. Và khi người ta làm như vậy đó thì bởi vì con tàu sẽ được uốn theo cái chiều cong của nó, thì vì cái loại gỗ đó được ngâm xử lý qua bùn trong 2 năm rồi thì nó không gãy nữa, nó không mục nữa. Bây giờ người ta uốn nó bằng lửa để tạo với nhau. Nhưng mà khi Đức Giê-va mặc lệnh cho Noe đóng con tàu này thì cái gỗ phe này chắc chắn phải là gỗ có nhựa. Nó có nhựa bởi vì khi xưa người ta xây nhà đó, người ta không làm nhựa đường như chúng ta có ngày đâu, nó dùng chai để chiết thì nó làm một cái nhựa có loại cây. Nhưng mà đây chúng ta nói là cái cây này là phải cây có nhựa mà khiến nó không gãy, không mục, không hư và có thể uốn được để đóng chiếc tàu này. Mà Noe khi mặc lệnh được rồi là ngày cùng các con trai của mình là cắt hạ cây trên rừng xuống là xẻ luôn để đóng con tàu này. Như vậy chắc chắn nó phải là cây có nhựa, giống như là cây bách hoặc là cây tuyết tùng, là cây hương nam có mũ nhựa của nó. Người xưa gọi mũ nhựa đó là có nhựa bên trong, nó có thể chống được cái sự rò rỉ của nước bên ngoài vào. Khi người ta đóng tàu hay đóng thuyền, người ta sẽ ghép và giữ cái tấm ván đó có cùng độ dày, cùng loại gỗ lại với nhau bằng đinh sắt. Và tại các điểm ghép đối này, người ta sẽ chiết nhựa chai có độ dính với độ bám dính bền chắc. Và như vậy, người ta sẽ không thể dùng hóa chất như chúng ta có ngày nay, mà sẽ dùng một nhựa chai bởi vì chính cái gỗ tiết ra. Vì cùng là chất liệu từ gỗ, lên keo sẽ bám lại với gỗ. Và vì là trừ ra từ gỗ, lên cái độ giãn nở với nhiệt độ tương ứng nhau. Cho nên ngày hôm nay nếu người ta chế tạo các vật liệu khác nhau để ghép lại với nhau thì bởi tính chất của các vật liệu đó khác nhau, nhiệt độ thay đổi có thể là vênh hoặc nứt đứt gãy vì không cùng nhiệt độ. Ngay cả người ta vá hai miếng vá lại với nhau mà miếng vá mới với cái áo trước cũ nó giằng nhau, nó sẽ co lại, nó rách. Thế là phải cùng một chất liệu, cùng một thời kỳ, cũ là cũ, mới là mới, còn nếu không sẽ giằng nhau mà hư mất đi. Thì gỗ cũng vậy, chất chài cũng vậy. Chúng ta đang nói về thuộc thể liên quan đến thuộc linh. Nếu như cái chai đó không phải đến từ cây, cũng như là cái bài giảng đó không đến từ Đức Thánh Linh mà đến từ con người, nó sẽ vênh. Nga sử dụng hai đoạn kinh thánh khác nhau ở hai thời kỳ khác nhau mà ép lại bằng cái sự chi không của xác thịt con người, vặn vẹo nó để khi người ta tin như vậy đó, nó sẽ bung. Khi nào nó bung? Gặp thử thách, khi gặp hoàn nạn, khi người ta áp dụng cái điều đã được nghe giảng đó, nó không đúng, nó thất bại. Nhưng nếu như người ta sử dụng hai đoạn kinh thánh khác nhau, hai thời kỳ khác nhau, hoặc cứu ước, hòa thuận lại với nhau, nhưng có lẽ thật, thì nó bền chắc lại rồi, thì trong hoàn nạn, nó vẫn thắng được, ma quỷ không thể bẻ được. Thôi sẽ chứng minh cho quý vị trong cái đoạn sau đây. Trong nghĩa thuộc linh, gỗ gô phê là bóng về luật pháp của Đức Chúa Trời, mà tác dụng của luật pháp đó là chỉ cho người ta biết tội lỗi. Và như vậy, luật pháp gián tiếp ngăn chặn tội lỗi xâm nhập vào sự sống của những người nào tin nhận luật pháp của Đức Trời. Cách bày giảng lời Đức Trời mà lời Đức Trời là luật pháp của người, không chỉ dùng lời Chúa trong một câu hay một đoạn, nhưng phải sử dụng các đoạn kinh thánh trong các sách khác có liên quan đến chủ đề của bài giảng. Tức là một chút chỗ này, một chút chỗ kia, với mục đích để trang bị mặc lại cho tâm linh và xác thịt của người ta những sự mà người ta đã bị thiếu mất bởi tội lỗi của Adam. Và luật pháp của Đức Trời cũng chỉ cho người ta biết tội lỗi mà người ta đã phạm và đang còn đồn lũy ở trong cuộc đời của người đó, giúp ta nhận biết hậu quả của tội đó với sự sống lại của tâm linh mình, cũng như biết tác dụng của việc ăn năn xưng ra các tội lỗi mình ở trước mặt Đức Trời, hầu cho tội lỗi được bồi xóa, được Đức Trời tha thứ. Vậy để người tin Chúa có thể thấu hiểu được giá trị của luật pháp của Đức Trời cách trọn vẹn, thì người giảng lời Đức Trời cần phải sử dụng lời Chúa chấp trong các sách khác trong người thánh, là giềng mối thêm giềng mối, có cùng sự sáng, cùng ý nghĩa, hàng thêm hàng, để giúp cho người tin Chúa có sự hiểu biết đúng và đủ chân giá trị của luật pháp, hầu cho bạch quỷ không thể lừa dối người ta hay là khiến người ta hiểu sai về ý nghĩa của lời Đức Trời. Cho nên ngày hôm nay người ta nói Đức Trời ba ngôi, ở trong Cựu Ước không hề nói một tí nào về ngôi cả, chỉ có Ê-sai thấy ngài ngồi trên ngôi cao sang Đức Trời mà thôi. Hồi đó chưa có nói về Chúa Giê-xu mà chỉ nói tiếng phán của ngài mà thôi, có nói lời của ngài vậy thôi. Và thần của Đức Trời, vậy thì thần của Đức Trời là ai?
Bởi vì ta không đọc dứt khoát toàn bộ kinh thánh để làm chứng về Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu làm chứng về Đức Giê-ba. Do rằng Chúa Giêsu phán rằng Cha ta tôn trọng hơn ta. Nhưng vậy mà khi Chúa cảm động bởi Đức Thánh Linh, Ngài ngợi khen Đức Chúa Cha. Ngài nói được chính Đức Thánh Linh là Đức Chúa Cha. Bởi đó mà Chúa Giêsu nói: Ai phạm đến con người thì được tha, ai phạm đến Đức Thánh Linh đời này đến đời sau không được tha. Với Đức Thánh Linh là ai? Ngài là thần của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì chúng ta tôn trọng thì gọi là Đức Thánh Linh, Holy Spirit, thần thánh khiết. Nguyên văn là thần thánh khiết. Đức Trời là thần, God is Spirit, tức là Đức Trời là thần. Nhưng vì Ngài là đấng thánh của Israel nên gọi thần của Trời là Thánh Linh. Danh của Đức Thánh Linh là Đức Giê-hô-va, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngài là thần, như vậy chính Ngài là Đức Giê-hô-va, Ngài là thần, và chính Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va tỏ chính Ngài là, và như vậy lời của Chúa, tiếng phán của Chúa nói rồi, nên khi sống đó Ngài dùng con của Ngài. Khi xưa Ngài dùng tiếng của Ngài phán, rồi dùng các tiên tri của Ngài nghe tiếng Ngài nói lại. Nhưng vậy sau đó Ngài dùng con Ngài, Ngài dùng lời của Ngài để trực tiếp cho người ta thể này, để làm chứng về Ngài, là làm chứng về thần mà người ta không nhìn thấy. Người ta thắc mắc, bản tin điện dịch sai. Khi ta đi thì ta sẽ xa ngày đến của, nếu Đức Trời là Đức Thánh Linh, Đức Cha làm sao ngày dài được Cha? Vì Chúa là Cha ta, tôn trọng ta. Nhưng mà nguyên văn là khi ta đi thì ta sẽ gửi Ngài đến, hay là khi ta đi thì Ngài sẽ rời khỏi trên đó mà xuống đến với các ngươi. Đó là cách diễn đạt để cho người ta hiểu mà thôi. Cũng như Peter đây nói là khi Ngài đi rồi Ngài đổ thân Ngài xuống, Ngài nước sao? Đúng không nào? Tại vì xuống bất ngờ nên ta dùng từ đổ, nó giống như một cách hành phạt bất ngờ mà ta Thánh Linh là nước sao mà đổ. Chúng ta là trong Đức Chúa Trời, Ngài là thể khí thể gió. Chúa nước ta ở trong một vật, ta làm mọi sự và ta làm mọi sự. Rõ ràng là tất cả mọi sự đều ở trong Đức Chúa Trời. Thần của Chúa ở khắp mọi nơi, ở đâu có không khí ở đó có Ngài. Trong nước có không khí, dưới đáy biển có không khí, trong âm phủ có không khí, trong hoàng ngục có không khí. Ngài có ở cả mọi nơi, không có điều gì có thể thoát được khỏi sự biết của Đức Chúa Trời. Khi nói Đức Chúa Trời là nói thần linh, chính Chúa Giêsu phán Đức Chúa Trời là thần. Ai thờ phượng Ngài phải thấy tâm thần và thần mà thờ phượng Ngài. Mà đó thật là Đức Thánh Linh, Đức Thánh là lời Đức Chúa Trời là một. Nhưng mà ta không hiểu đó là Đức Trời ở trong ba thần vị, ở Đức Trời trong ba thần vị. God is three person. Họ không biết, chúng ta không trách họ bởi vì trong cơn tối tăm. Nhưng khi đến sự sáng rồi mà ta đứng ở trong tâm mà nói thì càng sai nữa. Phaolô nói khi ta còn là con trẻ tôi nói như con trẻ. Nhìn người ta lớn rồi tôi nói cách người lớn chứ, không nào? Ở đây Chúa đang nói chúng ta về việc đóng con tàu này. Ở trong con tàu đó, mà khi nói con tàu là nói về hội thánh, mà nói về thánh không nói về cái nhà thờ và vật liệu, mà nói về những người được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Christ và được đến thánh bởi Đức Thánh Linh. Như vậy những người đó ở trong hội thánh là hội của những người được đến thánh bởi Chúa Christ và bởi Đức Thánh Linh. Vậy thì nó giống như con tàu, tất cả người và trong hội thánh của Đức Christ phải được cứu bởi huyết của Chúa Christ, hay là được đào tạo bởi lời Đức Trời. Khi họ vào trong hội thánh của Chúa là họ được dạy dỗ bởi lời Đức Trời cùng một sách Kinh Thánh. Các sách trong Kinh Thánh đó dù là 60 sách hoặc cứu ước hoặc thứ nước nhưng đều cùng một mục đích, và người xây nhà hay là người đóng tàu đều phải chết chai bề trong và bề ngoài kết nối lại với nhau rồi, và phải dùng cái sức mạnh của Chúa ban cho mình giảng lời Chúa, có sự cẩn thận chi tiết hiểu biết hầu cho những người đó hiểu lời Đức Trời. Vì ngày hôm nay người ta đại đa số là giảng về phần tân ước, không ai dám giảng cựu ước cả. Nếu có đọc Thi Thiên một chút xíu thôi, còn lại không dám giảng phần cựu ước. Như vậy thì làm sao có thể đóng con tàu được? Họ đóng cái đuôi mà không có cái mũi à? Họ đóng cái lườn mà không có cái nắp bên trên sao? Bởi vì đó này, họ không hiểu được lời của Đức Chúa Trời và không có chết chai. Cái chết chai có nghĩa là khiến cái ma quỷ không tìm được cái chỗ khe hở nào để có thể xâm nhập người ta và khiến người ta đắm chìm được. Vì con tàu được đóng chết chai rồi, khi thả xuống là nó nổi. Rồi chúng ta sau cái phần sau khi con tàu được hạ thủy rồi, nước lớn lên dày họ sẽ nổi như thế nào. Thì ở đây chúng ta đang nói về vật liệu xây dựng và cách thức để làm con tàu này. Trách nhiệm của người đóng tàu cũng như là thợ xây nhà thiêng liêng, tức là nhà thuộc linh, thì cũng giống như là thợ đóng tàu vậy. Thợ có sự biết về cấu trúc của cái nhà. Người ta không thể xây một cái nhà mà không có bản thiết kế. Nếu ta xây nhà không có bản thiết kế, làm thế nào mà ta có thể xây được theo ý muốn của chủ nhà? Phải có bản thiết kế, và ta phải giữ đúng theo cái bản thiết kế đó. Thế thì cũng như là khi người ta gấp cái miếng ván lại, ta phải có đinh ghép lại và chiết chay về trong bề ngoài.
thì người ta xây nhà cũng vậy, phải có cái vữa rồi keo hoặc xi măng hồ để kết dính các cái viên gạch lại với nhau cách chắc chắn. Thì người giảng cũng phải có cái loại trang đặc biệt để kết nối các cái bài giảng của mình, kết nối những cái đoạn kinh thánh mà mình dùng đó để bảo vệ được cái mục đích của bài giảng. Ví dụ cái bài giảng nói về sự cứu chuộc thì kinh thánh nói về sự cứu chuộc từ khi nào? Theo con thì kinh thánh nói về sự cứu chuộc từ khi nào? Ngay từ khi Adam và Eva bị loa lổ, Chúa đã ra thú để mặc lại cho họ. thấy chưa? Chúa lấy ra thú mặc lại áo choàng, làm cho áo choàng mặc cho lại cho Adam và cho Eva. Và Ngài cũng nói luôn là dòng dõi người nữ sẽ dày đặt đầu con rắn. Dòng dõi mày nghịch lại dòng dõi của người nữ, mà dòng dõi người nữ sẽ dày đặt đầu mày, còn mày sẽ cắn cắp chân người. Ngay từ lúc đó Chúa đã phán rồi. Chúng ta phải hiểu lời của Chúa đã có từ trước rồi. Vậy chúng ta phải có lời đó. Bây giờ biết nói đến xuất hiện từ cái đoạn 12. Nếu người nào ăn thịt trên con đó phải lấy huyết bôi trên mày cửa của nhà ăn thịt trên con đó. Trong đêm của lễ vượt qua ủy diệt tổ đoạn 12 đó thì nói về sự cứu chuộc. Trong đêm đó cái giá cứu chuộc dân Israel đó là các con trưởng nam từ vua cho đến Israel của các con vật của thứ ủy diệt tổ đó là phải bị giết. Đó là giá cứu chuộc Israel ra khỏi sự ủy diệt tổ. Nó từng bước một ta sách này sách kia. Như vậy qua lẽ thần mầu nhiệm đó mà chúng ta có thể khiến người ta tin được cựu ước và phần thừa đức lại là một, và bây giờ người ta chấp nhận. Vậy thì khi mà đã dùng lẽ thật bày tỏ rồi, người ta vững tin rồi, ma quỷ có thể len vào để mà lừa dối người ta được nữa. Cũng như tôi đã giảng về lời Chúa về Đức Thánh Linh và Đức Giê-hô-va cũng như Chúa Giê-su đó là một. Nếu có Đức Chúa Trời thì phải có lời, nếu không có lời làm sao người ta biết Ngài và thờ phượng Ngài? Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Và người ta hỏi là thưa mục sư, Chúa Giê-su đã phán là hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho. Thế bạn ạ, bản tin định dịch ngược rồi. Chúa Giê-su đã mang lệnh cho các môn đồ của Chúa sau khi họ đã nhận được quyền phép từ trên cao, họ làm cái việc là gì? Phép báp têm họ vào trong uy quyền bổn tánh của Đức Cha và Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Vậy thì Đức Thánh Linh là ai? Không thể tách Đức Trời làm hai lần, Đức Trời là thanh và danh của Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khi nói Đức Chúa Trời là có cả thần linh và lời, nhưng mà vì Ngài nói là ta là Giê-hô-va Đức Trời của các ngươi, như vậy Đức Trời có một, mình nghe là thần nên không thể có thánh linh tách ra khỏi được. Thánh linh không phải là một tâm vị, thánh linh là Đức Chúa Trời, vì Ngài là Spirit, Holy Spirit, tức là thần thánh khiết, và Đức Giê-hô-va được gọi là đấng thánh của Israel, như vậy không thể tách thánh linh ra khỏi Đức Chúa Trời được, là một. Nhưng mà tại sao chúng ta phải bắt tên họ? Chúng ta bắt tên vào trong danh của Đức Giê-hô-va Đức Cha nhé. Chúng ta bắt tên họ vào trong quyền phép của Đức Thánh Linh, có phải là uy quyền của Đức Thánh Linh không? Chúng ta không, Đức Thánh Linh không phải là một danh. Đức Giê-hô-va có danh, Chúa Giê-su có danh, danh đó là con của Đức Giê-hô-va, và con Đức Giê-hô-va đến làm chứng để Đức Giê-hô-va. Có Đức Thánh Linh có danh không? Không. Ngài là Giê-hô-va rồi, thật có thể đặt tên cho Ngài là gì nữa? Không thể nói là thần, thần không phải là danh. Thần sự biệt ra rồi, thần không phải là danh. Danh là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là thần, và danh Ngài là Giê-hô-va. Con Ngài là Đức Trời, được xưng là Giê-su. Giê-su là làm chứng về Đức Giê-hô-va. Tên ta có tên là Adam. Như vậy, hàng tỷ tỷ người trên đất này đều là Adam cả. Adam là loài người. Loài người không phải là tên. Loài người không phải là tên. Đúng chứ nào? Các thiên sứ đều có tên cả. Các thiên sứ không phải là tên. Thiên sứ là tạo vật. Cách gọi của một tạo vật. Thiên sứ không phải là tên. Mỗi thiên sứ đều có tên riêng. Đức Chúa Trời có danh của Ngài chính Ngài. Ngài là Giê-hô-va. Đức Linh không phải là một thân vị. Đức Linh là thần của Đức Trời. Danh Ngài là Giê-hô-va. Nào, chúng ta hiểu chưa nào? Cái này không phải là danh. Cách gọi của thần của Đức Trời. Cũng như chúng ta là Adam, tất cả đều là Adam. Adam là loài người. Ngay cả khi Chúa phán với Satan là khi ngươi bị giết, ngươi còn là Đức Chúa Trời không? Không. Ngươi phải là Đức Trời. Ngươi còn là loài người. Adam. Như vậy Adam là tất cả gì ra bởi hơi thở Đức Trời của Adam. Mà Adam ở trên thiên đàng gọi là thiên sứ. Như vậy Adam không phải là tên, không phải là tên. Bởi vì Adam là người đầu tiên ra gọi là Adam để người ta phân biệt thôi. Nhưng sau đó là tất cả các con của Adam đó đều là có tên riêng cả cho người đàn ông. Người ta không hiểu. Nhưng mà phải có là thật. Lẽ thật đã bày tỏ đâu? Thông qua sự mách bảo của lời Chúa ở đoạn này đoạn kia tất cả trong kinh thánh cựu ước và toàn lược. Bây giờ người ta mới hiểu. Và hiểu rồi thì ma quỷ có thể lừa được. Còn bây giờ người ta không được chép trai, không được giảng. Rồi khi ông đứng giảng rồi, to quá rồi, thì được tôn trọng rồi, ông nói là phải đúng rồi, ông trở thành chân lý. Lời ông trở thành chân lý, kể cả ông sai mặc dầu ông là vua rồi. Nhưng mà đời ông là miệng quan chôn trẻ.
Thế gian này mở miệng ra nó chùi ra những con nít hay con đỉa, làm đỉa nó muốn nói sao nói, vì lời qua là gì? Không, chỉ có Đức Trời nói là chính xác nhất thôi, không có thể thay đổi được. Vậy ta phải dùng lời của Chúa để bày tỏ, và muốn giải nghĩa lời Chúa để ta hiểu phải dùng lời của chính Đức Trời ban cho mình, đó Thánh Linh, nó là thật. Mà nếu ta không yêu ra trên làm sao có lễ A được? Bởi vì ta yêu luật pháp thì Chúa ban lễ A của cho chúng ta, lấy thật cho ta để chúng ta có thể kết nối lại các phần tử lại với nhau. Bây giờ người ta mới hiểu được rồi, người ta giữ vững đây mà bị không lừa được. Chính quyền phép của lời thật sẽ kết chặt các lời của luật pháp lại với nhau, khiến cho quyền lực của ma quỷ cùng sự lừa dối của chúng bị mất tác dụng, không thể len lỏi vào trong tâm trí của người ta, cũng như khi cha được chết vào giữa cái tâm ván và được đóng lại với nhau rồi, sẽ bị lại tất cả các vết nối của các tâm ván đó. Đó là bóng bề các vết thương của tội lỗi gây ra, cách chắc chắn khiến cho nước mưa hoặc nước sông, nước biển không thể ngấm vào bên trong chiếc tàu cùng các phòng của chiếc tàu đó được, và không thể đắm được. Chúng ta có thể thấy được tác dụng của chai thuộc linh này qua lời Chúa đã phán và được chép xuống trong Kinh Thánh Giăng đoạn 8 câu 31 đến 32 chép: Bây giờ Ngài phán cùng những người Giuđa đã tin Ngài rằng, nếu ngươi hàng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết là thật và là thật sẽ buông thả các ngươi. Chúng ta hãy xem, khi luật pháp ban tự của Đức Trời được giải nghĩa thành lẽ thật, sẽ giúp cho người tin Chúa vững đức tin để tin nhận lời Chúa mà làm theo sẽ được phục hồi lại sự sống như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy xem. Người ta nói là, ôi mục sư ơi, luật pháp của Moses đó là dành cho Israel, chúng ta có thể được cứu bởi Chúa Jesus Christ. Wow. Vậy thì khi xưa Satan cám dỗ Chúa Jesus nơi đồng vắng, Ngài dùng điều gì để đuổi Satan? Mà dù Ngài là con ông trời, Ngài không dùng quyền phép của Đức Thánh Linh để đuổi nó. Ngài dùng lời của Đức Trời là lời chép trong văn tự, trong Kinh Thánh. Khi Chúa Jesus đến, Ngài giảng lời Chúa trong Kinh Thánh. Ngài không nói Kinh Thánh còn thiếu một đoạn nữa là sau này sẽ chép thành tân ước. Ngài không nói điều đó. Ngài nói về Kinh Thánh, cũng như Phaolô nói chuyện với Timôthê về Kinh Thánh mà Timôthê đã biết, không nói về tân ước, của nó chưa ai nói tân ước là gì cả. Chính người viết các sách mà người ta gọi tân ước người này chẳng biết là tân lời của mình sau này được chép thành phần gọi là tân ước, họ không biết. Nhưng bởi Đức Thánh Linh đã cảm động họ, và chính Ngài khiến nó được chấp lại, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Chính những người viết như Môi-se không hề nghĩ rằng quyển sách đó là Kinh Thánh, rằng không bao giờ biết đó là phần quan trọng được chép phần tân ước. Mà thì cũng vậy, họ không biết, họ chỉ vâng lời Chúa mà làm thôi. Tôi không biết được thế nào, nhưng tôi tin rằng tất cả lời này, thời kỳ mừng năm bình an đó sẽ được người ta đọc. Tôi tin điều đó, không thể bỏ qua được. Vì mẹ của tôi, đây là lời của Đức Trời lớn mưu là Chúa đã bảo Môi-se làm một đấy, nó còn ứng nghiệm ngày hôm nay. Cũng như là Ma-thiơ, Ma-lu-ca rằng được Chúa mang lệnh người ta chép xuống cái sách đó để dùng đến ngày hôm nay mấy ngày năm sau rồi. Thì nó lại cũng vậy thôi, nó là của Chúa rồi, trong sự vô lực của Đức Trời mình không biết được. Mình cứ bằng lời, mình giảng ra mà thôi. Bây giờ ta xem lời Chúa trong văn tự, như thông qua sự chép chai thủ linh này mà ta được bền vững đức tin của mình trong thời kỳ gọi là tân nước ngày hôm nay. Lê-vi-ký 25 câu 8 đến câu 25 chép như sau: Ngươi hãy tính 7 tuần năm, tức là 7 lần 7 năm, thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Dưới đến ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 này liền thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ năm hân hỷ cho các ngươi, anh ấy đều nhận lại cơ nghiệp mình và anh ấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ 50 này là một năm hân hỷ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sinh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sưởng, vì là một năm hân hỷ sẽ làm thánh cho các ngươi, phải ăn những thổ sản. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. Nếu ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình thì chớ lận anh em mình. Ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỷ mà mua với kẻ lân cận mình, còn ngươi cứ lấy thêm số năm hoa lợi mà bán. Tùy theo số năm của năm hân hỷ, ngươi sẽ bù thêm giá. Tùy theo số năm ít, ngươi sẽ giảm bớt giá. Và tùy số mùa gặt mà ngươi bán cho ngươi. Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va Đức Trời của các ngươi. Các ngươi khá làm theo mạng lệnh này, giữ giữ luật pháp ta và nói theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. Đất sanh sản hoa lợi cho các ngươi sẽ ăn no và được bình ở bình yên trong xứ. Vì các ngươi nói rằng, nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì cho năm thứ 7 lấy chi mà ăn? Năm thứ 6 ta đã giáng phước cho ngươi,
và năm ấy sẽ trúng mùa bù ba năm. Năm thứ 8, các người sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ 9. Đất không được đoạn mãi vì đất thuộc về ta. Các người ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ trong khắp xứ mà ngươi được làm sản nghiệp, hãy cho phép chụp đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và báo được phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em mình đã bán. Sách Lê Đi Ký có thể được gọi là sách luật dành cho người Lê Đi. Theo đó thật là luật mà tâm linh của mọi người tin Chúa phải biết và thực hành. Chúng ta được gọi là người Lê Vi vì Ngài rút chúng ta ra từ giữa thế gian, ra từ giữa gia đình chúng ta. Ngài mượn chúng ta ra khỏi gia đình chúng ta để chúng ta làm công việc của đền thờ, mà chúng ta là thân hiệu ra đền thờ. Như vậy, người Lê Vi là người được Chúa chọn, chỉ định ra từ giữa dân Israel. Tất cả người nào tin Chúa đều phải biết luật này, vì chúng ta sẽ phải đánh trận không phải với thịt và huyết, cùng với chủ quyền cũng như thế gian mờ tối cơ mừng trên trời đó. Chúng ta phải biết, không phải chỉ là mục sư mà tất cả người tin Chúa phải biết đánh trận này. Tôi cảm ơn Chúa là khi tôi chưa là mục sư thì cô ta là cô làm ở tiệm, tôi đã nhân Chúa đuổi quỷ và là tay chữa lành người ta, giải cứu ta ra khỏi cái lũ ma quỷ rồi. Bởi vì sao? Tâm linh tôi được phục hồi lại. Như vậy không phải vì cái danh từ mục sư là trên chúng ta, chúng ta mới có quyền năng, mà chính là thân của Chúa ngự trên chúng ta có quyền năng. Cái chúng ta hiểu được Chúa và sở hữu được lời Đức Chúa cho mình, cho sự biết và thân của Chúa ở trên mình sẽ làm. Vì cái ngày đầu tiên tôi cầu nguyện mà quỷ xuất hiện, tôi đuổi nó ra đó, Chúa phá lỗ tai tôi khi tôi giật mình thấy nó hiện ở trước mặt tôi trong thân thể của người ta. Tôi sợ ra cả luôn, tôi líu nó lại và trước mặt con đừng có sợ, ta ở trong con, ta đứng lớn hơn kẻ trong thế gian này. Và tôi cao hoa tôi mới ao và quỷ ra khỏi người đó. Thế nhỉ? Chúng ta hiểu Lê Đi Ký là sách đặc biệt, luật của người Lê Đi. Và trong luật này ma quỷ sợ nhất là Lê Đi Ký đoạn 25. Nó không bao giờ muốn người ta biết là thật này, vì trong sách Lê Đi Ký 25 này Chúa bộ lộ nó là nó phải bị phục. Nhưng mà nếu ta không hiểu luật pháp, ma quỷ vẫn lừa. Nó sẽ nói là ta là thần linh, luật pháp này dành cho các người, các người không quyền trên ta. Nhưng mà bởi chúng ta có biết rằng ma quỷ đã bị Chúa đuổi bằng lời của Đức Trời chép trong phần cựu ước. Bây giờ ta xem sự giải nghĩa của lời Chúa như thế nào. Năm ân hỷ được ví là năm giải phóng. Năm giải phóng được chép trong phục truyền được ký đoạn 15 từ câu 12 đến câu 18. Bởi vì trong cái năm này tất cả các kẻ tôi mọi đã được giải phóng khỏi chủ của mình, trở về nguyên chủ mình, đã trở về nhà cha mình, hình bóng về trở về ví dụ của trời của chúng ta. Chữ năm được chép trong các câu trên trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự phân chia của thời gian, thời kỳ, thời đại, là thước đo thời gian. Thời kỳ được nhắc lại, được lặp lại, được làm lại, được quay trở lại, là biểu thị của thời đại, đời người. Cái thời gian này như bánh xe của Đức Chúa Trời liên tục quay. Quý vị ơi, tôi có thể cho quý vị thấy một cái điều quan trọng này. Ví dụ dù ở trong cái máy in của chúng ta có cái trục này bằng nhựa, các tia laser sẽ copy là cái hình ở trong các cái chữ của chúng ta ra lại in, nó phản chiếu là chiếu lên cái trục đó. Như vậy cái trục đó sẽ nó quay liên tục, nó quay đến đâu thì cái tia laser tiếp tục ghi vào nó đó. Như vậy nó tiếp tục nhận mực in tiếp cái vòng quay đó, và như vậy các cái vết ở trong bánh xe của cái trục đó được làm lại trong các trang kế tiếp đều nhau như không giống nhau. Này chúng ta xem, giống xem này, ở cái trang này một chấm một chấm một chấm một chấm, đây là cái dấu hiệu của cái vết ở trong cái trục đó, nó quay lại lần thứ hai đây, nhưng mà sang trang khác nó không ở chỗ này nữa, nó xuống đây. Đó, nó xuống đây, thấy chưa? Đó, nó được lặp lại cũng như thế này, thấy chưa? Nó được lặp ở cái vết này. Như vậy nó có lặp lại như vậy, cũng có thể như vậy. Mặt trời đứng nguyên đó, ánh sáng tiếp tỏa ra và rất quay, cứ quay lên. Như vậy hôm nay nó là tháng này, mặt trời nó chiếu vào chỗ này, đến ta sao nó lên đây, ta sao lên đây, sao lên đây, và sao lên đây nữa, rồi quay xuống. Vì trái đất sẽ quay thế này, cứ thế từ lên rồi. Bởi cái đó đây, từ đầu xuân cho đến đầu hè, mặt trời chiếu vào phía nhà trước như tôi, ánh nắng chiếu vào phía trước thì cây nó ra hoa. Nhưng đến về mùa thu, về mùa đông rồi, mặt trời về phía sau này, nó liên tục như vậy. Thì ánh sáng nó quét đầy đủ tất cả như vậy, nó quét thời gian liên tục quay lại và nó quay lại liên tục như vậy. Bánh xe của lời Chúa cũng vậy, nó quay liên tục như vậy, chẳng có gì mới ở trên mặt trời cả. Nó sẽ được lặp lại, nó được lặp lại,
cũng như là lời của Chúa được công bố qua Môi-se, được tiếp tục lặp lại cho đến ngày cuối cùng của thế gian này, liên tục được lặp lại, và thần của Chúa tiếp tục làm công việc đó. Như vậy chúng ta phải hiểu lời của Chúa Trời đã được chép xuống cái thánh đó phải được công bố lại thì kỳ sau đó này. Chúng ta không đứng lại một chỗ, bởi vì chính Đức Trời đã khiến thiên sứ Gabriel đi gặp Daniel, giải nghĩa cho Daniel, nhưng mà cái sự mầu nhiệm thì niêm phong lại đến kỳ cuối cùng, không ai tự giảng được, cho nên kỳ chứng Thánh Linh sẽ giảng nó rằng, giảng nó rằng ở đây chữ năm được chép trong lời của Đức Trời trong tiếng Hebrew đó, là sự phân chia của thời đại, thời kỳ, là thước đo thời gian. Thời kỳ được nhắc lại, được lặp lại, được làm lại, được quay trở lại, là biểu thị của thời đại đời người. Nó liên quan đến việc áp dụng của lời Chúa. Chúng ta xem lời Chúa chép này. Nếu có ai tính 7 tuần năm, tức là 7 lần 7 năm, thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Rồi đến ngày 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 này nên thánh và rao truyền sự tự do cho thảy dân trong xứ. Đây là năm 1445 Đức Giê-hô-va ban luật pháp này cho dân Israel. Nhưng mà đến kỳ đã định, tính từ Adam cho đến Chúa Giê-xu Christ là 77 đời. Trước đời đó cũng là năm trong tiếng Hebrew. Mà vì không thể ngờ được Chúa định sẵn ra sự cư trú của người theo đúng luật, Ngài không trái luật, Ngài đã lập lên luật, Ngài làm đúng theo luật, Ngài đã phán chưa được. 7 tuần 7 năm là 49, năm thứ 50 phải làm thứ là lên thánh. Vậy thì chúng ta được cứu chuộc bởi Chúa Christ và chúng ta là con của Chúa Christ. Vì Đức Trời dùng lời Ngài tạo đến chúng ta nên Chúa Chúa gọi là con cả ở nhiều anh em, và chính Ngài sinh nhà chúng ta. Như vậy thông qua Chúa Christ mà chúng ta được sinh nhà, chúng ta được sinh nhà trong đời thứ 50 kể từ Adam. Nhưng bởi vì khi Chúa sinh ra như vậy, Chúa phục sinh rồi, Ngài sinh ta ra rồi, thì bây giờ cũng như khi xưa, khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, Đức Giê-hô-va đã mang lệnh cho Môi-se đổi lịch thời gian này. Chúa này, tháng này sẽ làm tháng đầu trong cái năm. Như vậy dân Israel chênh lệch với chúng ta là khoảng 3 tháng rưỡi. Bởi vì lịch của Israel là 360 ngày một năm, không phải là 365 ngày. Và đó chúng ta luôn luôn có sự chênh lệch với dân Israel theo luật này. Đó sự mầu nhiệm. Chúa giấu cái thời kỳ tái lâm của Chúa Giê-xu qua sự chênh lệch giữa năm của Israel và năm của thế gian. Nhưng mà chúng ta là người tin Chúa, tính theo lịch của Kinh Thánh, theo lịch của Kinh Thánh, theo lịch của Chúa định cho Israel thật. Vậy thì Chúa Giê-xu là đời 77, 77 là 49. Vậy chúng ta sinh ra, tức là khi Chúa phục sinh, thì bất cứ người nào được tiếp nhận Chúa Giê-xu kể từ đó là chúng ta là con gái của Chúa. Và chúng ta ở trong ngày thứ 50, tức là trong năm thứ 50, trong thời đại 50, ha, trong năm của Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng cả thế gian đều nhận biết hai cái từ AD và BC. AD là Anno Domini, là tiếng Latin. Mà ý nghĩa của chữ Anno Domini này là năm của Chúa, vào năm của Chúa. Còn chữ BC có nghĩa là kỷ nguyên của Chúa Giê-xu. BC là Before Christ, tức là trước công nguyên, trước khi Chúa sinh ra. Nên ta gọi sự sinh ra của Chúa Giê-xu là công nguyên, là một kỷ nguyên mới. Còn trước khi Chúa sinh ra thì gọi là trước công nguyên, nghĩa là BC, Before Christ, trước khi Đức Christ đến thế gian này. Như vậy người ta đã định một cái thời kỳ sự sinh ra của Chúa là một kỷ nguyên mới, gọi là công nguyên mới. Năm thì thuộc lấy này không tính theo số ngày như người ta tính cho các năm 365 ngày, mà theo lịch của Israel nữa, vì ngày của Chúa hàng còn đến muôn đời. Vì Đức Trời đã phán trước ngày của Chúa hàng còn đến muôn đời, vậy thì cái điều mà Đức Giê-hô-va đã phán với dân Israel đó là năm ân hỷ đó đã được truyền theo cách mới của Đức Thánh Linh. Kể từ khi Chúa Giê-xu được phục sinh thì Đức Chúa Cha đã giao phó toàn bộ các vật trên trời, dưới đất, bên dưới này đều vâng phục Chúa Giê-xu Christ. Như vậy toàn bộ kế hoạch của Chúa Giê-xu này hoàn toàn trong tay của Chúa Giê-xu, không có thay đổi ngày tháng năm nữa. Vì chúng ta đang ở trong năm của Chúa Giê-xu, trong ngày của Chúa Giê-xu, trong ngày của Chúa rồi. Vậy thì ngày này, cái năm này, cái thời kỳ này là thời kỳ hân hỷ, thời kỳ của sự cứu chuộc. Nếu mà chúng ta phải hiểu là thật thì ma quỷ không thể kiện chúng ta được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ma quỷ nói là chúng là thần và luật pháp này tranh cho xác thịt. Nhưng mà chúng ta có lời của Chúa để công bố rằng ma quỷ là kẻ nói dối. Luật pháp đó cai trị trên tất cả các tà vật của Chúa, kể cả thiên sứ và
ma quỷ cũng như là người đều phải vâng phục. Ở đây Chúa nói này, chớ có ai cho bồng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình. Mà lời này Satan và thiên sứ phải làm chứng, nghĩa là chúng nó biết và chúng nó phải làm chứng nghịch lại tất cả người nào vi phạm luật pháp của trời. Bởi khi chúng phán mà lời này, ma quỷ cũng phải đối diện đấy. Ma quỷ không được phép gian lận anh em mình. Vì sao anh em mình? Ma quỷ được sanh trước chúng ta, các thiên sứ được sanh trước chúng ta, rồi chúng ta được sanh ra sau theo ý muốn của Đức Trời để tìm một dòng thánh. Như vậy ma quỷ ở cùng Chúa như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ phải cho phép chuộc đất lại. Như vậy ma quỷ được gọi là thầy đội, kẻ kiện cáo. Chúa ra nhiệm vụ cho các thiên sứ của Đức Trời và ma quỷ phải làm chứng nghịch lại tất cả người nào vi phạm luật pháp Đức Trời. Mình ma quỷ không thể phép gian lận, không phải là nói dối, bởi vì ngay từ ban đầu khi Satan lừa dối Eva đã bị rủa xả rồi. Bởi vì chúng ta phải biết luật này để khi chúng ta ra lệnh Satan phải buông tha ra, chúng ta phải công bố luật của Lê Vi Ký 25 bắt nó phải buông tha. Bởi vì khi ta công bố như vậy, trong danh Chúa Giêsu, Chúa trên trời biết vì Ngài đang ở cạnh chúng ta, và thiên sứ của Chúa cũng biết nữa, và một vị sẽ bị trói buộc và bị bắt nếu chúng ta được men đây mang lại rồi mà không mừng phục. Vì cái thánh có chép, chúng ta công bố vì cái thánh có chép rồi. Còn những thiên sứ không giữ thứ bậc mình thì phải bị siêng lại nơi tối tăm chờ ngày phán xét lớn. Thế mà của nó là gì? Ngươi là kẻ làm chứng, không phải là kẻ lừa dối. Nhưng vì ngươi đã lừa dối nên ngươi bị bắt, đúng chưa nào? Không giữ thứ bậc, ngươi là kẻ làm chứng, ngươi là cảnh sát, ngươi là kẻ làm chứng, và ngươi có quyền tố cáo người ta trước mặt trời, ngươi không quyền bắt người ta. Chỉ khi là Chúa giao người đó cho ngươi, ngươi mới cầm giữ mà thôi. Như vậy ngươi vẫn là phạm, ngươi không giữ thứ bậc nó phải bị bắt. Chúng ta phải nhận biết luật pháp của Chúa và cái sai đó khiến ta vững đức tin giữa Lê Vi Ký và lời hứa của Chúa Giêsu, giữa Cựu Ước và Phần Giới Luật có sai là lẽ thật đó, khiến ta vững đức tin và chúng ta không bị chìm đắm bởi sự lừa dối của ma quỷ mà ta vẫn vững vàng được. Tính từ Adam là người trước nhất được sanh ra trên đất này cho đến từ Chúa Giêsu Christ là 77 đời, cũng nghĩa là 77 năm. 7 lần 7 là 49. Đức Chúa đã chuẩn bị sẵn sự cứu chuộc. Trong sự cứu chuộc đó có giá cứu chuộc và nguyên tắc của sự cứu chuộc. Cho những người nào sẽ tin vào quyền phép của lời Đức Trời mà Đức Chúa Jesus Christ, con một của Đức Trời, là lời Đức Trời. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này để cứu chuộc là người chúng ta, và chúng ta được gọi là con của Ngài, và bởi Ngài mà cha được sanh là đời thứ 50. Và như vậy chúng ta được sanh ra trong năm hân hỷ thuộc linh, ứng nghiệm lời Đức Chúa Ba đã phán trong sách Lê Vi Ký 25 câu 8 câu 10 rằng: Ngươi hãy tính 7 tuần năm, tức là 7 lần 7 năm, thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Rồi đến ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang cho các xứ. Các ngươi phải là cho năm 50 này nên thánh và rao truyền sự tự do cho thầy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho ngươi. Ai đấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai đấy đều nhận trở về gia quyến mình. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phi-e-rơ nói chúng ta có phần trong việc giải huyết Ngài, còn Chúa Giêsu đã nói cho các Luca là các ngươi làm chứng về ta, làm chứng về sự chết của Chúa Giêsu đến cho đến khi Ngài đến. Sứ đồ Phao-lô nói, còn Luca Chúa đã nói đây là thân thể ta để người bỏ qua cho nguyên ta đổ ra để cứu chuộc nhiều người. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về giải huyết Chúa, tức là giải rác ra như gieo hạt giống đấy. Đấy là cái vận dụng lời Chúa để nói ra, để ta truyền giáo lời Chúa rằng thì trong sự truyền giáo nói về sự cứu chuộc, mà khi nói sự cứu chuộc nó nói về giá chúng ta được hoàn thành rồi qua sự chết của Chúa Giêsu Christ, huyết Ngài đổ ra rồi. Vậy chúng ta muốn người ta tin điều này thì phải nhớ là Chúa đã phán từ trước rồi trong sách Xuất Hiện Thứ Ký đoạn 12. Chúa lập giáo ước với dân Israel và Chúa phán rằng hễ nhà nào ăn thịt trên con đó thì phải lấy huyết trên con đó bôi trên này cửa nhà nào. Thì trong đêm đó Ngài đã trải qua sông đó, và nhà không có huyết trên con bôi bề cửa thì Chúa Giêsu diệt sẽ diệt con đầu lòng của nhà đó, tức là mất quyền kế được. Sẽ có thời kỳ thuộc linh Chúa làm công việc này, nhưng mà đây là luật Chúa đã lập hình bóng về sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Và đến đời sau đó này, khi Chúa phục sinh rồi, kể từ đó mọi quyền thế trên trời dưới và bây giờ đã giao cho Ngài. Khi Chúa Giêsu chúc phước cảm ơn Chúa trước khi trở về thế gian, Ngài đã phán điều này rồi. Như vậy kể từ đó, đó là năm của Chúa Giêsu, ngày của Chúa Giêsu và thời của Chúa Giêsu rồi, không có thay đổi nữa. Từ đây sẽ mãi mãi cho đến khi một ngày nào bình an được đến.
Chúa chúa ban cho, luật gì mình không biết. Nhưng mà kể từ khi Chúa phục sinh, cho khi chúng ta đón về thiên đàng, luật Chúa không thay đổi. Vậy chúng ta phải có chai để chết, hầu cho cái rượu chết trong Lê Thị Ký đỡ nghiệm trong thời kỳ sau đó chúng ta này. Không có chuyện phân tích tân ước và cựu ước đó là một mà thôi. Sách Hebrew đoạn 1, câu 1 đến câu 11 chép. Đời xưa, Đức Chúa đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau đó này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên ký tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, phải được hưởng danh cao hơn thiên sứ bấy nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Và Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nữa rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, là há có khi nào phán ta sẽ làm cha ngươi và ngươi sẽ làm con ta. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió và tôi tới Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì Ngài lại phán rằng hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính Đức Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trội hơn kẻ đồng loại mình. Lại có phán hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nên nền đất, các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi nhưng Chúa hằng còn, trời đất cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến đổi nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hề cùng. Đức Trời có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ tội làm bệ dưới chân ngươi? Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Trời đã được sai xuống để giúp việc những kẻ được hưởng cái nghiệp cứu rỗi rằng? Kinh Thánh chép trời đất sẽ cũ đi như cái áo nhưng Chúa hằng có, trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến đổi nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hề cùng. Lời tiên tri đã báo các năm của Chúa không hề cùng, đã được gọi là năm của Chúa rồi, Anno Domini đã được định rồi. Và như vậy chúng ta biết rằng năm ân điển của Chúa tức là năm của sự giải phóng. Bất cứ khi nào chúng ta giảng lời Chúa thì đó là sự thổi kèn tiếng vang, thổi kèn để báo rằng đây là kỳ yên nghỉ, đây là sự cứu rỗi đến. Như vậy trong cái năm này, bất cứ lúc nào chúng ta có quyền cứu chuộc dân sự của Chúa, và bất kỳ phải bùng ta, bất cứ ngày nào, giờ nào, đêm nào, mặc dầu khi ta có nhu cầu để cầu nguyện, ma quỷ phải ra khỏi người ta. Mình phải công bố điều này, ma quỷ sẽ bắt phục bởi các lời của Đức Chúa Trời. Trong năm mới thuộc linh này, ma quỷ phải buông tha bất kỳ một người nào đã tiếp nhận được Chúa Jesus Christ làm Chúa của sự sống mình, cùng hết thảy những người nào nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời mà vẫn giữ và làm theo. Vì các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời được chép xuống trong thánh, thì các thiên sứ của Đức Chúa Trời thi hành chức vụ mình trên đời này, cùng hết thảy của luật của ma quỷ đều phải vâng phục và làm theo. Vì lời Đức Chúa Trời đã chép rằng Satan còn là loài người, được chép trong Ê-xê-chiên 28 câu 2. Và trong ngày Diêu Trời ban luật pháp cho dân Israel tại núi Sinai, Ngài đã phán qua Môi-se rằng các quyền lực ở trên trời và bên dưới đất thảy phải làm chứng về việc Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho dân Israel. Điều đó có nghĩa là các thế lực đó phải vâng phục luật pháp, cùng làm chứng nghịch lại bất cứ người nào sống trên đất này mà vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, mà chính ma quỷ cũng phải phục nữa. Bằng chứng vì việc ma quỷ phải vâng phục luật pháp mà Diêu Phật Trời đã ban cho dân Israel, đó là Đức Chúa Jesus Christ đã bắt Satan phải phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 2 đến câu 11 chép, Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Jesus đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài lên nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻ ngươi vấp nhầm đó chăng? Đức Chúa Jesus phán, cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ đã đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, vì bằng ngươi xuất mình trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Jesus bèn phán cổ nói rằng, hỡi quỷ Satan,
Ngài lùi rằng vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thể giữ đến gần mà hầu việc Ngài. Chúa dùng lời của Chúa ba lần liên tục và Satan buộc phải buông tha, tức là phải lui đi ngay, nó bị bắt phục. Đây là sự bách bảo của Chúa Giêsu. Ngài không dùng quyền phép, bởi vì lúc này Ngài đang chịu thử thách. Đến tình tôi tới để thử thách. Ngài dùng lời của Chúa để công bố ra, để dạy chúng ta biết là ma quỷ phải phục lời Đức Trời. Và lẽ thật trong lời của Đức Trời chính là chai thuộc linh, được sử dụng để kết hiệp hết thảy mọi lời của Đức Trời lại là một, để thiết lập và gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Jesus Christ là thể chất sản phẩm của Đức Trời, là đầu hội thánh, và hội thánh là thân thể của Ngài. Chúng ta biết rằng khi người ta xẻ các cây gỗ ra để làm ván ong tàu, người ta không cần biết đầu hay đuôi của cây đại hưu kia, miễn là người ta áp vào thấy nó vừa là người ta ép vào đóng thành tàu và cắt đầu cái đuôi thừa đi để đóng tàu rồi. Cũng một thể như vậy, kinh thánh này, các sách hoặc là sáng thế kia, hoặc là sách Khải Huyền, tất cả đều nói về Chúa Jesus Christ. Tùy theo mục đích, tùy theo cách giảng, tùy theo sự kêu gọi của Thánh Linh mà người ta có thể dùng đoạn này đoạn kia trong cái thế đó ghép lại thành cái bài giảng cái các phòng ở trong con tàu thuộc linh này. Chai thực thể có tác dụng kết dính bịt khe hở của các ván gỗ được dùng để đóng chiếc tàu lại thành một con tàu hoàn chỉnh, khiến nước không thể làm chìm đắm con tàu thể nào. Khi thế thật của lời Đức Trời có quyền phép khiến hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ được vững vàng trải qua mọi sự thử thách mà Giê-hô-va Trời đã sửa soạn cho hội thánh của Ngài phải trải qua, hầu cho một dòng dõi thánh sẽ được chọn ra từ trong hội thánh của Ngài và được lên trong nước thể thế của Ngài. Cũng thể như vậy, hội thánh sẽ được sàng sảy, được thử thách trong cơn sóng này. Lên đây, do chúng ta học tiếp đây, cấu trúc của con tàu không hề có bánh lái, không có bánh lái, không có chèo, không, tức là không có một cái sự gì do con người điều khiển hết. Nhiệm vụ của tín chú là tin vào lời của Đức Trời và chờ đợi ở trong con tàu đó đến kỳ đã định. Người tín chú phải lấy được tin mình mà tiếp nhận hết thảy mọi sự gia dân của gia đình để được vững vàng mà đi cùng mưu kế của ma quỷ, như lời Chúa đã chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 8 đến câu 10. Và là anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa như sức toàn năng của Ngài, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà đi cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua Chúa của thế gian mờ tối này, cùng với thần dữ ở cái miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cờ được lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Vậy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây niềm lưng, mặc lấy ra bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của thế này bình an và làm thầy thiết, lại phải lấy được thêm đức tin làm tuân, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đỗ tròn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho thầy ca thay đổi. Chúng ta cảm ơn Chúa, và trong ngày thánh này chúng ta đã học được bài thứ hai phần một về vật liệu và những người được Chúa dùng để đóng con tàu đặc biệt này. Và chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa và xin Chúa ban ơn để tuần sau Chúa tiếp tục dùng tôi để soạn xuống và tỏ ra hội thánh của Chúa bài hai phần hai tiếp đến cấu trúc của con tàu đặc biệt này. Chúng ta cầu nguyện cho Thánh Linh này. Hallelujah. Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu chuộc chúng con, con dâng lời cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa đã bày tỏ cho con qua sự ban cho lễ thật mầu nhiệm. Vì chính Chúa đã cầu xin với Đức Chúa Cha và lời cầu xin của Ngài đã được Đức Chúa Cha nhận, đó là khi Chúa phục sinh, Đức Chúa Cha đã ban Thánh Linh của Ngài xuống để lập hội thánh của Chúa, và Đức Thánh Linh đã tiếp tục cai trị hội thánh của Chúa, và chúng con được cứu bởi huyết của Ngài và được Thánh Linh dẫn dắt và cho được thật lời Chúa. Và suốt hơn 20 năm qua Chúa đã bày tỏ lẽ thật của Ngài cho con và ban ơn cho con để con soạn xuống điều được Chúa bày tỏ và ra giảng ra những điều gì mà Chúa muốn con giảng ra. Và ngày hôm nay chúng con vui mừng cảm ơn Chúa, chúng con tiếp tục được Chúa bày tỏ cho biết những lẽ thật mầu nhiệm được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 về con tàu mà Chúa đã mặc lệnh cho Noe là thầy giảng tin lành của Chúa xưa đã đóng chiếc tàu đó. Và Chúa bày tỏ chúng con biết rằng lời Chúa hằng còn đến muôn đời, và lời của Chúa là thần linh và sự sống. Lời Chúa làm chứng về Chúa Giêsu, tức là làm chứng rằng lời Đức Trời được đến thế gian này để bày tỏ Giê-hô-va Trời là đấng cứu chuộc, và Ngài cứu chuộc được chúng con qua lời sống của Đức Trời. Và Chúa mở trí chúng con, mở mắt chúng con để con biết rằng tất cả điều đã được chép trong văn tự đó đã xảy ra trong thuộc thể, nhưng đều là hình bóng về lễ thật mầu nhiệm, vì sự xôn ngoan và sự mưu luận của Ngài mà đã khiến có sự đó được xảy ra. Và những điều đó như một bánh xe tiếp tục quay và tiếp tục trở lại, tiếp tục
công bố ra, cũng như lẽ thật mầu nhiệm Chúa bày tỏ cho con được công bố ra, vẽ ra mầu nhiệm ở trong sách Lê Đề Ký. Con bơm cảm tạ ơn Chúa, nguyện xin Chúa ghi tạc các lời của Ngài trong lòng cho con, trong trí khôn cho con, vì lời của Chúa là sự cứu chuộc của Ngài ban cho con. Ngài đội mã triều thiên của Ngài cho nên con, mã cứu chuộc của Ngài cho con, mà có giác thủ linh cho nên con. Ngài ban đức tin cho con, Ngài ban khí giới cho nên con, Ngài ban thắt lưng và lẽ thật cho nên con, và Ngài ban dây dép tin này bình an cho nên con, để cho con đứng vững ở trên trái đất này, cũng như là chúng con tiếp tục làm công việc Chúa giao cho, để đóng con tàu cứu chuộc đặc biệt này, hầu cho Chúa sẽ cứu rất nhiều người đã được cứu và trong hội thánh của Ngài, mà con tàu mỗi nét bóng đó là hình bóng vậy. Con cảm ơn Chúa, con xin Chúa tiếp tục ban ơn cho con, để cho con tiếp tục tiếp nhận sự ban cho của Ngài, để hiểu biết, để giảng ra, không phải chỉ cho những người đứng tại đây mà thôi, có những người sẽ được nghe cái điều này tùy theo sự phân phối của Ngài, sự bình trước của Ngài và thử thách của Ngài, mà những người đó sẽ được nghe và hiểu nữa. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa với sự ban cho của Chúa cho nên con, thì Chúa khiến cái điều đó sanh trưởng cho lòng cho con và sanh bông trái cho lòng của chúng con, hầu chúng con được ghi cho đức tin của mình, hiểu cho sự trách nhiệm, nhận biết trách nhiệm của mình trước sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của chúng con, để chúng con sống làm sáng lên Chúa và công bố lời Đức Trời cho muôn dân. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài. Thì Chúa thăm viếng cho con, thì giờ này chúng ta cùng hát thờ phượng Chúa. Hallelujah. Đa cầu Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin thánh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất trên trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn cùng Ngài. Xin tha tội lỗi của chúng con, cũng như chúng con đã tha thứ kẻ phạm tội kẻ cùng chúng con. Xin hãy để chúng con bị cám dỗ, sống cùng chúng con được hòa bình với Ngài. Vì nước quyền tình nghĩa thuộc về Cha trong đời vô cùng. Amen. Hallelujah, hallelujah. Cùng soi sáng một ngày trên các tôi trai tôi gái của Ngài, thì sự sáng của Chúa sẽ thắp một đèn cho con, soi sáng tâm linh cho con, để cái gì sáng thì cho con sống và làm theo luật pháp thánh khiết và công bình của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha, cũng điện dư dật của Đức Chúa Jesus Christ từ đời đấy trên đời thánh của Chúa, cùng sự cai trị, sự dẫn dắt vì phép của Chúa Thánh Linh, được bày tỏ trên đời thánh của Chúa cùng lễ thật của Ngài, cho đến khi chúng con được đón trở về thiên đàng với Ngài. Amen. Chúa ban phước cho chúng con.